Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 161. Tìm kiếm túc tinh cát vị, là Dương Nghị Vân trường hạng, Bảo Thuận Quang phụ trách trận pháp. Đoàn người đi theo Dương Nghị Vân vòng một vòng lớn tử, Dương Nghị Vân tìm được rồi kháng túc cát vị. Như cũ là ngân quang gắn đầy kết giới ngăn cản, hiện tại yêu cầu ngồi chính là tiến vào cái này kết giới trong vòng, mới có thể hướng về trung tâm nơi mà đi. Đây mới là bước đầu tiên. Lại còn có đến xem Bảo Thuận Quang bản lĩnh được chưa? Có thể hay không mang theo đại gia đi vào? Tìm được rồi cát vị, cũng không ý nghĩa là có thể đi vào, đây là có trận pháp tồn tại, yêu cầu trận pháp đại sư hiểu được vào trận sinh môn mới có thể. Lão bảo kế tiếp xem ngươi Dương Nghị Vân tìm được rồi kháng túc cát vị, đối Bảo Thuận Quang ý bảo. Phương Đông Thương Long cát vị có hai nơi, kháng cùng để túc. Lý luận thượng này hai cái cát vị đều là có thể đi vào trận pháp trong vòng. Liền xem Bảo Thuận Quang trận pháp tạo nghệ như thế nào. Chủ nhân yên tâm, kế tiếp giao cho ta. Bảo Thuận Quang nghiêm túc gật đầu. Nhìn qua vẫn là có tự tin. Buông tay đi làm đi, chúng ta đại gia hiệp trợ ngươi. Dương Nghị Vân cho Bảo Thuận Quang một câu cổ vũ. Theo sau Bảo Thuận Quang đứng ở tại chỗ, trong tay vung lên tam đem tiểu kỳ xuất hiện, quay chung quanh ở kháng túc chi vị bắt đầu lẩm bẩm du tẩu dựng lên. Mỗi một khắc đệ nhất đem trận kỳ bay đi ra ngoài. Dừng ở ngân quang kết giới phía trên. Ong. Toàn bộ kết giới chỉ là ong một tiếng, ngân quang lập lòe một chút, nhưng lại không có phát sinh mặt khác biến cố. Vững vàng dừng ở kết giới phía trên, như là cắm rễ ở kết giới thượng giống nhau. Bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt kim quang, như là trấn áp kết giới thượng ngân quang, hoặc là nói là ngăn cản ở kết giới lực lượng phản phệ. Thật xa nhìn qua giống như là huyền phù ở giữa không trung bộ dáng. Theo sau Bảo Thuận Quang trong tay đệ nhị đem trận kỳ bay đi ra ngoài. Ngay sau đó là đệ tam đem trận kỳ. Trước sau tam đem trận kỳ đều cắm rễ ở kết giới phía trên, hình thành một cái phẩm tự hình dạng. Mỗi một phen trận kỳ chi gian gặp nhau có 3 mét khoảng cách. Ong! Đương tam đem trận kỳ hình thành lúc sau, một tiếng nặng nề nổ vang vang lên. Tam đem trận kỳ phía trên phát ra lộng lẫy kim sắc vầng sáng. Ngay sau đó lại thấy Bảo Thuận Quang đôi tay múa may lên, lại là từng đạo tiên nguyên tay quyết không ngừng đánh vào ở tam đem trận kỳ trung ương mà đi. Ầm ầm ầm, từng tiếng thanh thúy tiếng động theo Bảo Thuận Quang từng đạo pháp quyết mà vang lên. Trận kỳ phân âm dương, diễn biến ngũ hành hóa vạn vật, càn khôn tái hiện, xoay chuyển thiên địa, không gian vô hình, mở cửa. Bảo Thuận Quang ở cuối cùng dứt lời hết sức, ngón tay gian một giọt tinh huyết ra, phi dừng ở tam đem trận kỳ trung ương. Ầm vang, một tiếng nặng nề qua đi, tức khắc tam trận kỳ trung ương huyết quang chợt lóe, một cái xoay tròn môn hộ xuất hiện. Thành, chủ nhân có thể đi vào. Bảo Thuận Quang trên trán có mồ hôi xuất hiện, nhưng lại vẻ mặt vui mừng nói chuyện. Lão bảo làm được không tồi. Dương Nghị Vân khen hắn một câu, bất quá nói trở về, hắn cũng từ Bảo Thuận Quang trận pháp thủ đoạn thượng thấy được, trận pháp một khác mặt sử dụng. Trận pháp chi đạo đồng dạng là đại đạo, càng là thiên biến vạn hóa. Bảo Thuận Quang trận pháp chi đạo, nhìn qua chính là trận kỳ chi đạo, thật là có độc đáo chỗ. Ta đây cũng là tiểu đạo, nếu không phải chủ nhân ngài tìm được rồi tinh tú cát vị, ta cũng mở không ra sinh môn nhập khẩu. Bảo Thuận Quang thực khiêm tốn, cũng chụp Dương Mỗ Nhân mông ngựa. Ha ha ha, không nghĩ tới người lão bảo cũng sẽ sợ mông ngựa, đi đi đi, vào xem. Dương Nghị Vân cười lớn trêu ghẹo Bảo Thuận Quang một phen. Mọi người cũng là đi theo nở nụ cười. Theo sau Dương Nghị Vân đi đầu tiến vào môn hộ. Kháng túc cát vị cũng là tinh tú đại trận sinh môn chi vị. Đường đại gia đi vào lúc sau, nhìn đến lại là một cảnh tượng khác, cùng bên ngoài nhìn đến hoàn toàn bất đồng. Đây là, này tựa hồ là hiến tế trụ. Ninh Hòa Bình xem như một cái kiến thức rộng rãi người, tiến vào lúc sau, nhìn đến như cũ là một tòa tế đàn, nhưng là nhỏ rất nhiều, ước chừng cũng chính là 100 bình phương bộ dáng. Bốn phía ở ngoài đều là một mảnh ngân quang sương mù bộ dáng, là hư không. Nhìn không ra tới có cái gì mặt khác sự vật. Bất quá ở cái này tiểu tế đàn thượng còn lại là xuất hiện 7 căn bạch ngọc cây cột, mỗi một cây bạch ngọc trụ thượng điêu khắc có phức tạp khắc văn, ẩn ẩn nhìn lại tựa hồ còn có nào đó thú loại đồ đằng ở trong đó. Mỗi một cây bạch ngọc trụ đều 9 mét cao, nửa thước đường kính. Không nhiều không ít vừa lúc 7 căn bạch ngọc trụ, là dựa theo Phương Đông Thương Long sao trời sắp hàng mà thành. Lão Đinh có ý kiến gì không? Dương Nghị Vân nghe được Đinh Hòa Bình nói chuyện, nghĩ đến hắn là nhìn ra cái gì, liền làm hắn nói.
Ta đã từng từ một quyển sách cổ trung kiến thức cùng loại hiến tế đồ án, chính là thượng cổ ma tộc dùng để hiến tế ma thần mới có thể dùng đến nghi thức, có hai loại ý tứ, đệ nhất là phong ấn, đệ nhị là sống lại hoặc là nói triệu hoán ma thần sống lại, ta phân không rõ nơi này hiến tế trụ là nào một loại sử dụng. Dù sao đây là một loại phi thường cổ xưa mà tà ác hiến tế trụ, mặt trên này đó khắc văn cùng sách cổ trung ghi lại thực tương tự, gọi là ma thần hiến tế trụ, mặc kệ là nào một loại, dù sao mỗi một cây ma thần hiến tế trụ thượng đều phải hấp thu vô số sinh linh tinh huyết hồn phách, vô cùng tà ác, đại tông sư nơi này không đơn giản a, chúng ta hiện tại như thế nào cho phải? Ninh Hòa Bình nói chuyện thời điểm thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn đối loại này ma thần hiến tế trụ tràn ngập kiêng kỵ. Đừng lo lắng, chỉ cần đi đúng rồi trận pháp sinh môn, liền sẽ không có việc gì, lão bảo ngươi nói đúng đi. Dương Nghị Vân đối Đinh Hòa Bình nói chuyện, quay đầu lại xem Bảo Thuận Quang. Ở ngay lúc này cũng không thể làm tự thân tin tưởng đã chịu đả kích, nếu không hậu quả sẽ phi thường nguy hiểm, ảnh hưởng tâm thần lúc sau, nếu là xuất hiện cái gì biến cố, ứng đối mặt khác đều là phiền toái. Bảo Thuận Quang người lão thành tinh, tự nhiên minh bạch Dương Nghị Vân đây là sợ Đinh Hòa Bình nói đả kích sĩ khí. Vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, lão Đinh ngươi lo lắng cái mau, có ta cùng chủ nhân ở ngươi lo lắng cái rắm. Nói đến cùng chính là một cái trận pháp mà thôi, nói nữa đều là thượng cổ thời đại di lưu đến nay trận pháp, uy lực đã sớm không có trước kia như vậy cường đại rồi, đem tâm phóng trong bụng, chỉ cần chúng ta đi đối nhau môn chi lộ, đánh rắm đều sẽ không có, này chỉ là một phương một tượng mà thôi, có hai đại sinh môn chi lộ, đừng lo lắng. Bảo Thuận Quang nói xem như cho đại gia đề cao lòng tự tin. Dương Nghị Vân cười cười gật gật đầu, mà lúc này Đinh Hòa Bình cũng phát hiện chính mình nói lỡ, bực này thời điểm tự nhiên là không thể nói ra đả kích sĩ khí nói, đối Dương Nghị Vân xấu hổ cười, nhỏ giọng nói, đại tông sư xin lỗi, là ta nói lỡ. Không sao, người nói cũng không sai, tóm lại ở chỗ này mọi người đều đề cao cảnh giác chính là, ta cùng lão bảo phụ trách tìm kiếm sinh môn phá trận, các người ứng đối đột phát sự kiện. Tin tưởng đại gia có thể xông qua đi, chúng ta đi bước một đi tới, tính toán là hữu kinh vô hiểm, 99 bước đều đã đi tới, cũng không thể dừng ở cuối cùng một bước thượng. Tuân đại tông sư chi mệnh, lão hủ chờ chắc chắn đem hết toàn lực, đại gia cộng độ cửa ải khó khăn. Ninh Hòa Bình gật đầu trả lời. Đến nỗi những người khác cũng đều tỏ vẻ đối Dương Nghị Vân cùng Bảo Thuận Quang có tin tức. Huống hồ hiện tại cũng không có đường lui, duy nhất vẫn luôn đi phía trước đi xuống đi này một cái lộ mà thôi. Lúc sau Dương Nghị Vân cùng Bảo Thuận Quang đối diện, hai người làm những người khác lui ra phía sau, tiến lên quan khán bảy căn Đinh Hòa Bình trong miệng ma thần trụ, đến tột cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Lại nói tiếp Dương Nghị Vân nghe xong Đinh Hòa Bình giảng thuật, kỳ thật nội tâm cũng là tương đối thấp thỏm lo lắng. Bởi vì hắn nhớ tới phía trước thần ma điểu nói qua, này tòa bị mai táng ma tộc chi thành, có lẽ chưa chắc bị cổ tiên nhân cấp mai táng, cũng có khả năng là sẽ là ma tộc người chính mình mai táng. Mục đích là vì hiến tế người nào hoặc là mặt khác sinh linh. Hiện tại Đinh Hòa Bình nói sách cổ ghi lại quá, cái này ma thần trụ hoặc là dùng để phong ấn, hoặc là chính là dùng để triệu hoán sống lại cái gì ma thần. Đối này Dương Nghị Vân kết hợp thần ma điểu lời nói, nếu muốn nhận định nói, khuynh hướng là người sau. Nơi này cả tòa ma thành hủy diệt vô số ma tộc sinh linh hủy diệt, có lẽ chính là vì sống lại cũng hoặc là hiến tế nào đó ma thần. Muốn thật là nói như vậy. Kia việc vui có thể to lắm. Nhưng tới rồi hiện tại bọn họ đã bước vào tinh tú đại trận chung, không có đường lui, chỉ có thể đi phía trước tiếp tục đi xuống đi. Hơn nữa Dương Nghị Vân không nghĩ ra chính là Lạc Dương là như thế nào tiến vào nơi này. Lẽ ra liền tính Lạc Dương là tiên quân tu vi, tưởng đi vào tinh tú đại trận trung tâm nơi, sợ cũng không dễ dàng. Nhưng hơi thở Linh Châu nhắc nhở biểu lộ Lạc Dương không thể nghi ngờ ở bên trong này. Mặc kệ thế nào. Hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt chỉ có một cái lộ, đó chính là tiếp tục đi xuống đi. Lão Bảo nhìn qua bảy căn ma thần trụ, như cũ là phương đông thương long tinh tú bố cục, mà các vị như cũ là kháng vị cùng đệ vị, lần này ta kiến nghị thử xem đệ vị, người thấy thế nào? Dương Nghị Vân hỏi Bảo Thuận Quang. Bảo Thuận Quang nhìn chằm chằm bảy căn ma thần trụ trầm ngâm nói, chủ nhân ta nhìn cũng không đơn giản a, mỗi một cây trụ thượng đều có khắc văn trận pháp tồn tại, này đó khắc văn chung cắt hung đan sen. Sợ cũng không phải đơn giản tìm được rồi cắt vị liền có thể, mặt khác ta cũng nhìn không ra cái gì tới, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, ta trước thử xem đang xem. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, cũng hảo, chúng ta không đường lui, ngươi thả thử xem lại nói, cẩn thận.
Đích xác bãi ở hai người trước mắt ma thần trụ sắp hàng là Phương Đông Thương Long Tinh Tú Chi Cục, vừa xem hiểu ngay. Khá vậy, đúng là bởi vì như thế, ở Dương Nghị Vân cùng Bảo Thuận Quang trong mắt thực sự quá mức đơn giản, lúc này mới để cho người đoán không ra. Bảo Thuận Quang cũng chỉ có thể thử xem, không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Dương Nghị Vân tìm ra đối ứng để Túc Cát Vị trụ, làm Bảo Thuận Quang tiến lên đi thử xem. Thực rõ ràng, nơi này cái này tiểu tế đàn không lớn, nhưng chỉ có 7 căn trụ, muốn đi hướng tiếp theo cái địa phương, trung tâm liền tại đây 7 căn ma thần cây cột thượng. Dựa theo Bảo Thuận Quang nói, mỗi một cây cột thượng khắc văn đều có sinh tử cát hung tồn tại, khả năng tìm được rồi đại biểu cát vị trụ, cũng không nhất định chính là sinh môn. Nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng nhìn không ra cái gì tới, chỉ có thể động nhất động ma thần trụ nhìn xem biến hóa lại nói. Theo sau Bảo Thuận Quang đứng ở để Túc Cát Vị ma thần cây cột trước, trong tay nâng lên lần này xuất hiện 6 đem tiểu trận kỳ, thoạt nhìn trên mặt ngưng trọng nghiêm túc, hắn lần này lấy ra lá cờ là 6 đem so với phía trước nhiều gấp đôi, có thể thấy được trong lòng cũng là không nhiều ít nắm chắc. Đối này Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể làm Bảo Thuận Quang đi đánh cuộc một phen, dù sao đều là dù sao, hắn đối tiên giới trận pháp chi đạo vẫn là không quá hiểu biết, huống chi là bực này thượng cổ ma trận. Chỉ thấy Bảo Thuận Quang 6 đem tiểu trận kỳ xuất hiện lúc sau, lần này lại là cũng không có trực tiếp đánh vào ma thần trụ trong vòng, mà là huyền phù ở ma thần trụ bốn phía. Có loại đem chi ma thần trụ vây quanh lên bộ dáng. Ong! Một tiếng rung động vang lên, 6 đem trận kỳ thượng kim quang chớp động lên. Bộc phát ra lục đạo kim quang hướng về ma thần trụ mà đi. Đương trận kỳ thượng lục đạo kim quang hiện hóa ra tới, chiếu rọi ở ma thần trụ thượng sau. Toàn bộ thần ma trụ nguyên bản bạch ngọc nhan sắc, cư nhiên có hắc khí lưu chuyển ra tới, ngay lập tức bạch ngọc cây cột hóa thành đen nhánh chi sắc. Ầm vang, đinh tai nhức óc nổ vang từ thần ma trụ nội bùng nổ. Ngay sau đó chỉ thấy Bảo Thuận Quang sắc mặt một bên đôi tay múa may, từng đạo tay quyết tiên nguyên đánh vào ma thần trụ thượng. Lại là tựa hồ nhìn qua càng thêm làm thần ma trụ có mãnh liệt phản ứng, mặt trên khắc văn lưu động, như là sống lại đây, hóa thành màu đỏ đậm. Trong nháy mắt hội tụ thành một đạo lưu quang. Chấn! Bảo Thuận Quang sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đôi tay tiên nguyên đại tác phẩm, đối với ma thần một phách mà xuống, nhìn qua là muốn chấn áp trụ ma thần trụ thượng những cái đó phức tạp khắc văn lưu chuyển giống nhau. Nhưng lại không nghĩ tới Bảo Thuận Quang chấn áp quá khứ lực lượng, không hề có chấn áp hạ ma thần thượng màu đỏ đậm lưu quang lưu chuyển. Ngay sau đó chi gian này nói màu đỏ đậm lưu quang trực tiếp bơi lội mà thượng. Nháy mắt liền đến ma thần trụ đỉnh, oanh một chút màu đỏ đậm cột sáng bay về phía một khác căn bạch ngọc trụ. Ầm ầm ầm, liên tiếp nổ vang không ngừng vang lên, giờ phút này 7 căn ma thần trụ chi gian như là có phản ứng dây chuyền, lại là đường này nói màu đỏ đậm cột sáng chớp mắt trực tiếp cấp sâu chuỗi lên. Mọi người chỉ có thể nhìn, lại là không có thể ngăn cản, thật sự là ứng vì quá nhanh. Chủ nhân chúng ta mau lui lại, tựa hồ mất khống chế Bảo Thuận Quang có chút xấu hổ nói chuyện. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cùng Bảo Thuận Quang lui về phía sau, mọi người đều thối lui đến tế đàn bên cạnh nơi. Giờ phút này thật xa nhìn lại là phát hiện mỗi một cây ma thần trụ đều biến hóa thành đen nhánh, nhưng lại mỗi một cây ma thần trụ chi gian đều tương liên một đạo màu đỏ đậm cột sáng. Lần này nhìn qua liền có xem đầu. 7 căn bạch ngọc trụ bản thân chính là 28 tinh tú trung phương đông thương long bố cục, còn tiếp cùng nhau hình tượng đúng là một con rồng dài giống nhau. Lão Bảo A. Cái này cảm giác muốn xảy ra chuyện nhi, ngươi là như thế nào làm? Không tìm ra sinh môn tới, ngược lại làm thương long liên tiếp tới rồi cùng nhau. Dương Nghị Vân ánh mắt nhìn chằm chằm 7 căn bạch ngọc trụ hoặc là kêu ma thần trụ càng vì thích hợp, hỏi Bảo Thuận Quang. Bảo Thuận Quang chua xót nói, chủ nhân không thể trách ta a, ta đều dùng tới phía trước gấp đôi lực lượng đi phá giải trận này, ai biết mặt trên những cái đó khắc văn căn bản chính là cường đại năng lực thể, hình như là có linh tinh ý thức giống nhau, chính mình năng động. Nơi đây trận pháp là không thể theo lẽ thường đi suy đoán, cái này nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng cảm giác ta cái này có thể là gặp rắc rối, xem thất tinh vòng cổ bộ dáng, cái này, sợ là muốn xuất hiện một cái thương long tới. Bảo Thuận Quang đồng dạng nhìn phía trước nói chuyện thời điểm ở nuốt nước miếng. Ai không có biện pháp, người đều không hiểu được trận pháp ta càng không có biện pháp, đi một bước xem một bước đi, chuẩn bị tốt đại chiến, thất tinh tương liên, thương long đã thành hình. Hiện tại chỉ nghĩ vì không cần quá cường đại. Dương Nghị Vân tự nhiên biết Bảo Thuận Quang theo như lời đều là sự thật, vốn dĩ chính là không nắm chắc sự, đi lên đâm vận khí, hiện tại xem ra bọn họ vận khí tựa hồ không tốt lắm.
Nói chuyện thời điểm một thanh âm vang lên triệt phía chân trời long minh truyền đến. Ngao! Tất cả mọi người nhìn đến màu đỏ đậm lưu quang sâu chuỗi 7 căn ma thần trụ sau, huyết quang lập lòe dưới, một cái màu đỏ đậm thương long hình thành, tuy rằng là cái đại khái hư ảnh, nhưng chính là một con rồng hình thái. Nhìn qua đề hình thể nhưng thật ra không tính đại, cũng chính là 9 mét thân hình bộ dáng, một thước thô thẳng tắp kính. Nhưng ở thét dài lúc sau, ngay sau đó cường đại đến làm người tim đập nhanh hơi thở khuếch tán mở ra, ma sát khí khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ tế đàn. Dương Nghị Vân đám người mặt sau là ngân bạch sương mù, lại cũng là vô hình kết giới, bọn họ đường lui là không có. Lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Ai cũng không nghĩ tới, 7 căn ma thần trụ bị màu đỏ đậm lưu quang còn tiếp cùng nhau sau, sẽ xuất hiện một cái ma long tới. Hoặc là nói là bị kích phát ra tới. Bảo Thuận Quang thực xấu hổ, rốt cuộc hắn không chỉ có không có tìm được sinh môn, phát mà thả ra một cái ma long. Bất quá Dương Nghị Vân xem ra, đây là đối bọn họ một lần khảo nghiệm, đây mới là vừa mới bắt đầu, 28 tinh tú đại trận, tứ đại thần thú chi hình tượng tinh tú, tự nhiên không đơn giản như vậy. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, càng không phải là tụ ở bên nhau hình thành đại trận bảo hộ thứ gì cục diện. Hiện tại đại gia sở phải làm chẳng qua là ngạnh kháng, đồ long. Chỉ có đêm này ma long cấp đồ, tài năng hóa giải nguy cơ, thậm chí sẽ xuất hiện chuyển cơ, tiến vào tiếp theo cái phân đoạn. Ngao! Màu đỏ đậm ma long hướng bọn họ giống giận. Dương Nghị Vân lớn tiếng nói, đại gia chuẩn bị đồ long. Là! Mọi người này cùng kêu lên trả lời. Giờ phút này tự nhiên đều rõ ràng, đại gia là không đường lui. Chỉ có đêm này ma long xử lý mới có thể có đường sống. Nói trở về. Kỳ thật tất cả mọi người bị này ma long khí thế cùng khí tức cấp dọa tới rồi. Cường đại uy áp ập vào trước mặt, bao phủ ở toàn bộ tế đàn mỗi một chỗ, làm tất cả mọi người cảm thụ trong cơ thể tiên nguyên lực đều ở quay cuồng. Kỳ thật đại gia cũng không cần quá mức để ý, này không phải chân chính ma long, gần là ma khí hình thành trận pháp năng lượng thể, đều không phải là có ý thức tồn tại, không coi là sinh linh chi liệt, cho nên chúng ta thắng mặt vẫn là rất lớn, chỉ cần cường đại quá này ma long lực lượng. Chúng ta liền có cơ hội tiêu diệt nó. Bảo Thuận Quang giờ phút này ngẫm lại sau bổ sung một câu. Nghe vào mọi người trong tai cuối cùng là một cái tin tức tốt, chỉ cần không phải chân chính có ý thức sinh linh liền hảo, thật muốn là có ý thức tồn tại, kia mới là đáng sợ nhất. Ngao ngao! Ma long thét dài, lần này trực tiếp phi phác mà xuống. Sát! Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm ong một tiếng nổ vang xuất hiện, hẳn là đại tác phẩm. Thanh Liên Tiên Hỏa cũng gắn đầy thân kiếm, thúc dục chi gian kiếm khí cũng là tản mát ra vô cùng cường đại hơi thở. Chạm! Bỗng nhiên nhất kiếm hắn cái thứ nhất ra tay đối với ma long chém tới. Ầm ầm ầm. Cơ hồ là cùng thời gian, cho nên người công kích đều bùng nổ mà ra, toàn bộ tất cả đều hướng về phía bọn họ mà đến ma long oanh giết qua đi. Cả ngày tiếng động vang vọng ở tế đàn. Ngao! Ma long thét dài ở mọi người đủ mọi màu sắc công kích chung không ngừng vang lên. Từng đóa năng lượng nguyên khí bùng nổ hình thành mây nấm dâng lên, đem ma long bao phủ ở trong đó, lại là ngăn trở ma long tiến công. Giờ khắc này mọi người đều là vui vẻ. Xem ra vẫn là người nhiều lực lượng đại, cũng thật là như thế, bọn họ mọi người lực lượng hợp lực ở bên nhau bùng nổ công kích, muốn so ma khí tựa hồ còn phải cường đại một ít. Ha ha, nguyên lai là cùng hù dọa người giàn hoa. Xem ra cũng bất quá như thế sao. Hình Uyên Minh đầu tiên mở miệng nở nụ cười, chung quy là ma long bị mọi người hợp lực năng lượng cấp bao phủ ở bên trong. Ngao! Nhưng mà liền vào giờ phút này, long minh thét dài đâm thủng màng tai, lần thứ hai vang lên. Không tốt, tản ra. Dương Nghị Vân sắc mặt thay đổi, hắn cảm nhận được càng cường đại hơn hơi thở bạo phát. Vội vàng mở miệng làm đại gia tản ra. Liền tính là Dương Nghị Vân không nói. Kỳ thật tất cả mọi người cảm nhận được. Nhưng giờ phút này lại là đã muộn. Oanh! Một tiếng nổ vang chung, vô cùng cường đại khí lãng hoặc là nói ma khí cuồn cuộn cuốn tịch mà đến, ngay lập tức chi gian đưa bọn họ tất cả mọi người cấp tập kích. Phốc! A! À. Từng tiếng hộc máu cùng kêu rên không ngừng vang lên. Dương Nghị Vân cảm nhận được thân thể không tự chủ được như là bị cự lực va chạm, bay ngược lên. Trong đầu chỉ có hai chữ hảo cường. Phanh phanh phanh! Mọi người bị này một kích tất cả đều ném đi đánh vào tế đàn bên cạnh kết giới thượng, thảm thống thanh không ngừng vang lên. Gần một kích mà thôi, liền đưa bọn họ 9 người tất cả đều bị thương nặng. Thật là cường đại đến làm người phát ngốc nông nỗi.
Mấu chốt nhất chính là, vừa rồi rõ ràng đại gia tập trung công kích làm Ma Long ở vào hạ phong, nhưng lại không nghĩ tới chính là, ở chỉ chớp mắt công phu, phản kích liền như thế sắc bén. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá lúc này cũng không có thời gian đi cẩn thận tưởng vấn đề này, bởi vì Ma Long lần thứ hai công kích tới. Ngao! Thét dài dưới, chỉ thấy Ma Long há mồm hộc ra nùng liệt ma khí hướng về đại gia cuốn tịch mà đến. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức phi thân ma khí, trong lòng vừa động toàn thân kim quang đại tác. Đông! Lại là đem chuông Đông Hoàng triệu hoán ra tới. Một niệm dưới, chuông Đông Hoàng hóa thành đỉnh đầu 30 mét thật lớn đại trung. Nói nguyên cùng thần hồn chi lực thúc dục dưới, kim sắc phù văn lưu chuyển dựng lên, bộc phát ra thùng thùng thật lớn tiếng chuông. Ầm vang. Đông. Ma Long này một kích công kích ở chuông Đông Hoàng thượng, phát ra một tiếng nổ vang. Lại là bị Dương Nghị Vân chuông Đông Hoàng ngạnh sinh sinh ngăn trở. Dương Nghị Vân đây cũng là vì bảo hộ mọi người an ủi. Hắn chuông Đông Hoàng nhưng không đơn giản có thể sử dụng ở thần hồn lĩnh vực, đồng dạng rót vào pháp lực chính là thực thể hóa tồn tại. Phòng ngự chi lực hiện tại chính là cực cường. Đại gia ra tay. Đúng lúc này Đinh Hòa Bình nhìn ra khe hở xuất hiện, lớn tiếng làm mọi người đồng loạt ra tay công kích Ma Long. Dương Nghị Vân ngăn cản ở Ma Long công kích, giờ phút này xuất hiện một cái khe hở thời gian, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Đều là tu luyện mấy ngàn thượng vạn năm lão quái nhân tinh, há có thể chảo không được cơ hội này. Đinh Hòa Bình một tiếng hô to, những người khác nháy mắt ra tay công kích Ma Long. Kỳ thật đại gia ở Ma Long trên tay cái thứ nhất hiệp có hại, nhưng cũng không phải thương quá mức nghiêm trọng, đều ở thừa nhận trong phạm vi. Ầm 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 oanh. Đệ nhị sóng công kích so lần đầu tiên công kích càng thêm chính xác, toàn nhiều dừng ở Ma Long thân thượng. Lần này không có giống lần đầu tiên công kích những cái đó sinh ra nùng liệt mây nấm, bởi vì đại gia công kích minh xác rất nhiều, Ma Long cũng không có ở sông ra ma khí tới. Nhìn từng đạo công kích dừng ở Ma Long thân thượng. Dương Nghị Vân tự nhiên cũng quan khán tới rồi, giờ phút này công kích trong mắt hắn nhìn lại là thẳng nhíu mày. Bởi vì hắn nhìn đến, Đinh Hòa Bình bọn họ công kích cư nhiên không nhiều ít dùng. Cũng không có đối Ma Long sinh ra thực chất tính thương tổn. Nhìn qua giống như Ma Long ma khu vô cùng cường đại, da dày thịt béo căn bản là thương tổn không được. Phải biết rằng Đinh Hòa Bình bọn họ suốt chính là 8 người, trừ bỏ Mông Điềm cùng Kim Quy Thiên Nhân là đại la đại viên mãn tu vi ở ngoài. Những người khác đều là hỗn nguyên cấp bậc. Trong đó Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu không nói, Bảo Thuận Quang đều là đạt tới trung phẩm hỗn nguyên cảnh giới thực lực. Chỉ có Hình Nguyên Minh chính là sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên. Nhưng dù vậy, bọn họ 8 người liên hợp lại công kích lại cũng là không nhỏ coi. Hỗn nguyên nói tiên chi cảnh xem như tiên nhân cấp bậc trung lực lượng khống chế đỉnh. Nhưng mà này một đợt công kích cư nhiên liền Ma Long ma khu đều không có phá vỡ. Làm Dương Nghị Vân đại ngã đôi mắt. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, trong lòng vừa động chi gian, ngay sau đó nhảy tới rồi Ma Long phía trên, chuông Đông Hoàng vận chuyển dưới lại là đem Ma Long vây ở chuông Đông Hoàng trong vòng. Thịch thịch thịch, dốc hết sức thúc giục chuông Đông Hoàng lúc sau, chuông Đông Hoàng bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng động. Dương Nghị Vân rõ ràng chính mình chuông Đông Hoàng tiếng chuông chi lực, chính là có khả năng nhiễu tâm thần. Nhưng mà lại là vô dụng đối Ma Long sinh ra chút nào ảnh hưởng. Cái này hắn mới rốt cuộc phản ứng quý lại đây, Ma Long thật là không có ý thức tồn tại, chính như Bảo Thuận Quang lời nói, này Ma Long hoàn toàn chính là trận pháp hình thành Ma Long. Chỉ là một cái vật dẫn, tràn ngập cường đại lực lượng năng lượng thể. Rất cường đại, nhưng không có ý thức. Đây là chuyện tốt, lại cũng là chuyện xấu. Tốt sự không có ý thức, đối bọn họ công kích hoặc là nói tiếp theo chiến đấu đem sẽ không có nhằm vào. Có lợi cho đại gia đoàn thể tác chiến. Hư chính là, không có ý thức tồn tại, liền ý nghĩa không có thần hồn, như thế nói, bọn họ thần hồn chi lực công kích đem mất đi có việc, phải biết rằng tiên nhân thủ đoạn hơn phân nửa là thần hồn phụ trợ, tỉ như pháp tắc chi lực đồng dạng là như thế. Hắn chuông Đông Hoàng tiếng chuông công kích liền mất đi hiệu lực. Hoàn toàn đối Ma Long không có sinh ra bất luận cái gì tác dụng. Dương Nghị Vân mày nhăn lại cũng không có để ý. Từ bỏ xúc động chuông Đông Hoàng tiếng chuông công kích, trong lòng vừa động bắt đầu thúc giục chuông Đông Hoàng lưu chuyển kim sắc phù văn. Này đó phù văn chính là nhằm vào bất luận cái gì năng lượng thể công kích, hơn nữa là chí dương chí cương lực lượng. Đối Ma Long bực này âm thuộc tính chi vật, có tương khắc tác dụng. Ngao! Ở thúc giục chuông Đông Hoàng thượng kim sắc phù văn lúc sau,
bị Dương Nghị Vân vây ở chuông Đông Hoàng nội ma long rốt cuộc phát ra kêu thảm thiết tiếng động. Dầm dập bắt đầu ở chuông Đông Hoàng nội quay cuồng va chạm, nhìn qua muốn đem chuông Đông Hoàng đánh vỡ mà ra. Dương Nghị Vân tức khắc cảm thấy cường đại, vội vàng tăng lớn đối chuông Đông Hoàng thao tác. Nhưng hắn lại phát hiện, phù văn lưu chuyển công kích, hoặc là nói luyện hóa đối ma long uy hát iota tựa hồ cũng không có chính mình ngẫm lại chung như vậy cường đại. Hơn nữa ma long phản kích càng ngày càng cường liệt, dựa theo tình huống như vậy, hắn chuông Đông Hoàng cũng căng không được bao lâu. Giờ phút này Dương Nghị Vân một bên thao tác chuông Đông Hoàng đối ma long tiếp tục trấn áp, một bên bay nhanh nghĩ cách. Vốn dĩ đi, hắn nghĩ hết thảy dựa vào chính mình giải quyết, từ gặp phải 28 tinh tú đại trận thời điểm, liền không có nghĩ tìm thần ma điểu nghĩ cách. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác chịu đựng không nổi, cần thiết muốn hỏi một chút tạp mao điểu, lại là không biết tạp mao điểu có hay không cái gì kiến nghị. Ma long chi lực thực sự cường đại. Hơn nữa ma khu độ cứng, tựa hồ liền không có nhược điểm giống nhau. Quả đen nói người ý kiến, Dương Nghị Vân trung quy là hỏi ra tới. Thần ma điểu vẫn luôn là ngồi xổm Dương Mỗ Nhân trên vai ngủ gật trạng thái, kỳ thật Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng này chỉ tạp mao điểu ngủ đều là thanh tình. Quả nhiên chỉ nghe thần ma điểu miệng phun nhân ngôn nói, ha ha, lão tử còn tưởng rằng ngươi cái nhược kê có bao nhiêu lợi hại, này liền không có cách. Thần ma điểu mang theo nồng đậm châm chọc, làm Dương Nghị Vân hận nha đều ngứa, nhưng là không có biện pháp hắn lúc này không dám đắc tội tạp mao, cắn răng nói, đừng vô nghĩa giải quyết ma long, cho ngươi một viên Mỹ Kim Đại La Đan. Thật sự, thần ma điểu một chút tinh thần tỉnh táo. Tiểu gia khi nào đã lừa gạt ngươi, nhanh lên nói. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Hắc hắc, thành giao, kỳ thật muốn tiêu diệt ma long cũng không khó, chỉ cần tìm được nhược điểm yếu hại có thể, nếu không dựa theo các ngươi như vậy đánh tiếp, mệt chết các ngươi đều bắt không được ma long. Nhược kê nghe hảo, ma long nhược điểm vẫn là thương long cắt hung, nói trắng ra là này ma long chính là 28 tinh tú trận pháp chung trong đó một vòng mà thôi, phương đông thương long bảy túc, hai cát chết hung mà thôi. Tìm kiếm ma long thân thượng khắp nơi hung vị đả kích. Tự nhiên có thể phá vỡ này trận pháp ma long. Đến nỗi hai nơi cát vị, không cần đi đụng chạm, kích thích cát vị sẽ chỉ làm mạc long càng ngày càng cường đại, bảo thuận mới vừa cái kia gà mở trận pháp sư, cũng coi như đánh bậy đánh bạ, xuất phát chính là cát vị, cho nên ma long xuất hiện lúc sau lực lượng tương đối hữu hạn, nếu là các ngươi bắt đầu đụng chạm chính là hung vị, này ma long sẽ so tưởng ở cường đại ít nhất gấp 3. Kế tiếp chỉ cần tìm được ma long thân thượng khắp nơi hung vị, từng cái đi công kích. Tự nhiên có thể hóa giải này ma long, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có kinh xuất hiện, ha ha, chúc các ngươi vận may đi, cứ như vậy. Thần ma điểu một hơi nói một đại đoạn. Dương Nghị Vân cũng nghe minh bạch, nhưng là như cũ truy vấn nói, bốn gia hung vị có phải hay không như cũ dựa theo thất tinh túc phương pháp tìm kiếm. Thần ma điểu nói, vô nghĩa a, đương nhiên như thế, này bản thân chính là 28 tinh tú đại trận, không chỉ có như thế, tiếp theo. Mặt khác tam tượng cũng là đồng dạng biện pháp, cho nên nói tìm được muốn quyết chính là một bữa ăn sáng. Tiểu tử ngươi đối tinh tú lão tử xem ra lý giải còn tính không tồi, chỉ cần tìm đúng là được. Dương Nghị Vân gật gật đầu đó là đã biết, lúc này ma long phản kích càng thêm mãnh liệt hắn cảm giác chuông Đông Hoàng mau chịu đựng không nổi, cho nên vội vàng đối mọi người hô lớn. Đại gia nghe kế tiếp ta buông ra ma long lúc sau, đại gia dựa theo ta nói công kích ma long yếu hại chỗ, tất nhiên nhưng diệt trừ chi. Đệ nhất công kích ma long phòng túc chi vị, phòng túc nãi long bụng ngũ tạng nơi, vạn vật long bụng tiêu hóa, cố vị yếu hại hung vị. Thứ hai tâm túc, vì long eo thương long thận chỗ, cũng là yếu hại, thứ ba đuôi túc long đuôi chỗ. Thứ tư kỳ túc đuôi bộ xoay tròn chỗ, này bốn bộ chính là thương long bốn hung nơi, nhưng cũng là yếu hại nơi, nhất nhất phá chi, ma long tất trừ. Bất quá phải nhớ kỹ không cần công kích hai nơi cát vị, long giác cùng long cổ nơi. Nếu không ngược lại sẽ tăng cường ma long lực lượng, đại gia nhưng đều minh bạch. Dương Nghị Vân lớn tiếng hỏi ra tới. Minh bạch. Mọi người theo tiếng trả lời, đối Dương Nghị Vân nói tự nhiên là không có hoài nghi. Nếu Dương Nghị Vân giảng ra đồ long phương pháp, vậy làm theo. Ngao. Liền vào giờ phút này ma long thét dài, Dương Nghị Vân chuông Đông Hoàng cũng tới rồi cực hạn, ngay lập tức tan vỡ, ma long phi nhảy dựng lên. Sát. Dương Nghị Vân lớn tiếng, trong tay đồ long kiếm nhất kiếm thứ hướng về phía phòng túc chi vị. Phụt một tiếng trong tay đồ long kiếm thật đúng là liền một chút đâm vào ma long phòng túc vị trí. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, quả nhiên là hữu dụng.
Cùng thời gian Đinh Hòa Bình đám người công kích cũng đều phân biệt dừng ở ma long cái khác ba chỗ yếu hại. Ngao! Ma long kêu thảm thiết vang lên. Cái này mọi người đều đắc thủ, một đám quan sát nhìn lại, lại thấy ma long thân thượng bị công kích khắp nơi yếu hại bắt đầu ma khí đại tác phẩm, như là nhục chí giống nhau. Trong nháy mắt này ma long thân hình liền tiêu tán. Thành! Bảo Thuận Quang kích động kêu to. Ngay sau đó mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại chi cấp, tế đàn thượng bảy căn ma thần trụ lại là phát ra ầm 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 tạc nứt. Tất cả đều bạo liệt mở ra. Ngay sau đó ma thần trụ nổ tung lúc sau, từng đạo đen nhánh tỏa sáng ma khí cư nhiên như là lưu quang giống nhau tứ tán mà đi. Giờ phút này đại gia vừa thấy, ta ngoan ngoãn, toàn thân là ma khí. Không nghĩ tới này đó ma thần trụ nội thế nhưng còn tồn tại ma khí. Đương nhiên bảy căn ma thần trụ nội đều không phải là mỗi một cây trụ nội đều có ma khí tồn tại. Bảy căn ma thần trụ trong vòng Dương Nghị Vân thấy rõ, thật là ở bạo liệt lúc sau bay ra bảy đạo ma khí, nhưng có bốn đạo ở trong nháy mắt tiêu tán năm hình. Giữa sân tồn lưu lại có tam kiện ma khí. Nhất kiếm một đao một trường thương. Sở phát ra hơi thở vô cùng tinh thuần nhưng lại là ma sát hơi thở. Về ma khí kỳ thật cùng tiên khí cũng không có gì hai dạng. Muốn xem như thế nào đi sử dụng mà thôi. Nói đến cùng chỉ là khí, ở tiên nhân trong tay đó chính là tiên khí, ở người tu ma trong tay chính là ma khí, bất đồng là ở trong đó đưa vào chính là tiên nguyên lực cùng ma nguyên lực mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, pháp khí chỉ là một cái vật dẫn. Bất quá chân chính lại nói tiếp, vẫn là có chút bất đồng chỗ. Dù sao cũng là ma khí tự nhiên là xuất từ người tu ma tay, đưa vào ma nguyên lực, càng vì thích ứng. Hơn nữa tầm bổ thuộc tính chính là ma nguyên lực. Bẩm sinh thượng liền phân ra ma thuộc tính. Này đó ma khí hiện tại xem ra chẳng qua là chống đỡ bảy căn ma thần trụ trận pháp lực lượng đồ vật mà thôi, hình thành ma long hóa hình. Hiện tại Dương Nghị Vân đám người phá rất trận pháp ma long, chẳng khác nào là phá rất tinh tú chi trận, cho nên ma thần trụ bạo liệt mở ra, trong đó ma khí tự nhiên cũng liền ra tới. Lâu dài 5 tháng xuống dưới, bao vây ở bảy căn ma thần trụ trong vòng. Hoặc là nói cung cấp trận pháp lực lượng suối nguồn chính là từng cái ma tộc đồ vật, thoạt nhìn có ma khí cũng có mặt khác vật phẩm. Có một ít tự nhiên là tiêu hao hầu như không còn trong đó năng lượng, cho nên cũng theo ma thần trụ vỡ vụn tiêu tán. Ở mọi người trước mắt còn có thể lưu lại chính là tam kiện ma khí mà thôi. Tam kiện ma khí bạo phi mà ra nháy mắt, đã có ba người ra tay, nháy mắt đem chi chộp vào trong tay. Hình Uyên Minh, Đinh Hòa Bình. Bảo Thuận Quang ba người được đến tam kiện ma khí. Này cũng coi như là vất vả lúc sau hồi báo đi. Dương Nghị Vân kỳ thật cũng có thể trảo một kiện lại đây, nhưng hắn không ra tay, bởi vì phía trước hắn đã được đến mấy viên mạc hồn châu thậm chí là huyễn ma pháp tắc, hơn nữa người khác thu hoạch còn lại là rất ít. Hắn làm việc không như vậy bá đạo, không thể cái gì chỗ tốt đều chính mình một người chiếm hết, cũng đến suy xét bên người người ý tưởng, nếu không sẽ tâm sinh oán khí. Lại nói hắn cũng không kém một hai kiện ma khí. Làm hắn những người khác đến đi, cũng không gì đáng trách. Chủ nhân cái này ma khí nhìn là thượng phẩm A, một lần nữa rèn một phen tẩm bổ sau chính là một kiện thượng phẩm tiên khí, tặng cùng chủ nhân. Bảo Thuận Quang nhưng thật ra một cái trung tâm người hầu, trước tiên đem trường thương cấp Dương Nghị Vân đưa qua. Giờ phút này Hình Uyên Minh cùng Đinh Hòa Bình hai người nhìn đến Bảo Thuận Quang này cử, lại cũng do dự một phen, chung quy vẫn là tiến lên. Muốn đem được đến ma khí cấp Dương Nghị Vân. Ở bọn họ xem ra Dương Nghị Vân hiện tại là đội ngũ trung tâm nhân vật, không có Dương Nghị Vân, bọn họ cũng không chiếm được ma khí, nếu Bảo Thuận Quang khai đầu, kia bọn họ cũng muốn nộp lên cấp Dương Nghị Vân. Tam kiện ma khí nhưng đều là thượng phẩm, nói thật thượng phẩm cấp bậc tiên khí ở tiên giới đều là khan hiếm pháp khí, tuy rằng là ma khí, nhưng chính như Bảo Thuận Quang lời nói, quay đầu lại rèn một phen chính là tiện tay tiên khí, không thể đoạt được. Trong lòng tuy có không tha, khá vậy không thể không nộp lên cấp Dương Nghị Vân. Không có biện pháp hiện tại mọi người đều là ở Dương Nghị Vân dẫn dắt hạ đi phía trước đi, lang bạt cái này tinh tú đại trận, còn nữa kế tiếp đổi không biết sẽ gặp phải chuyện gì, vẫn là không cần vì cướp được ma khí làm Dương Nghị Vân tâm sinh khoảng cách hảo. Nói đến cùng có thể phá trận pháp ma long đều xem như Dương Nghị Vân công lao. Bọn họ chịu chi hổ thẹn. Đương nhiên Đinh Hòa Bình nhưng thật ra tâm tư không nhiều như vậy. Dù sao Dương Nghị Vân hiện tại là luyện tạo tiên minh đại tông sư, cùng hắn là một cái đường dây bận, chỉ có Hình Uyên Minh là cái người ngoài, trong lòng nhiều ít có chút không tha, nhưng Hình Uyên Minh rất rõ ràng hắn không thể đắc tội Dương Nghị Vân.
nhìn ba người đều phải đem ma khí giao cho chính mình, Dương Nghị Vân quan sát ba người thần sắc, ngay sau đó cười mắng Bảo Thuận Quang nói, người cái này lão hóa là làm ta rơi vào bất nghĩa a, thu hồi đi, nhà ngươi chủ nhân ta nhưng không kém pháp bảo. Trong tay có đồ long kiếm đủ để, nghe hảo, phía trước ta nói rồi, tới đây mạo hiểm đại gia các bằng cơ duyên, ai có thể đạt được nơi đây bảo vật chính là ai cơ duyên, hiện tại ta vẫn như cũ là thái độ này. Đây mới là bắt đầu mà thôi, nếu không đoán sai, 28 tinh tú đại trận, còn có Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tồn tại, dựa theo Thương Long trận pháp suy đoán, tiếp theo hẳn là còn có không ít ma bảo muốn xuất thế, đại gia không cần lo lắng cái gì, hiện tại liền chúng ta 9 người, tin tưởng đều có cơ hội, thu hồi tới đừng lấy tới khái sầm ta. Dương Nghị Vân phất tay cười mắng Bảo Thuận Quang, lời này cũng là nói cho mọi người nghe. Hiệu quả thực hảo, đương hắn nói xong mọi người đều vui vẻ lên. Hình Uyên Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại cũng là trong lòng đối Dương Nghị Vân càng thêm kính nể. Không có lời khách sáo, ba người cười cười đem ma khí thu hồi. Đến nỗi những người khác, nghe xong Dương Nghị Vân nói sau, cũng đều trong lòng thoải mái không ít, đích xác kế tiếp có rất nhiều cơ hội. Lão Bảo đi xem xét một chút, có hay không sinh môn xuất hiện, chúng ta hiện tại phá Thương Long trận pháp, theo đạo lý sẽ có sinh môn xuất hiện. Dương Nghị Vân theo sau đối Bảo Thuận Quang phân phó. Tốt chủ nhân, Bảo Thuận Quang trả lời một tiếng xoay người rời đi. Những người khác không cần phân phó cũng đều tứ tán mở ra xem xét. Không một hồi mông điểm thanh âm vang lên, sư tôn nơi này có phát hiện. Dương Nghị Vân mang theo Tuyết Hương chạy tới nơi, lại là ở sương mù bên cạnh phát hiện một chỗ kết giới dị thường. Bảo Thuận Quang lại đây lúc sau xem xét một phen, mở miệng nói, chủ nhân nơi này thật là sinh môn nhập khẩu, đãi ta mở cửa hộ. Không một hồi Bảo Thuận chỉ dùng 6 đem trận kỳ mở ra môn hộ, mọi người ngay sau đó tiến vào trong đó, quả nhiên như phỏng đoán giống nhau, đại gia đi tới Chu Tước trận pháp tế đàn. Tiếp được tình huống cùng Thương Long nơi không sai biệt mấy, phá trận xuất hiện Chu Tước hình thái, dựa theo các hùng yếu hại phá giấy, ma thần trụ bạo liệt, xuất hiện đủ loại ma bảo. Một đường đi xuống đi, Dương Nghị Vân dẫn theo mọi người phá rất 28 tinh tú tứ tượng trận pháp, mỗi người đều đạt được ít nhất một kiện ma bảo. Trong đó có ma khí, ma thạch, chiến giáp, từ từ, dù sao đều là bao vây ở ma thần nội cung cấp năng lượng ma bảo, dư lại tuy rằng không nhiều lắm, tứ tượng nơi đều có ma bảo di lưu. Dương Nghị Vân được đến một viên ma thạch, chính là cực phẩm tiên thạch, đối người khác tới nói bực này ma thạch không dám trực tiếp hấp thu, nhưng với hắn mà nói hoàn toàn không tồn tại. Tuyết Hương cũng được đến một kiện roi dài ma khí, nhưng thật ra không tồi. Mỗi người đều có thu hoạch, giai đại vui mừng. Lại là đem tứ tượng trận pháp từng cái đi khắp, phá rớt ma thần trụ. Trạm cuối cùng Bạch Hổ nơi bài trừ lúc sau, tế đàn bắt đầu tan vỡ sụp đổ, mọi người đều huyền phù dựng lên tránh né, đã có thể ở thời điểm này không gian vặn vẹo lên, tất cả mọi người bị không gian chi lực cuốn tịch đi vào. Đương đại gia lại mở mắt hết sức, lại là phát hiện bọn họ tất cả mọi người xuất hiện một chỗ hỗn đản nơi. Nơi này sát khí tận trời, cũng tối tăm vô cùng, lại là như là thân ở nào đó phong bế không gian trong vòng, khắp nơi huyết vụ tràn ngập. Dưới chân trong suốt, nhưng lại có từng đạo khắc văn tồn tại, như là trong suốt một cái ngôi cao. Trong tầm mắt còn lại là xuất hiện một búng máu quan. Một ngụm tràn đầy khắc văn huyết quan, lẳng lặng huyền phù ở cái này trăm bình phương không gian ở giữa. Bọn họ dưới chân lập lòe huyết sắc khắc văn rất có quy luật tất cả đều hội tụ ở huyết quang nơi, hình thành đồ án còn lại là một cái thật lớn viên. Liền vào giờ phút này Đinh Hòa Bình kích động nói, Đại Tông Sư, Lạc Dương Đại Nhân hơi thở liền ở kia khẩu huyết quan trong vòng. Lời này một chỗ, Biên Long cùng Diêu không nói đều kích động lên. Biên Long một bước bước ra thẳng đến huyết quan mà đi. Dương Nghị Vân vừa thấy vội vàng kêu to, Biên Long trở về. Nơi này huyết quan nhìn bình tĩnh, nhưng lại tất nhiên bất đồng hưởng ứng, không làm rõ ràng trạng huống tùy tiện qua đi, không chừng sẽ xuất hiện chuyện gì. Đại Tông Sư không quan trọng, ta không chạm vào huyết quan, liền qua đi nhìn xem tình huống. Biên Long không có dừng lại bước chân, trực tiếp về phía trước đi đến. Oanh! A! À. Ngay sau đó dị biến đột phát, đường Biên Long bước vào hình tròn khắc văn phạm vi, khoảng cách huyết quan 10 mét chỗ thời điểm, một tiếng nổ vang, toàn bộ ngầm khắc văn huyết quang đại tác phẩm, chiếu rọi ở Biên Long thân thượng. Biên Long kêu thảm thiết một tiếng, khoảnh khắc chi gian mọi người liền nhìn đến Biên Long thân thể nhanh chóng khô héo, chớp mắt liền thành một khối thây khô, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Giờ phút này mọi người hít hà một hơi,
theo bản năng về phía sau thối lui. Biên Long cứ như vậy tử không có. Mọi người trơ mắt nhìn Biên Long hóa thành thây khô. Lão Biên. Cùng Biên Long quan hệ tương đối tốt Diêu không nói run giọng kêu to. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn, Biên Long đã chết, bị huyết quan dưới lập lòe khắc văn quang mang gần chiếu rọi một chút liền hóa thành thây khô. Tựa hồ lần này hấp thu đi rồi Biên Long sở hữu tinh huyết sinh cơ, phản kháng đều không có xuất hiện. Phải biết rằng Biên Long chính là đường đường trung phẩm hỗn nguyên nói tiên cảnh giới A. Liền như vậy một chút xong đời. Mọi người lại kinh lại đều, này mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này. Đại gia chỉ là thấy được huyết quang lập lòe một chút, Biên Long vị này trung phẩm hỗn nguyên tu sĩ liền treo, không có nhìn đến là người nào hoặc là cụ thể giết người phương pháp. Lúc này mới khủng bố chỗ. Dương Nghị Vân vung tay lên đem Diêu không nói ngăn trở, hắn sợ Diêu không nói một kích động cũng xông lên đi, hiện tại tình huống không rõ, cũng không thể ở đã xảy ra chuyện. Cũng là ở ngay lúc này, đại gia phát hiện, toàn bộ dưới chân huyết sắc khắc văn đều bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng. Tựa hồ là Biên Long lấy một chút mở ra toàn bộ mặt đất khắc văn vận chuyển. Lão Bảo thấy thế nào? Dương Nghị Vân hỏi Bảo Thuận Quang. Ở Dương Nghị Vân xem ra nơi này khắc văn không sợ hiển nhiên cũng là nào đó quỷ dị trận pháp. Chủ nhân thoạt nhìn đích xác như là nào đó trận pháp, nhưng bực này khắc văn bố cục sắp hàng ta chưa từng có gặp qua, thực sự nhìn không ra tới trong đó mấu chốt. Bảo Thuận Quang ngưng trọng nói chuyện. Biên Long chết, một chút làm mọi người cảm xúc hàng tới rồi thung lũng. Mọi người đều cẩn thận, ngàn vạn không nghĩ tiếp cận huyết quan chỗ cái kia khắc văn hình tròn đồ án. Dương Nghị Vân lớn tiếng kêu gọi, cũng ở một bên quan sát đến huyết quan chỗ. Hiện tại cái này hoàn cảnh liền rất không thích hợp, bọn họ vị trí nơi, nhìn qua chính là thượng trăm bình phương bộ dáng, bốn phía chính là mông lung huyết vụ bao phủ. Đỉnh đầu trăm mét cũng là như thế, dưới chân tắc nhìn như giống đứng ở trong suốt pha lê thượng giống nhau, khắc họa có từng đạo phức tạp khắc văn. Mỗi một cái khắc văn căn nguyên đều hội tụ hướng về phía huyết quan chỗ, hình thành một cái càng có 30 mét đường kính lớn nhỏ hình tròn. Mà huyết quan liền hiện lên ở hình tròn khắc văn đột nhiên phía trên một mét nơi, nhìn qua có lực lượng nào đó vô hình nâng lên huyết quan. Ở huyết quang tiếng động đồng dạng có từng điều như ẩn như hiện khắc văn tồn tại, nhìn như cùng ngầm khắc văn hơi có bất đồng. Hiện tại đâu? Đương Biên Long hóa thành thây khô lúc sau, toàn bộ trong suốt trên mặt đất hiện lên khắc văn tựa hồ đều như là bị kích hoạt rồi giống nhau, bắt đầu lập lòe khởi vầng sáng. Mọi người đều biết huyết quan dưới cái kia khắc văn hình tròn nơi chính là cấm địa, mà huyết quan càng là cấm chung chi cấm. Biên Long chết nhất định cùng huyết quan thoát không được can hệ. Hiện tại vấn đề là, Dương Nghị Vân biết sợ không phải nói đơn giản, bọn họ không đi tới gần huyết quan không đi bước vào hình tròn khắc văn đồ án trong vòng là có thể vạn sự đại cát. Bởi vì hắn phát hiện bọn họ nơi ở, hoặc là nói toàn bộ mặt đất khắc văn đều ở sáng lên. Lập lòe nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng, tuy rằng tạm thời không phát hiện có chuyện gì, nhưng hắn ngẫm lại vừa rồi Biên Long kia chờ quỷ dị cách chết, liền cảm giác không phải cái gì chuyện tốt. Ngẫm lại sau vội vàng nói, đại gia chạy nhanh xem xét một chút bốn phía nhìn xem có hay không địa phương nào là không có khắc văn. Này đó khắc văn lập lòe dựng lên, tất nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Ra lệnh một tiếng lúc sau sở hữu đều tứ tán mở ra đi xem xét. Chính là một màn hiểu rõ địa phương, cũng chính là trăm bình phương không gian, liếc mắt một cái là có thể xem qua đi. Dương Nghị Vân biết khả năng tính không lớn, nhưng lúc này cũng không có gì tốt lựa chọn, cũng chỉ có thể làm đại gia đi thử thời vận. Vài phút lúc sau tất cả mọi người trở về, quả nhiên cùng phỏng đoán giống nhau, bốn phía tình huống đều giống nhau. Đại tông sư bốn người tình huống đều một cái dạng, huyết phụ lúc sau chính là vô hình kết giới cái chắn, ngay cả trời cao ta đều xem xét, không có gì đường lui, vô hình chung đều tồn tại cường đại vô cùng kết giới cái chắn, căn bản là lay động không được. Chúng ta tựa hồ xuất hiện ở một cái phong bế không gian chung, toàn bộ không gian trong vòng, duy nhất bất đồng chỗ chính là huyết quan nơi. Ninh Hòa Bình đi tới hồi báo, những người khác trở về tình huống cũng đều giống nhau. Dương Nghị Vân trong lòng ngưng trọng vài phần. Lúc này Bảo Thuận Quang mở miệng nói, chủ nhân không thích hợp, chúng ta dưới chân này đó phát ra huyết quang khắc văn tựa hồ hấp thu chúng ta tinh khí. Bảo Thuận Quang này một mở miệng làm tất cả mọi người trong lòng run lên. Sôi nổi buông ra tâm thần đi cảm thụ, quả nhiên tuy rằng phi thường mỏng manh, nhưng đích xác ở hấp thu bọn họ tinh huyết khí. Đại gia thử xem có thể hay không chống cự. Dương Nghị Vân sắc mặt khó coi nói chuyện,
chính mình đầu tiên đi nếm thử chống cự vô hình chung khắc văn lực lượng hấp thu tinh khí, kết quả cư nhiên chút nào không có tác dụng. Đây là trong không khí vô hình phát ra đoạt lấy, căn bản ngăn cản không được. Tuy rằng phi thường mỏng manh, nhưng đích xác trên người tinh khí ở sói mòn. Phi thường tà môn. Không có tác dụng, đây là nước ấm nấu ếch xanh phương thức, chúng ta ngăn cản không được, dựa theo cái này tốc độ đi xuống, tạm thời có lẽ không có việc gì, nhưng là thời gian một hồi, chúng ta kết cục sẽ cùng biên long giống nhau, đều sẽ bị hấp thu toàn thân tinh khí sinh cơ hóa thành thây khô. Bảo Thuận Quang mở miệng nói. Không thể như vậy chờ đợi, cần thiết nghĩ cách, cùng với nói là nước ấm nấu ếch xanh, chỉ bằng nói là mạn tính tự sát. Hiện tại xem ra quỷ dị ngọn nguồn chính là kia khẩu huyết quan, chúng ta không thể chờ chết, đại gia cùng nhau công kích huyết quan thử xem. Hình Uyên Minh mở miệng nói. Dương Nghị Vân nghe Hình Uyên nói rõ lời nói, cũng là nhịn không được gật đầu, nhưng là vừa rồi biên long chết thảm như cũ rõ ràng trước mắt, không thể sằng bậy. Trêu chọc huyết quan, quỷ biết đại gia có thể hay không ở trong nháy mắt đều bị xử lý. Quá mức tà tính. Đại gia từ từ, ta đang xem ngẫm lại biện pháp. Dương Nghị Vân nhìn chung quanh mọi người lúc sau, tiến lên đi ra vài bước, đi tới hình tròn khắc văn đồ án bên cạnh, đương nhiên hắn không dám tới gần khắc văn đồ án. Mọi người đối nơi này là hai mắt một bôi đen, đều nhìn không ra cái gì bất đồng chỗ, cũng may hắn bên người có cái thần ma điểu. Nhìn huyết quan nơi, Dương Nghị Vân truyền âm hỏi thần ma điểu nói, quả đen nơi này như thế nào sẽ là? Khắc văn đồ án, huyết quan nhưng đều có cái gì quỷ gì? Chúng ta sở hữu đều cảm thụ trong cơ thể tinh khí ở trôi đi, hiện tại có biện pháp nào? Liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề, chờ thần ma điểu trả lời. Nhưng mà hỏi là hỏi xong, nhưng không được đến thần ma điểu đáp lại. Quả đen. Vẫn là không đáp lại. Tạp mau điểu, Dương Nghị Vân khó thở. Một cái tát vỗ vào thần ma điểu trên đầu. Thứ này ngồi xổm trên vai ngủ gật, nhưng chính là không nói lời nào, Dương Nghị Vân biết nó nghe thấy chính mình truyền âm. Hiện tại lại không biết chơi cái gì tính tình. Nhược kê, nhược kê, nhược kê. Rốt cuộc mở miệng, nhưng lại một mở miệng chính là một hồi mắng. Ít nói nhảm, chạy nhanh nói, bực này cục diện như thế nào phá giải. Dương Nghị Vân truyền âm hỏi thần ma điểu. Người cái nhược kê có phải hay không quên mất chuyện gì? Muốn hỏi lão tử sự tình, lấy ra điểm thái độ tới, lấy ra thành ý tới. Nếu không không bàn nữa, hơn nữa, lão tử chính là biết tình huống nơi này, nhưng chính là không nói cho ngươi. Giờ phút này thần ma điểu nói chuyện thực làm giận. Lời trong lời ngoài đều ở nhắc nhở Dương Nghị Vân có phải hay không quên mất cái gì. Dương Nghị Vân trong lòng cái kia khí a, hận không thể một phen bóp chết này chỉ tạp mau điểu. Bất quá ngay sau đó hắn rốt cuộc nghĩ tới, phía trước đáp ứng quá này chỉ tạp mau điểu, phá giải trận pháp ma long liền thưởng một viên Mỹ Kim Đại La Tiên Đan, hảo tưởng thật cấp quên mất. Hiểu biết thứ này bản tính, Dương Nghị Vân trở tay một viên Mỹ Kim Đại La Tiên Đan xuất hiện nói, cho ngươi, nhìn ngươi bụng dạ hẹp hòi bộ dáng. Tiểu gia lại chưa nói không cho ngươi. Hắc hắc tiểu tử ngươi so với ai khác đều tinh, cùng ngươi làm giao dịch, về sau một tay tiền một tay hóa, nếu không lão tử có hại. Thần ma điểu cười hắc hắc, một trương miệng một viên Mỹ Kim Đại La Tiên Đan trực tiếp liền nuốt đi xuống. Dương Nghị Vân mở to hai mắt nhìn nói, ngươi sẽ không sợ căng chết. Phải biết rằng này mẹ nó chính là Mỹ Kim Đại La Tiên Đan, tạp mau điểu nho nhỏ thân hình, há mồm trực tiếp liền nuốt đi xuống. Không sợ nổ tan xác mà chết. Hắn dùng một viên đều phải tăng lên một cái tiểu cảnh giới tu vi, Đinh Hòa Bình cùng cấp dạng đều dùng quá, tất cả đều đột phá tu vi, đủ để thuyết minh Mỹ Kim Đại La Tiên Đan uy lực. Nhưng cố tình tới rồi tạp mau điểu nơi này giống như là ăn đường đậu giống nhau ăn đi xuống. Lão tử nãi tam giới đệ nhất thần ma điểu, nhưng bị kia lão tử cùng ngươi bực này nhược kê đánh đồng, so bực này hảo gấp 10 lần tiên đan lão tử đều đương đường đậu ăn. Liền thích cái này hương vị mà thôi, có cái gì đại kinh tiểu quái. A, à, hương vị còn tính chắp phá, lần trước ăn một viên không hồi quá vị tới, lần này dư vị, còn có hay không lại đến một viên, lão tử nói cho ngươi huyết quan việc. Thần ma điểu chép chép miệng hỏi Dương Nghị Vân tiếp tục thảo muốn. Nói Dương Nghị Vân trở tay cuối cùng một viên Mỹ Kim Đại La Tiên Đan đưa cho thần ma điểu, hắn xem như phục thứ này, cũng biết tạp mau điểu cái gì đức hạnh. Dứt khoát đem cuối cùng một viên tiên đan lấy ra tới cho nó, tỉnh tạp mau điểu luôn là nhớ thương. Hắc hắc này còn kém không nhiều lắm. Thần ma điểu cười hắc hắc lại nuốt vào đệ nhị viên. Căng chết người Dương Nghị Vân mắng, đối tạp mau điểu hắn là thật phục.
không hề ngoài ý muốn đệ nhị viên Mỹ Kim Đại La Tiên Đan đồng dạng bị tạp mao điểu như ăn đường đậu giống nhau ăn luôn, đánh giám nhi không có. Ăn bực này tiên đan chính là ăn linh thạch giống nhau giống nhau. Dùng tạp mao điểu nói, chính là thích tiên đan hương vị. Dương Nghị Vân rất muốn mắng bại gia tử, như vậy một viên đan dược ít nhất có thể bảo đảm một vị đại la thăng cấp đến hỗn nguyên. Lại là bị tạp mao điểu như vậy lãng phí, Dương Nghị Vân là thật sự trong lòng chiều chiều, khá vậy không có biện pháp, làm ai hắn có cầu với tạp mao điểu đâu. Không biện pháp à. Kỳ thật Dương mỗ nhân trong lòng rõ ràng tạp mao điểu thật là cái không giống người thường sinh linh, không nói mặt khác, có thể đem Mỹ Kim Đại La Tiên Đan trở thành đường đậu đồ ăn vặt giống nhau đi ăn, đánh giám đều không có, này cũng không phải là giống nhau sinh linh có thể làm được. Liên tính là hắn cũng không dám liên tiếp cắn nuốt hạ hai viên Mỹ Kim Đại La Tiên Đan. Càng là rõ ràng ở tạp mao điểu trên người đầu tư, tương lai có lẽ hắn sẽ được đến rất lớn hồi báo. Hiện tại cũng chỉ là trong lòng thịt đau một chút. Cũng hảo, trên người cuối cùng một viên tiên đan không có, cũng đỡ phải tạp mao điểu nhớ thương. Nhanh lên nói, trước mắt cái này cục diện rốt cuộc như thế nào là cái tình huống như thế nào? Chúng ta muốn như thế nào đi phá giải? Dương Nghị Vân thúc giục thần ma điểu. Một người một chim đứng ở khắc văn đồ án bên cạnh truyền âm nói thầm, nhưng xem ở Đinh Hòa Bình đám người trong mắt liền có chút không rõ nguyên do. Đương nhiên những người này chung chỉ có Tuyết Hương rõ ràng thần ma điểu một chút sự tình, nàng biết Dương Nghị Vân đang hỏi thần ma điểu giải quyết phương pháp, trong lòng không có gì lo lắng cùng dao động. Nhưng là những người khác lại không biết. Hơn nữa Dương Nghị Vân không có cố tình ở trước mặt mọi người bày ra quá thần ma điểu, đại gia chỉ là nhìn đến ở Dương Nghị Vân bả vai sơn luôn là tức khắc một con ngủ gật đen nhánh điểu, cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ, chỉ là trở thành Dương Nghị Vân dưỡng một con sủng vật điểu mà thôi. Lúc này xem Dương Nghị Vân đứng ở chỗ nào vẫn không nhúc nhích, đều có chút trong lòng sốt ruột, nhưng bọn họ đều không có biện pháp, cũng chỉ có thể chờ. Bên kia Dương Nghị Vân tiếp tục cùng thần ma điểu nói chuyện. Thần ma điểu mở miệng, phía trước lão tử còn không xác định, nhưng nhìn đến này đó khắc văn trận pháp liền có thể thập phần xác định, nơi này thật là sống lại người nào. Người nào, Dương Nghị Vân cau mày hỏi. Chuẩn xác nói có thể là ma thần. Thần ma điểu nói ra những lời này sau khó được đứng đắn nghiêm túc vài phần. Dương Nghị Vân tự nhiên nghe được ra tới này chỉ tạp mao điểu trong giọng nói ngưng trọng, đối ma thần là cái gì? Hoặc là nói ma tộc việc hắn hiểu biết không nhiều lắm, nhưng nghe lên giống như thực nghiêu ích bộ dáng. Nhịn không được hỏi, cẩn thận nói, ma thần có phải hay không cũng là ma tộc, ma thần so sánh với cao giai tiên nhân như thế nào? Ngươi như thế nào xác định là ma thần? Dương Nghị Vân một hơi hỏi ra ba cái vấn đề. Tiểu tử ngươi sốt ruột cái gì, lão tử một đám cho ngươi tiểu tử giảng thuật. Thần ma điểu nói thầm một tiếng. Ngay sau đó tiếp tục nói. Đầu tiên lão tử có thể xác định nơi này hoặc là chuẩn xác mà nói này khẩu huyết quan trong vòng hẳn là nào đó ma thần đi, lại có chính là này đó khắc văn trận pháp cũng không phải là tiên giới có thể có khắc văn, đây là thực cổ xưa ma tộc khắc văn. Là dùng để hiến tế triệu hoán hoặc là sống lại ma thần khắc văn, thật lâu trước kia lão tử gặp qua. Tiếp theo tiên nhân tính cái rắm, liền tính là tiên giới cảnh giới cao nhất tồn tại tiên tôn, ở ma thần trước mặt đều là con kiến tồn tại. Ma thần đó là siêu việt tiên cái này trình tự sinh linh, viễn cổ hồng hoang thời đại, cái này vũ trụ trong vòng là tồn tại ma thần, thậm chí thần nhân, lão tử chính là cái kia thời đại tồn tại. Chẳng qua thiên đạo có luân hồi đại kiếp nạn, không siêu thoát, quản chi là thần thượng hải vô pháp tránh cho táng thân đại kiếp nạn. Đương nhiên cái này đại kiếp nạn, người có thể trở thành là thần ma chi tranh, là vũ nội tối cao sinh linh đại chiến. Một hồi đại kiếp nạn xuống dưới, cái gì đều phải hủy diệt. Bất quá chung quy là nhất cao giai sinh linh, sinh tồn vẫn là có thủ đoạn, tỉ như lão tử ta liền còn sống, chỉ là ra đường rẽ, pháp lực có vấn đề mà thôi. Cũng có cường đại hạng người thông suốt quá chuyển sinh phương pháp nhập luân hồi tránh né đại kiếp nạn, cũng hoặc là trốn vào chỗ nào đó, nhưng đại giới phi thường đại, nghĩ ra được liền không dễ dàng. Nhưng thần ma đại kiếp nạn, đó là nhằm vào những cái đó tối cao sinh linh kiếp nạn, cũng không sẽ ảnh hưởng mặt khác giao diện sinh linh. Tỉ như hiện tại ngươi nơi tiên giới cùng tu chân giới cùng mặt khác lớn nhỏ thế giới liền sẽ không thu được lan đến. Như thế truyền thừa như cũ còn ở, lại nói tiếp tiên giới a tu chân giới từ giao diện tu hành truyền thừa, đều phải xem như những cái đó thần ma đồ tử đồ tôn. Chờ bọn họ tránh né kiếp nạn phía trước, tự nhiên sẽ cho đồ tử đồ tôn lưu lại gợi ý, tỉ như hiện tại này khẩu huyết quan, chính là trong đó gợi ý kết quả. Đây là thần ma thời đại sản vật khắc văn.
nghĩ đến là vì triệu hoán cường đại ma thần chi hồn sử dụng, này cũng chính là vì cái gì phía trước ta nói, hủy diệt này tòa ma thành là nhìn như là hiến tế chi thành nguyên nhân. Hiện tại có thể xác định, này tòa ma tộc chi thành chính là vì triệu hoán nào đó ma thần, cho nên mai táng cả tòa ma thành sinh linh, ở 900 năm một lần tự động chuyển hóa chung, cắn nuốt hiến tế ma thành trong vòng vô số người tu ma ma hồn. Trải qua thời gian diễn biến, có lẽ là có thể thật sự đem ma thần triệu hoán sống lại, này nhất chiêu cũng thật đủ tàn nhẫn, ma tộc kỳ thật sinh linh a, dùng một tòa thành chỉ tu ma hạng người liền sống lại triệu hoán, hơn nữa là hiến tế ma hồn, siêu sinh cơ hội đều không cho, thủ đoạn thực sự tàn nhẫn, này cũng chính là ma tộc cùng người tu tiên chi gian khác nhau. Tiên nhân sẽ không dùng cả tòa thành trì sinh linh đều không được siêu sinh đại giới đi triệu hoán hoặc là sống lại nào đó ma thần, ma tộc tu luyện đi cực đoan, bực này sự cũng chỉ có ma tộc làm được. Thần ma điều nói mặt sau cũng là có chút khó có thể tin. Dương Nghị Vân lại là nghe cũng chấn động, lại cũng có nghi hoặc. Theo sau hỏi, ma thần, thần ma, có cái gì khác nhau? Thần ma điều mở miệng nói, một chữ chi kém, khác nhau như trời với đất. Ma thần ngươi có thể xem thành là người tu ma tổ tông, ma tự ở phía trước, siêu việt tiên cái này trình tự tồn tại, xưng là ma thần, đó là thần đạo chi ma. Ma thần, chính là thần nhân, ta phía trước nói thần ma, là hai khái niệm, tách ra, thần là thần nhân, ma là ma thần. Thần nhân chính là tu tiên hạng người tổ tông, đồng dạng khi đó siêu việt tiên cái này trình tự thần đạo hạng người, hai người cùng cấp bậc, nhưng lại sở cầu chi đạo bất đồng, sở đi chi lộ bất đồng. Đây là lại đừng, thần ma chi phân, mở ra, ma là ma thần, thành tựu thần đạo trình tự vì ma thần. Dương Nghị Vân nghe đến đó đột nhiên vang lên càn khôn chi linh cùng năm đó kỳ lân chi hồn giảng thuật. Dựa theo chúng nó cách nói, tu tiên cảnh giới cao nhất lúc sau nên là thần đạo, nhưng có một ít thần nhân lại là ở áp chế tiên nhân thành tựu thần đạo, thậm chí còn thần mộ viên nơi táng thân, cũng là cùng này có quan hệ. Hiện tại nghe thần ma điều nói chuyện, tựa hồ thần ma lại có cái gì đại kiếp nạn. Do đó tránh né thậm chí là dùng chuyển sinh thủ đoạn. Giữa hai bên nghe không liên quan, nhưng lại cảm thấy tất có liên hệ. Dương Nghị Vân nhìn không được đem trong lòng này đó nghi hoặc nói ra, muốn nghe xem thần ma điểu có cái gì nói. Kết quả thần ma điểu nghe xong trầm tư trong chốc lát nói, những việc này nhi tiểu tử ngươi hiện tại đã biết cũng vô dụng, bởi vì ngươi tu vi còn chưa đủ tư cách biết. Chờ ngươi có một ngày thành tựu đứng ở tiên nhân kim tự tháp đỉnh. Đến lúc đó mấy vấn đề này tự nhiên sẽ biết, tiểu tử ngươi hiện tại chỉ là cái nhược kê mà thôi, đừng hỏi, ngày sau tự nhiên sẽ biết. Hiện tại lão tử nói cho ngươi trước mắt vấn đề, muốn phá trận này, kia khẩu huyết quan chính là mấu chốt, mở ra huyết quan tự nhiên có thể phá cái này bố cục một cái thời đại ma trận, bất quá khó khăn lớn đến lão tử cũng không có biện pháp trình độ. Ngươi này nói nửa ngày không phải vô nghĩa a, ý của ngươi là liền không có biện pháp. Dương Nghị Vân nghe xong thẳng trợn trắng mắt. Thần ma điểu mắng, lão tử nói phá trận phá quan, này không phải cho biện pháp a. Phá huyết quan, nơi đây khắc văn ma trận tự nhiên liền phá, sẽ không ở đem các ngươi hút thành thây khô, còn muốn sao mà. Vô nghĩa a, mấu chốt là tiểu gia thực lực dám bước vào cái này khắc văn đồ án trong vòng sao. Biên Long đường đường trung phẩm hỗn nguyên nói tiên hắn tiến vào một cái hô hấp liền thành thây khô, ngươi cho rằng ta so Biên Long thực lực cường nhiều ít. Thành tâm làm ta đi chịu chết a. Tiểu gia ta đã chết, ngươi như thế nào cho ta ra lão nhân công đạo? Ai mẹ nó về sau cấp cái tạp mau điểu luyện tiên đan ăn? Dương Nghị Vân bực bội lên mắng thần ma điểu. Ách, điều này cũng đúng, lão tử quên mất ngươi là cái nhược kê, chút thực lực ấy tiến vào chính là hôi phi yên diệt kết cục. Bất quá thật đúng là, đánh giá cái này khắc văn trận pháp chính là tính tiên tôn cấp bậc cũng không dám dễ dàng đặt chân đi vào, như thế khó làm. Thần ma điểu nói xong lời cuối cùng lầm bầm lầu bầu lên. Tựa hồ ở tự hỏi suy nghĩ biện pháp. Bất quá Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu cuối cùng một câu lại là nhìn không được đánh gãy thần ma điểu nói, đình đình đình, có chuyện này thiếu chút nữa quên mất, nếu ngươi nói cái này khác văn ma trận tiên tôn cũng không dám đặt chân, nhưng vì cái gì Lạc Dương tiến vào. Lạc Dương hơi thở chứng minh rồi, giờ phút này 89 phần 10 Lạc Dương chính là huyết quan trong vòng, đây là có chuyện gì? Phải biết rằng Lạc Dương mới là cái tiên quân tu vi, nàng là như thế nào đi vào? Còn có chúng ta một đường sông qua tới, có thể nói là cửu tử nhất sinh, liền tính Lạc Dương là tiên quân cũng so với chúng ta thêm lên cường không bao nhiêu, như thế nào một đường đi tới liền không có phát hiện có đánh nhau hoặc là hủy hoại tinh tú trận pháp dấu vết. Việc này mà khi thật là quái quỷ dị vô cùng a, Đinh Hòa Bình lấy ra tiên minh lệnh hơi thở chỉ dẫn,
Lạc Dương chính là huyết quan trong vòng, nàng. Nàng là chuyện như thế nào? Dương Nghị Vân đem trong lòng đối với Lạc Dương nghi hoặc giảng thuật ra tới, tưởng từ thần ma điểu trong miệng được đến đáp án. Nếu có thể biết được Lạc Dương tiến vào huyết quan chi mê, có lẽ là có thể biết phá giải cái này khắc văn ma trận biện pháp. Hiện tại vấn đề là, bọn họ nếu không phá cái này khắc văn ma trận, liền sẽ bị nước ấm nấu ếch xanh, cuối cùng khó thoát vừa chết. Nhưng phá trận đi. Vừa rồi Biên Long chính là vết xe đổ, Dương Nghị Vân cùng những người khác thêm cùng nhau đều không có bất luận cái gì nắm chắc có thể bước vào khắc văn ma trận trong vòng đi đem huyết quan mở ra. Huống chi huyết quan mới là trọng trung chi trọng, kỳ thật dễ dàng như vậy mở ra. Một cái khắc văn ma trận liền đưa bọn họ đều khó ở, đừng nói huyết quan. Hiện tại nếu có thể biết Lạc Dương như thế nào tiến vào huyết quan trong vòng bí mật, có lẽ chính là bọn họ bí mật. Có một chút có thể khẳng định chính là, Lạc Dương tuyệt đối còn sống, bởi vì Đinh Hòa Bình trong tay Tiên Minh lệnh chính là Lạc Dương chi vật, có Lạc Dương ấn ký tồn tại. Cho nên Dương Nghị Vân xác định Lạc Dương liền ở huyết quan trong vòng, nàng còn sống. Chỉ là kỳ quái chính là Lạc Dương là như thế nào bất động thanh sắc đi vào nơi này. Lại là như thế nào tiến vào huyết quan còn như cũ tồn tại hơi thở. Đây mới là trọng điểm. Một cái tiên quân, có thể trực tiếp tiến vào nơi này. Quá kỳ quái, hết thảy suy đoán một chút, thật giống như nơi này hết thảy đối Lạc Dương đều không hề uy hát yêu ta giống nhau. Vấn đề này hắn cũng chỉ có thể từ thần ma điểu trong miệng tìm đáp án. Nói xong lúc sau chờ thần ma điểu phát biểu ý kiến. Qua nửa ngày lúc sau thần ma điểu đột nhiên mở miệng nói. Vừa rồi lão tử nói qua, thần ma đại kiếp nạn chung, có thần ma sẽ tránh né kiếp nạn, cái này tránh né có rất nhiều biện pháp. Hoặc là liền tiến vào phong bế nơi vĩnh viễn đừng ra tới, càng nhiều thiên phú dị bẩm đại năng lực, cũng sẽ không đem chính mình tuyết tàng lên, mà là sẽ lựa chọn mạo hiểm, lựa chọn nhập luân hồi chuyển sinh. Chuyển sinh lúc sau, bọn họ sẽ tự có chính mình độc đáo biện pháp trở về, đây là thần ma thủ đoạn, tiểu tử ngươi hiện tại còn vô pháp tưởng tượng bàn tay to đoạn. Có lẽ một cái ma thần chuyển sinh lúc sau sẽ trở thành tiên môn đệ tử, mà một cái thần nhân chuyển sinh lúc sau có khả năng cũng sẽ trở thành người tu ma. Luôn là theo tu luyện tăng lên, cùng ở bọn họ đầu nhập luân hồi phía trước lưu lại thủ đoạn, chuyển sinh giả vô ý thức hoặc là có ý thức tìm kiếm đến bản tôn kiếp trước triệu hoán, hoàn thành trở về. Tiểu tử ngươi trong miệng Lạc Dương, nếu lão tử không đoán sai nói, vô cùng có khả năng là một cái ma thần chuyển sinh giả, cho nên nàng có thể lông tóc vô thương tiến vào nơi này. Có thể lông tóc vô thương chui vào kia khẩu huyết quan trong vòng. Nói như vậy, tiểu tử ngươi có thể lý giải đi. Thần ma điểu cuối cùng hỏi. Dương Nghị Vân trừng lớn đôi mắt nói, người ý tứ Lạc Dương vô cùng có khả năng này đây vì viễn cổ ma thần chuyển sinh. 89/10, thần ma điểu gật gật đầu. Nàng đã chịu bản tôn triệu hoán, hoặc là nói thật lâu trước kia liền bày ra cục. Sau đó ở vận mệnh chú định tác động dưới tiến vào nơi này. Dương Nghị Vân hỏi lại. Ân, 89/10 đi. Thần ma điểu thực đậu. T. Cái này Dương Nghị Vân hít hà một hơi. Nếu thần ma điểu suy đoán là thật sự, như vậy bọn họ liền gặp phải đại phiền toái. Lại còn có sẽ là cái lưỡng nan cục diện. Nếu Lạc Dương thật là một vị ma thần chuyển sinh hạng người, như vậy. Nàng hiện tại tiến vào huyết quan bên trong, có phải hay không đã hoàn thành hiến tế? Có phải hay không đã khôi phục ma thần thủ đoạn? Liên tính là khôi phục nhỏ tí tẹo, sợ là bọn họ đối thượng sẽ chết thực thảm đi. Hiện tại không phá minh ma trấn cũng là tử lộ một cái, phá cũng có khả năng chết. Thật sự làm Dương Nghị Vân cảm thấy chứng đau. Này mẹ nó đều tại sao lại như vậy a? Dương Nghị Vân trong lòng mắng. Thần ma a, dựa theo thần ma điều cách nói đó là thần đạo hạng người, là xa xa siêu việt tiên cái này trình tự tồn tại. Bọn họ nếu là mở ra huyết quan. Khả năng sẽ chết càng mau đi. Đứng đắn là cái lưỡng nan lựa chọn. Vốn dĩ hảo hảo, chính là nghĩ Lạc Dương là nhị sư huynh sao trời tử đệ tử, hắn cái này đương tiểu sư thúc nếu đã biết Lạc Dương rơi xuống, liền tùy tay trợ giúp một phen, ngày sau thấy nhị sư huynh cũng hảo gặp nhau, sư huynh đệ chi gian cũng có thể thổi cái nghiêu trang cái so gì đó. Hiện tại hảo, như thế nào liền nhảy ra cái gì ma thần tới a? Trang bức không thành, ngược lại muốn đem chính mình đánh đi vào. Dương mẫu nhân trong lòng lão rối rắm buồn bực. Nửa ngày lúc sau hắn đối thần ma điểu uể oải nói, chờ chết đi, tiểu gia ta không phá ma trận, cũng không khai quan, thả ra một cái ma thần, chẳng phải là chết càng nhanh. Ha ha, tiểu tử ngươi ngốc a,
ngươi cho rằng chuyển sinh lúc sau thần ma vẫn là hàng nguyên gốc không thành. Thực lực thủ đoạn đó là muốn đại suy giảm, không tiểu tử ngươi tưởng như vậy khủng bố, hơn nữa ngươi hiện tại mở ra huyết quan, nói không chừng còn có thể cứu Lạc Dương một mạng, phải biết rằng Lạc Dương liền tính là ma thần chuyển sinh giả, ở nàng không có dung hợp bản tôn thần ý phía trước, nàng chính là một cái hoàn toàn mới nàng, cũng không phải là cái gì thần ma. Tiểu tử ngươi kéo xuống đi, kia mới là cấp ma thần cơ hội, hoàn toàn diệt sát Lạc Dương ý thức, thành tựu ma thần, sớm một chút mở ra huyết quan bài trừ khắc văn ma chấn, mới là thượng sách. Các ngươi không có lựa chọn nào khác, chờ chết cũng không phải biện pháp, chờ chết, hoặc là bị hút thành thây khô, huyết tế huyết quan thành tựu ma thần, hoặc là chờ ma thần ra quan, cũng là cái chết. Buông tay bác một phen, đánh gãy ma thần dung hợp chuyển sinh giả, chính là các ngươi cơ hội, nói nữa tiểu tử ngươi cũng đừng sợ, trên người có trọng bảo ở, trấn áp một cái chuyển sinh ma thần không thành vấn đề, hắc hắc. Thần ma điểu lúc này đột nhiên an ủi cổ vũ nổi lên Dương Nghị Vân. Nghe này chỉ tạp mao điểu nói chuyện, Dương Nghị Vân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cũng đích xác tạp mao điểu nói có đạo lý. Mấu chốt nhất chính là Dương Nghị Vân nghe được tạp mao điểu nói chính mình trên người có trọng bảo ở, có thể trấn áp chuyển sinh ma thần. Vội vàng buột miệng thốt ra nói, ý của ngươi là càn khôn chi linh. Càn khôn chi linh tên kia nói đến cùng chỉ là khí linh giống nhau tồn tại, đích xác thần bí vô cùng, ngay cả lão tử cũng nhìn không thấu mảy may. Không đủ dựa theo càn khôn chi linh niệu tính đánh giá giúp không đến tiểu tử ngươi. Lão tử nói chính là tiểu tử ngươi từ tuyết hương nơi nào lừa gạt tới bằng côn chứng, hắc hắc, thế gian sinh linh nếu nói ma thần xem như đỉnh cấp tồn tại nói, như vậy như côn bằng kia trở chính là chân chính có thể siêu thoát tồn tại, so với thần thượng hải khủng bố. Đương nhiên lão tử nói chính là có thể siêu thoát côn bằng, tiểu tử ngươi trong tay chỉ là côn bằng chứng, đều còn không có phu hóa ra tới đâu. Bất quá liền tính như thế. Dùng côn bằng chứng tới chân áp một cái chuyển sinh đều không có hoàn thành dung hợp ma thần nghĩ đến hẳn là vậy là đủ rồi, tiểu tử ngươi cầm côn bằng chứng cứ việc đi thử thử. Nghĩ đến chân áp khắc văn ma chấn cùng huyết quan là dùng được, như thế chính là các ngươi sinh lộ Nga, côn bằng chứng A, kia chính là nóng lạnh gì cũng ăn tồn tại, kẻ hèn ma lực mà thôi, ở cường đại cũng không đủ nhân ra tắc kẽ răng, hắc hắc. Mau mau thử xem, lão tử đều gấp không chờ nổi, muốn nhìn xem, ha ha. Dùng côn bằng chứng tới chân áp một cái gà mờ ma thần, nghĩ đến tất nhiên thú vị. Giờ phút này thần ma điểu lại bắt đầu điên điên khùng khùng lên, làm Dương Nghị Vân thực hoài nghi này chỉ tạp mao điểu lời nói, có phải hay không ở hố chính mình. Người quá nghe tới tựa hồ là có chút đạo lý. Mặc kệ thế nào, hắn thử xem liền biết. Tổng không có khả năng thật chờ chết. Đến nỗi Ninh Hòa Bình đám người, vẫn luôn đều nhìn Dương Nghị Vân ở khắc văn trận pháp trước thần thần thao thao, lại cũng không biết đang làm gì. Giữa sân không khí có chút áp lực, nhưng không ai dám đi quấy rầy Dương Nghị Vân, bực này dưới tình huống, mọi người đều không có chủ ý, cũng chỉ có thể trông cậy vào Dương Nghị Vân lấy ra một cái biện pháp tới. Chỉ có Tuyết Hương biết Dương Nghị Vân là ở cùng thần ma điểu nói chuyện, nàng vốn là tính tình đạm nhiên, vẫn luôn đứng ở tại chỗ có vẻ thực bình tĩnh. Chính là ngay sau đó Tuyết Hương liền có chút không bình tĩnh. Bởi vì nàng đột nhiên nhìn đến Dương Mẫu Nhân trong tay quang mang chợt lóe, đem côn bằng chứng cấp đem ra. Tuyết Hương tuy rằng không biết Dương Mẫu Nhân muốn làm gì, nhưng tâm lý lại là có một loại dự cảm bất hảo, đối nàng tới nói bảo hộ hơn nữa làm côn bằng phu hóa xuất thế, chính là nàng sứ mệnh. Nhưng mà tại đây chờ hoàn cảnh chung, Dương Nghị Vân đột nhiên lấy ra côn bằng chứng tới, khiến cho Tuyết Hương trong lòng nhảy dựng lên. Cũng không rảnh lo cái gì, trực tiếp một cái lắc mình tới rồi Dương Nghị Vân trước người mở miệng nói, ngươi, ngươi làm gì, lấy ra côn bằng chứng làm cái gì? Dương Nghị Vân không nghĩ tới Tuyết Hương phản ứng lớn như vậy, nhìn qua nàng vẻ mặt khẩn trương, rất có một tay đem côn bằng chứng nhiều trở về xúc động. Lúc này Dương Mẫu Nhân cũng có chút đau đầu lên, nói nửa ngày quên Tuyết Hương nha đầu này. Hắn tự nhiên rõ ràng côn bằng chứng ở Tuyết Hương trong lòng phân lượng, nếu là làm Tuyết Hương biết hắn muốn bắt côn bằng chứng đi phá khắc văn ma trận, đi phá huyết quan, đi trấn áp ma thần, nàng tất nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng, hắn cũng không có biện pháp. Chỉ ấp úng nửa ngày, cũng không biết như thế nào mở miệng đối nàng nói. Cũng may lúc này nhất không đáng tin cậy thần ma điểu cho hắn giải vây, đối Tuyết Hương giảng thuật về ma thần cùng huyết quan việc, cũng giảng thuật trong đó lợi hại, sự tình quan mọi người sinh tử. Đương nhiên trọng điểm giảng thuật này pháp sẽ không đối côn bằng chứng có hại, chưa chừng còn sẽ có đại tràn ra. Chờ thần ma điểu nói xong, Tuyết Hương nửa ngày không mở miệng, Dương Nghị Vân trộm nhìn nàng một cái, trong lòng có chút chột dạ.
Ngay sau đó Tuyết Hương còn lại là ngẩng đầu nhìn lại đây, nhìn chằm chằm hắn nói, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Đối với Tuyết Hương vấn đề này, Dương Nghị Vân có thể nói cái gì? Hắn biết nàng ý tứ, càng biết côn bằng chứng đối nàng quan trọng, hỏi ra những lời này thời điểm, Dương Nghị Vân biết kỳ thật Tuyết Hương đã đồng ý. Chẳng qua đây là nàng đối chính mình tín nhiệm. Nhìn Tuyết Hương, Dương Nghị Vân nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm côn bằng chứng có việc, tin tưởng tạp mau điều đi. Dương Nghị Vân nói chuyện thời điểm, nhìn về phía thần ma điểu. Đúng đúng đúng, ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không có việc gì, chỉ biết đối côn bằng chứng có chỗ lợi, các ngươi là không hiểu biết côn bằng tên này đại biểu cái gì, ý nghĩa cái gì, đều đem tâm phóng bụng, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Thần ma điểu khó được tại đây chờ thời điểm duy trì Dương Nghị Vân. Hảo, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tuyết Hương gật gật đầu hỏi. Các ngươi tất cả đều lui một bên đi. Cái này khắc văn ma trận không thể coi thường, có Dương Nghị Vân cái này nhược kê một người đủ để, người nhiều ngược lại không tốt, hắn ôm côn bằng chứng đi vào, vạn vô nhất thất. Thần ma điểu nói. Trung quy Tuyết Hương đồng ý Dương Nghị Vân dùng côn bằng chứng. Bất quá nói trở về, nhiều người như vậy giá trị con người tánh mạng ở chỗ này, không tìm ra một con đường sống, cởi bỏ cái này bế tắc, đến lúc đó mọi người đều sẽ chết, cũng đừng nói chuyện gì côn bằng chứng, cho nên đây là duy nhất lựa chọn. Đương nhiên cụ thể thực thi lên sẽ thế nào, kỳ thật Dương Nghị Vân trong lòng cũng chưa đế. Hiện tại có thể làm cũng chỉ có tin tưởng tạp mau điều giảng thuật. Hy vọng côn bằng chứng có thể có tác dụng. Tuyết Hương lui về sau, Dương Nghị Vân đối Đinh Hòa Bình đám người gật đầu ý bảo bọn họ yên tâm, cũng làm mọi người bảo vệ tốt chính mình, hắn chuẩn bị thử xem phá rớt cái này khắc văn ma trận. Chờ một lát ai cũng không biết có thể hay không có cường đại phản phệ xuất hiện. Sốt cuộc vừa rồi Biên Long chết còn rõ ràng trước mắt, thực sự làm đại gia trong lòng có thừa giật mình. Hy vọng lần này tạp mau điểu đừng chậm trễ sự. Dương Nghị Vân trong tay phủng côn bằng chứng, đối bả vai sơn ngồi xổm thần ma điểu nói, quả đen tiểu gia thân gia tánh mạng nhưng giao cho ngươi trên tay. Liền ngươi cái nhược kê cọ sát, yên tâm đi vào chính là, lão tử bồi đó là, còn có thể không tin lão tử, thật là cái nhược kê a, thần ma điểu mắng lên. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu một ngụm một cái nhược kê thật sự là trong lòng buồn bực, năm đó lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn còn không có phi thăng thành tiên, thứ này liền kêu hắn là nhược kê. Hiện tại đều con mẹ nó hỗn nguyên nói tiên cảnh giới tạp mau điểu còn kêu hắn là nhược kê. Thật sự làm hắn trong lòng vô cùng buồn bực, rất muốn mắng một hồi, nhưng lời nói đến bên miệng lại không từ. Đối tạp mau điểu hắn thật đúng là thực bất đắc dĩ, chung quy nhảy ra một câu nói. Tiểu gia bất hòa ngươi cái tạp mau điểu so đo. Nói xong Dương Nghị Vân thật cẩn thận về phía trước đi đến, hắn khoảng cách khắc văn ma trận hình tròn đồ án trong vòng cũng chính là ba bước khoảng cách mà thôi. Bước thứ ba liền phải bước vào đi vào thời điểm, Dương Nghị Vân dừng lại nhìn không được hỏi thần ma điểu nói, cứ như vậy đi vào. Vô nghĩa a, đương nhiên là trực tiếp đi vào đi, bằng không ngươi còn muốn thế nào. Thao tác côn bằng chứng a, hiện tại chỉ là cái chứng mà thôi. Yên tâm không cần lo lắng mặt khác, côn bằng chứng gặp được nguy hiểm tự nhiên sẽ có dấu hiệu xuất hiện. Đây là siêu việt tam giới ngũ hành ở ngoài sinh linh, không phải ngươi cái nhược kê có thể đi tưởng tượng, khắc văn ma trận lực lượng ở Ngưu Ích, cũng không làm gì được côn bằng chứng. Thần ma điểu ngôn ngữ bên trong đối côn bằng chứng tin tưởng 10 phần. Thật không biết ngươi từ đâu ra tự tin, ta cái này côn bằng chứng chủ nhân cũng chưa lớn như vậy tự tin. Dương Nghị Vân nói thầm cuối cùng một bước đạp đi ra ngoài. Đích xác hắn cùng đem côn bằng chứng dùng tinh huyết luyện hóa lúc sau, hắn đã xưng là côn bằng chi chủ, nhưng lại đối côn bằng chứng hiểu biết rất ít, chỉ là có thể lẫn nhau chi gian có cảm ứng giao lưu. Đến nỗi giao lưu thượng kỳ thật lại nói tiếp cũng thực gượng ép, cơ hồ rất ít, côn bằng chứng nội có ý thức, nhưng lại nhận Tuyết Hương, không thế nào cùng hắn cái này chủ nhân giao lưu. Liên tính là hiện tại Dương Nghị Vân trong tay phủng côn bằng chứng hướng khắc văn ma trận trong vòng mà đi. Lại cũng không cảm nhận được côn bằng chứng ý thức truyền đến cái gì. Cho nên đối côn bằng chứng Dương Nghị Vân kỳ thật không nhiều ít hiểu biết, chỉ là cùng côn bằng chứng chi gian sinh ra thần hồn khế ước mà thôi. Ở côn bằng chứng không có xuất thế phía trước, hắn đánh giá cũng đừng nghĩ có cái gì giao lưu tồn tại. Đối mặt khắc văn ma trận, Dương Nghị Vân kỳ thật trong lòng là tràn ngập khẩn trương, thật không biết côn bằng chứng dựa không đáng tin cậy, hoặc là nói tạp mau điểu lời nói dựa không đáng tin cậy. Bất quá lúc này đích xác cũng là không có gì biện pháp. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, nếu là thật xuất hiện chuyện gì, hắn sẽ không tiếc bại lộ chính mình càn khôn hồ bí mật trước tiên tiến vào càn khôn hồ.
nhưng không nghĩ giống Biên Long giống nhau bị ma trận chi lực hút thành một khối thây khô. Dương Mỗ Nhân sở dĩ dám lang bạt nơi này, đến bây giờ mới thôi trong lòng lo lắng về lo lắng, nhưng lại rất chấn định, chính là bởi vì hắn có Càn Khôn Hồ này trương át chủ bài tồn tại. Nhưng Càn Khôn Hồ can hệ trọng đại, là trên người hắn lớn nhất bí mật, người khác liền tính là Tuyết Hương đám người biết trên người hắn có trời đất khác, nhưng nhiều nhất chỉ là trở thành có cái động thiên chí bảo mà thôi. Không có người chân chính hiểu biết Càn Khôn Hồ đại bí mật, đến nay mới thôi biết Càn Khôn Hồ chân chính bí mật cũng chính là chết lão nhân trời cao tà một người mà thôi. Thậm chí có thể nói, lão nhân đối Càn Khôn Hồ cũng không có giải nhiều ít, chỉ là biết một cái đại khái. Mà chính hắn lại làm sao không phải. Lại nói tiếp hắn cũng chỉ là so lão nhân biết nhiều hơn Càn Khôn Hồ trong vòng có cái Càn Khôn Điện bí mật mà thôi. Càn Khôn Hồ là chân chính đại bảo vật. Cũng là trên người hắn lớn nhất át chủ bài, cho nên Dương Nghị Vân dám đi đánh cuộc một phen. Đến nỗi tin tưởng Tạp Mao Điểu ôm côn bằng chứng xông vào khắc văn ma trận, cũng là căn cứ vào điểm này phía trên. Nếu không Dương Mỗ Nhân sao lại dễ dàng như thế mạo hiểm. Giờ khắc này hắn cắn răng một bước bước vào khắc văn ma trận trong vòng, trong lòng liền nghĩ nếu côn bằng chứng nếu là không được, vậy tiến vào Càn Khôn Hồ lại nói mặt khác. Dù sao không đến vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không bại lộ chính mình Càn Khôn Hồ bí mật. Ong! Đương một bước bước vào khắc văn ma trận lúc sau, một tiếng nổ vang vang lên. Toàn bộ khắc văn ma trận trong vòng, mỗi một đạo khắc văn huyết sắc đại tác phẩm. Dương Nghị Vân thấy được từng đạo huyết quang thức khắc hướng về chính mình cuốn tịch mà đến, giống như là rắn độc giống nhau đối với hắn đánh tới. Thực mau, như là tia chớp liếc mắt một cái, chớp mắt liền đến hắn trước người. Giờ phút này hắn giống như là một cái xâm nhập nào đó đại yêu lãnh địa kẻ xâm lấn, bị quần thể công kích. Rất lớn một cái cảm thụ còn lại là, trong nháy mắt này hắn cảm thấy tương tự rơi vào động băng giống nhau, toàn thân đều mạo nổi da gà. Hơn nữa ở vô số huyết quang đại tác phẩm dựng lên thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ làm hắn áp lực vô cùng, thả có muốn không tự chủ được quỳ xuống hơi thở từ huyết quan nơi nào phát ra. Không gì sánh kịp uy áp trực tiếp bao phủ ở trên người hắn, cảm giác giống như là thập vạn đại sơn đè ở trên người giống nhau dày nặng vô cùng áp lực. Thân thể tại đây một khắc đều phát ra bùm bùm rung động thanh, động đều không động đậy nổi. Thậm chí còn hắn ý thức lực tựa hồ đều bị chấn áp ở giống nhau, trong cơ thể ngoại tất cả đều chết lặng. Lúc này hắn mới trên mặt đại biến, lúc này đừng nói chính là làm mặt khác, chính là tưởng động cái ý niệm tiến vào Càn Khôn Hồ đều làm không được. Khắc văn ma trận trong vòng phát sinh này đó, hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Huyết quang nháy mắt chiếu rọi ở trên người hắn. Tư tư tư. Hắn giống như là bị bậc lửa du sắp củi đốt, phát ra từ từ rung động thanh. Xong rồi, muốn quải. Dương Mỗ Nhân trong lòng muốn khóc cũng không kịp. Trong nháy mắt toàn thân có loại thâm nhập linh hồn đau đớn, như vạn châm đâm vào trên người, ngay cả linh hồn đều bắt đầu phát ra đau đớn. Hiện tại hắn minh bạch Biên Long vì cái gì nháy mắt trở thành thây khô. Tại đây chờ lực lượng dưới, ai có thể có phản kháng. Gần nhất là không kịp, thứ hai là huyết quan có quỷ. Phát ra hơi thở giống như là cho rằng cao giai tiên nhân uy áp chấn áp một phàm nhân bình thường, chỉ cần uy hát iota đều có thể áp chết. Huống chi khắc văn ma trận lực lượng đoạt lấy toàn thân tinh huyết. Thực hiển nhiên khắc văn ma trận này đó huyết quang chính là hút vào tinh huyết cung ứng huyết quan. Cái này ma trận chính là một đài cường đại máy móc, huyết quan chính là trung tâm. Muốn chết, Dương Nghị Vân trong óc chỉ có này một ý niệm. Khoảnh khắc chi gian Dương Nghị Vân cảm giác giống như là đi qua một thế kỷ dài lâu, ở một loại vô pháp nói rõ thống khổ trạng thái. Còn nghĩ thời khắc mấu chốt trốn vào Càn Khôn Hồ bảo mệnh, ha ha hiện tại mới hiểu được, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, thí đều không phải. Trong cơ thể ngoại đều bị nhân ra lực lượng cường đại chấn áp, chút nào cơ hội đều không tồn tại. Chỉ còn chờ một cái lộ, hắn cũng đi vào Biên Long vết xe đổ, biến thành một khối thây khô. Tuyệt vọng sao? Phi thường tuyệt vọng. Nhưng, liền như vậy khoảnh khắc chi gian, kỳ tích luôn là sẽ xuất hiện. Ầm vang. Trong tay côn bằng chứng rốt cuộc bạo phát. Từ tuyệt vọng chung về tới hy vọng. Tạp Mao Điểu vẫn là đáng tin cậy, côn bằng chứng là cường đại. Dương Mỗ Nhân ý thức năng động. Hắn trong mắt trong tay côn bằng chứng ầm vang một tiếng, lại là vạn đạo kim quang bạo phát đi ra ngoài. Chói mắt kim quang dưới, Dương Nghị Vân theo bản năng nhắm lại hai mắt. Ngay sau đó chỉ cảm thấy trong tay một nhẹ. Cái này làm cho hắn trong lòng lại là cả kinh. Trong tay là cái gì? Đó là côn bằng chứng A.
bị ai cấp cướp đi. Đây là Dương Nghị Vân phản ứng đầu tiên. Nếu là Côn Bằng chứng ra vấn đề, hắn như thế nào cấp Tuyết Hương công đạo? Hoặc là nói Côn Bằng chứng vừa mới bạo phát một chút, chẳng lẽ liền không được? Bị người ta cấp chi trực tiếp chân áp. Là ai? Tự nhiên nghĩ tới kia khẩu huyết quan. Dương Nghị Vân liền như vậy trong phút chốc thời gian nội, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Bị kích thích, cũng bị dọa. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại cảm giác tựa hồ không thích hợp. Bởi vì kim quang còn ở, hắn toàn thân cũng có thể động. Này chỉ có thể thuyết minh, Côn Bằng chứng bùng nổ lực lượng còn ở, đó chính là nói Côn Bằng không có việc gì. Hoặc là căn bản không phải bị người cướp đi, mà là Côn Bằng chứng chính mình bay đi ra ngoài, rời đi hắn bàn tay. Nếu là biết Côn Bằng chứng chính là có ý thức tồn tại, nó là Côn Bằng, chỉ là không có phu hóa xuất thế mà thôi. Nghĩ đến đây thời điểm, Dương Nghị Vân vội vàng thử đi mở hai mắt quan khán. Chói mắt, như cũ là kim quang lộng lẫy bộ dáng. Nước mắt đều ở ngay lúc này nhìn không được chảy xuống dưới. Nhưng lại mở hai mắt, dần dần thích ứng. Hai mắt nhìn lại, ánh mắt đầu tiên có chút mơ hồ. Một mảnh kim sắc chung, Dương Nghị Vân thấy được trong tầm mắt mơ hồ cảnh tượng. Huyết quan phía trên Côn Bằng chứng huyền phù dựng lên, kim quang chiếu rọi ở huyết quan thượng, hoặc là nói toàn bộ khắc văn ma trận trong vòng đều là Côn Bằng chứng bùng nổ chiếu rọi quang mang. Hắn biết đây là Côn Bằng chi lực, là Côn Bằng chứng uy lực. Lại tiếp theo Dương Nghị Vân rốt cuộc có thể thấy rõ toàn cảnh. Tức khắc mừng rỡ. Ầm ầm ầm. Lại là huyết quan đang không ngừng run rẩy. Mà Côn Bằng chứng còn lại là huyền phù ở huyết quan phía trên, toàn thân mặt ngoài từng đạo Côn Bằng khắc văn nhanh chóng ở lưu chuyển, xinh đẹp là ở một bộ trấn áp huyết quan cảnh tượng. Huyết quan phía trên giờ phút này cũng là huyết quang đại tác phẩm, không ngừng đang run rẩy chung. Tựa hồ muốn phản kháng, nhưng lại bị Côn Bằng chứng lực lượng gắt gao trấn áp ở, cũng chỉ có thể run rẩy một chút. Hơn nữa có cái kỳ diệu hình ảnh là, Dương Nghị Vân phát hiện theo Côn Bằng chứng thượng khắc văn mỗi lưu chuyển một chút, sẽ có huyết quang bị hấp thu đi một bộ phận, tốc độ phi thường mau. Cái này cảnh tượng thật là phi thường quái dị cũng tràn ngập thú vị. Huyết quan khắc văn ma trận lớn như vậy trận trưởng, vì chính là hấp thu mặt khác sinh linh lực lượng tới thành tựu tự thân. Nhưng hiện tại trái lại bị Côn Bằng chứng cấp đoạt lấy huyết quan chi lực. Không thể không nói đây là báo ứng. Cũng từ điểm này thượng, thể hiện Côn Bằng chứng cường đại. Thật đúng là bị tạp mao điều nói chuẩn. Ma thần lại như thế nào? Côn Bằng đó là siêu việt tam giới ngũ hành ở ngoài, có thể siêu thoát tồn tại sinh linh. Hiện tại Côn Bằng chứng, chỉ là một cái chứng mà thôi, là có thể trấn áp ma thần chi lực. Dương Nghị Vân rất khó tưởng tượng, tương lai Côn Bằng phu hóa xuất thế lúc sau. Sẽ có gì trợ uy lực? Hắn biết chính mình kiếm quá độ. Côn Bằng chứng hấp thu huyết quan chi lực, có thể hay không nhất cử phu hóa xuất thế. Đối này Dương Nghị Vân thật là có chút chờ mong. Hắc hắc Nhược Kê nhìn xem, lão tử liền nói Côn Bằng chứng có thể trấn áp huyết quan đi, quả nhiên không hổ là Côn Bằng A thần ma điều lúc này rất đắc ý. Dương Nghị Vân khóe miệng vừa kéo trừ, không có trả lời tạp mao điều nói, tiếp tục nhìn chằm chằm giữa sân nhìn lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ầm vang. Mỗi một khắc lại là một tiếng nổ vang vang lên. Dương Nghị Vân cảm nhận được mặt đất đều vì này chấn động. Phóng nhãn nhìn lại là vẫn luôn huyền phù huyết quan một chút rơi xuống ở trên mặt đất. Cùng thời gian, toàn bộ khắc văn tế đàn thượng kim quang cũng ngay sau đó biến mất. Mà Côn Bằng chứng cũng đình chỉ xoay tròn, lúc này giống như là ăn uống no đủ trẻ con lung lay sắp đổ. Dương Nghị Vân vội vàng phất tay đem chi Côn Bằng chứng thu trở về. Dừng ở lòng bàn tay Côn Bằng chứng hồi phục bình thường, chẳng qua nhìn qua vỏ trứng mặt ngoài khắc văn càng thêm tỏa sáng. Thần ma điều nhìn không được mở miệng nói, nhìn dáng vẻ Côn Bằng chứng lần này kiếm lớn, hấp thu huyết quan lực lượng lúc sau, hắn cũng liền khoảng cách phu hóa xuất thế không xa. Côn Bằng chứng khi nào có thể phu hóa xuất thế? Dương Nghị Vân hỏi một câu. Bực này thần vật xuất thế yêu cầu cơ hội cùng cơ duyên. Tiểu tử ngươi sốt ruột cái gì, trước đừng nói nữa, mau đi xem một chút huyết quan trong vòng tình huống như thế nào, giờ phút này đại trận lực lượng xem như bị Côn Bằng chứng cấp toàn bộ hấp thu, tinh tú đại trận tùy thời đều có khả năng tan vỡ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đánh giá rời đi nơi đây lộ, liền ở huyết quan trong vòng, còn có A, lấy hảo Côn Bằng chứng, phòng ngừa ngoài ý muốn, không hề nghi ngờ Côn Bằng chứng chính là huyết quan khắc tinh, hoặc là nói là huyết quan trong vòng sinh linh khắc tinh. Người cầm trong tay Côn Bằng chứng là có thể khắc chế. Nhược Kê nói cho ngươi sự kiện,
có thời gian nghiên cứu một chút côn bằng chứng vỏ chứng thượng khắc văn, đó là chân chính đại đạo khắc văn, chẳng sợ liền tiểu tử nghiên cứu không hiểu, lấy tiến đến mua một chút cũng đối với ngươi tiểu tử có trọng dụng. Ngươi cũng thấy rồi vừa rồi côn bằng chứng lập lòe hết sức uy lực đi, khi đó côn bằng truyền thừa chi khắc văn, đến không được đồ vật, về sau đừng làm cho côn bằng chứng dễ dàng kỳ người, nếu không tiểu tử ngươi sẽ bị người đuổi giết. Thần ma điều khó được đứng đắn cấp Dương Mỗ Nhân giảng thuật côn bằng chứng vỏ chứng khắc văn. Đối này Dương Nghị Vân nghiêm túc gật đầu nhớ kỹ, hắn kỳ thật từ lần đầu tiên thấy côn bằng chứng thời điểm liền cảm giác côn bằng chứng vỏ chứng thượng khắc văn không giống người thường, chỉ là trước nay không thâm nhập nghĩ tới, càng không có nghĩ tới nghiên cứu, sẽ có như vậy thật lớn chi uy lực. Còn nữa côn bằng chứng thượng khắc văn vẫn luôn là che giấu trạng thái, không phải tùy thời đều có thể nhìn đến. Hiện tại nghĩ chờ quay đầu lại tìm côn bằng chứng ý thức câu thông một chút, hắn hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Nếu tạp mao điểu như thế đứng đắn công đạo, kia tất nhiên chính là thứ tốt. Những cái đó khắc văn thật sự có như vậy lợi hại. Dương Mỗ Nhân vẫn là hỏi một câu thần ma điểu. Thần ma điểu mắng, vô nghĩa, nhân ra đó là thiên nhiên truyền thừa, tổ truyền hiểu không? Bằng không ngươi cho rằng một cái chứng có như vậy cường đại. Côn bằng chứng thượng những cái đó khắc văn có côn bằng thần lực. Càng là chất chứa đại đạo thiên địa chi lực, người cũng có thể lý giải thành là pháp tắc, nhưng lại là trong thiên địa nhất đẳng nhất thiên đạo pháp tắc, là đại đạo. Hơn nữa những cái đó khắc văn theo côn bằng phù hóa xuất thế liền sẽ biến mất, không bao giờ sẽ hiện thế, cho nên tiểu tử ngươi cần phải nắm lấy cơ hội Nga, trải qua lần này côn bằng chứng hấp thu huyết quan chi lực, khoảng cách phù hóa xuất thế hẳn là không xa, chưa chừng kia một ngày gặp phải một cái kỳ thích liền sẽ phù hóa, đến lúc đó tiểu tử ngươi muốn nhìn cũng chưa đến xem. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ biết, ngay sau đó đi tới huyết quan phía trước. Giờ phút này huyết quan đã không có phía trước kia chờ làm người tim đập nhanh hơi thở phát ra, nhìn qua chính là một búng máu ngọc quan tài. Bất quá huyết quan toàn thân lại là có từng đạo thiên nhiên văn lạc nghĩ đến cũng là lực lượng nào đó khắc họa. Mà thần ma điểu nhìn lúc sau lại là kinh ngạc ra tiếng nói, này mẹ nó cư nhiên là hoàng tuyền huyết ngọc chế tạo huyết quan, thứ tốt a, chỉ cần này khẩu huyết quan chính là vật báu vô giá a. Cái gì hoàng tuyền huyết ngọc, trên đời này thực sự có hoàng tuyền? Dương Nghị Vân nghe thấy thần ma điểu nói chuyện, hắn trong lòng vừa động hỏi. Đương nhiên là có, trong truyền thuyết nhập luân hồi, phải trải qua một đoạn nhấp nhô chi lộ, kia một đoạn đường bị gọi là hoàng tuyền lộ, lộ có một tuyền tên là hoàng tuyền, vô cùng nguy hiểm một đoạn đường, không biết cắn nuốt nhiều ít cường giả, dần dà nước suối liền thành huyết sắc. Hoàng tuyền bên trong có thế gian vô thượng luyện khí tài liệu. Chính là một loại bị thần ma máu ăn mòn quá huyết ngọc, lại danh hoàng tuyền huyết ngọc, dùng bực này tài liệu chế tạo mà thành huyết quan, hút thần hồn tinh huyết, dùng để tu luyện càng là có thể tăng cường chính mình pháp lực. Không thể tưởng được nơi này cư nhiên có một ngụm hoàng tuyền huyết quan, bất quá nhìn qua cũng không phải thuần túy hoàng tuyền huyết quan, chỉ là gia nhập một ít hoàng tuyền huyết ngọc tiến vào, nói trở về nếu là chân chính hoàng tuyền huyết quan một ngụm, hôm nay côn bằng chứng chưa chắc có thể trấn áp. Nhưng cũng không giống bình thường. Này ngoạn ý dùng để cấp quỷ tu tu luyện, chắc chắn làm ít công to, tu vi tiến triển cực nhanh, ma đạo cùng quỷ nói coi là chí bảo. Cũng là một kiện bẩm sinh chi bảo, nào đó trình độ thượng đã siêu việt cực phẩm tiên khí cấp bậc, lúc này tiểu tử ngươi cũng coi như là kiếm quá độ. Thần ma điều chép chép miệng nói. Dương Nghị Vân là người địa cầu, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối quan tài loại này đồ vật, liền tính là lại hảo cũng đều không thế nào cảm mạo, cho rằng đen đủi, không cho là đúng. Hắn hiện tại để ý chính là này khẩu huyết quan trong vòng đồ vật. Hoặc là nói, huyết quan chi lạc dương đến tột cùng có ở đây không? Có phải hay không đúng như thần ma điểu lời nói như vậy, lạc dương chính là một cái ma thần chuyển sinh giả. Huyết quan trong vòng có hay không rời đi nơi này manh mối? Ngươi cái nhược kê phát cái gì lăng a? Khai quan thần ma điểu thúc giục Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, bỗng nhiên một chưởng đánh vào mặt bên quan đắp lên. Oanh! Một trường đi xuống cũng không có dùng nhiều ít lực, lại là quan cái nhẹ nhàng mở ra. Bởi vì bản thân lực lượng đã bị côn bằng chứng cấp hấp thu xong rồi, lúc này một trường đi xuống có thể nhẹ nhàng mở ra cũng không kỳ quái. Trước tiên Dương Nghị Vân nhìn về phía huyết quan trong vòng. Cũng không có trong tưởng tượng khai quan lúc sau một chút tuôn ra cái gì cương thi a mãnh thú chi lưu. Ngược lại thực bình tĩnh. Đương Dương Nghị Vân ánh mắt đầu tiên hướng huyết quan lúc sau. Lại là cả người chấn động. Quả thật là một nữ tử nằm ở huyết quan trong vòng. Có thể chấn động hắn nội tâm nữ tử. Đương nhiên là huyết quan trong vòng nữ tử dung mạo. Hắn gặp qua rất nhiều mỹ nữ, Tuyết Hương,
Cảnh Sán thậm chí là sư nương Thiên Hồ Nguyên Thần hình ảnh, mỗi một cái đều là tuyệt thế dung nhan. Mà hiện tại nhìn đến huyết quan trong vòng nữ tử, dung mạo cấp Dương Nghị Vân cảm giác chút nào không thua với người trước, thậm chí từng có chi. Lúc này huyết quan nội tên này nữ tử hai mắt nhắm nghiền chút nào không giống như là một cái người sống. Không phải là đã chết đi. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ. Hắn liền đứng ở huyết quan trước ngơ ngác nhìn, quan nội nữ tử không hề động tĩnh. Đương nhiên hiện tại hắn còn không xác định có phải hay không bọn họ muốn tìm Lạc Dương. Vì thế đối với nơi xa Đinh Hòa Bình đám người hô, lão Đinh các ngươi lại đây. Có phải hay không Lạc Dương làm lão Đinh bọn họ lại đây vừa thấy liền biết. Lúc này côn bằng chứng đã phá khắc văn ma trận, bọn họ lại đây đảo cũng không nguy hiểm. Dứt lời lúc sau Dương Nghị Vân lại hỏi thần ma điều nói, quả đen ngươi nhìn xem có phải hay không đã chết. Có thể hay không là bị côn bằng chứng cấp chân áp quá mức. Muốn mẹ nó chết thật, nhưng không hảo chơi, ta như cũ thấy nhị sư huynh cũng không biết như thế nào công đạo. Thần ma điều mở miệng nói, tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều, người đã chết nàng cũng sẽ không chết, nhìn nhìn nàng giữa mày ấn ký. Lão tử hiện tại 100% xác định, nàng chính là ma thần chuyển sinh giả, lúc này không tỉnh lại khả năng thật là bị côn bằng chứng cấp chân áp hấp thu lực lượng kết quả. Có lẽ là tiểu tử ngươi lấy ra côn bằng chứng như vậy một làm, đánh gãy nàng dung hợp, hiện tại còn không xác định nàng đến tột cùng có hay không hoàn thành ma hồn dung hợp, có hay không hoàn toàn hóa thành một tôn ma thần. Xem khởi hẳn là không hoàn thành, nếu không sẽ không như vậy an ổn, ngươi trước làm cho bọn họ đừng tới đây, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Đối với ma thần hạng người, trăm triệu cẩn thận, vượt quá ngươi. A tiểu tâm, thần ma điều lời nói đến cuối cùng đều không có nói xong, liền kêu lên quái dị làm Dương Nghị Vân cẩn thận. Dương Nghị Vân theo thần ma điều nói chuyện, mới vừa quay đầu phải đối Đinh Hòa Bình đám người nói trước đừng tới đây, nào biết lúc này sẽ thần ma điều kêu lên quái dị, hắn theo bản năng quay đầu lại hướng huyết quan trong vòng nhìn lại, lại cũng là khiếp sợ. Chỉ thấy chỉ chớp mắt huyết quan trong vòng nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt. Nàng giữa mày chỗ một cái đỏ thắm cổ quái ấn ký nhìn như là một vòng trăng rằm, tức khắc sáng lên huyết quang bùng nổ trực tiếp hướng nó nổ bắn ra mà đến. Cùng thời gian nàng thân thể từ huyết quan trong vòng thẳng tắp ngồi dậy, vươn đôi tay hướng hắn chộp tới. Dương Nghị Vân dọa kêu lên quái dị, lại là bản năng đem trong tay côn bằng chứng một chắn. Chỉ cảm thấy côn bằng chứng kim quang đại tác dựng lên. Ầm vang. Nổ vang chung Dương Nghị Vân bị một cổ khí lãng ném đi ra ngoài té ngã ghé vào trên mặt đất, trong tay côn bằng chứng lại là huyền phù dựng lên kim sắc khắc văn quang mang vạn trượng. A, à, giống, tiểu bối tìm chết, a, à, vô cùng phẫn nộ nữ nhân thanh âm kêu thảm thiết mắng. Dương Nghị Vân trước tiên nhìn lại là nhìn đến côn bằng chứng phát huy kim quang lưu chuyển chi gian chiếu rọi ở huyết quan nội ngồi dậy nữ tử trên người. Lúc này nữ tử trên người ma khí vần quanh. Có ngập trời ma khí phát ra mà ra, hảo không khủng bố, nhưng thoạt nhìn gắt gao bị côn bằng chứng cấp chân áp ở, nàng động đều không động đậy. Dương Nghị Vân bị nữ nhân một đôi đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn không được cả người rét run, cảm giác thật đáng sợ. Lạc Dương đại nhân. Lúc này Đinh Hòa Bình mấy người trước sau kêu to ra tiếng. Dương Nghị Vân trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là Lạc Dương. Không trong chốc lát côn bằng chứng kim quang tan đi. Mà nữ tử trên người hơi thở cùng ma khí cũng đều biến mất, chỉ thấy nàng mềm mại ngã xuống huyết quan trong vòng. Ngã xuống đi một khắc hai mắt khôi phục bình thường màu đen, giữa mày một vòng trăng rằm cũng ngay sau đó biến mất, nhìn tựa hồ khôi phục bình thường. Dương Nghị Vân đứng dậy, có chút nghĩ mà sợ hướng về quan nội nhìn thoáng qua, lại thấy nữ tử lần này là mở to mắt, chỉ là nhìn qua có chút suy yếu. Thần ma còn lại là mở miệng nói, còn có thể cứu chữa. Nàng hiện tại là nửa ma nửa tiên trạng thái, ma thần ý thức hẳn là không có dung hợp nàng ý thức. Nửa ma nửa tiên ý gì? Dương Nghị Vân sừng sốt hỏi. Chính là nói, giờ phút này nàng thể là hai cái ý thức, một cái ma thần ý thức, một cái là nàng chính mình ý thức, người trước là chủ thể, người sau xem như chuyển sinh ý thức, tính lên nàng vẫn là nàng, là cùng cá nhân. Nếu lần này tiểu tử ngươi không quấy rầy, có lẽ nàng liền dung hợp thành tựu ma thần. Hiện tại bị tiểu tử ngươi như vậy một làm, dung hợp ý thức đánh gãy, nàng trong cơ thể xuất hiện hai cái ý thức, thời gian dài, kỳ thật sớm hay muộn vẫn là sẽ dung hợp. Bất quá có hiện tại có biến số, hoặc là ma thần ý thức cắn nuốt cái này kêu Lạc Dương ý thức, hoặc là một loại khác khả năng Lạc Dương cắn nuốt dung hợp ma thần ý thức. Nhưng thật ra có ý tứ, tiên ma cùng thể, này nhưng còn không phải là nửa ma nửa tiên sao. Thần ma điều nói, Dương Nghị Vân nghe có chút mơ hồ.
nhưng cũng có thể lý giải đại khái, lòng còn sợ hãi nhìn huyết quan trong vòng nữ tử, hoặc là nói Lạc Dương, hỏi lại thần ma điểu nói, kia nàng vừa rồi là tình huống như thế nào, hiện tại lại là tình huống như thế nào. Thần ma điểu mở miệng nói, vừa rồi hiển nhiên là ma thần ý thức chiếm cứ chủ đạo, cho nên mới sẽ bạo nộ dựng lên, tiểu tử ngươi là đánh gãy ma thần dung hợp đầu sỏ gây tội, nàng đối với ngươi có hận ý, về sau cẩn thận một chút, ha ha. Nói xong lời cuối cùng thần ma điểu vui sướng khi người gặp họa. Tạp mao điểu nói rõ ràng, người có ý tứ gì? Dương Nghị Vân trong lòng có chút phát mao. Ý tứ là, hiện tại nàng trong cơ thể có hai cái ý thức, một cái là kêu Lạc Dương cái này tiên nhân chính mình ý thức, một cái khác là ma thần ý thức, hai cái ý thức ở trong cơ thể là lẫn nhau tranh đoạt thân thể trạng thái. Ai ý thức cường đại, ai liền sẽ chủ đạo thân thể, phía trước thực rõ ràng là ma thần ý thức. Nhưng hiện tại hẳn là tiên nhân Lạc Dương ý thức, người nhìn xem nàng ánh mắt khôi phục bình thường, chính là dấu hiệu. Ngày sau tùy thời đều có khả năng sẽ chuyển hóa thành ma thần, cho nên lão tử nhắc nhở ngươi cái nhược kê cẩn thận, ma thần ý thức một mặt đối với ngươi chính là ghi hận thượng, một thanh tỉnh liền sẽ giết ngươi, một cái ma thần muốn giết ngươi tiểu tử, cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm, ha ha. Thần ma điểu nói cuối cùng liền nhịn không được cười to. Tựa hồ đối Dương Nghị Vân bị ngược có nguy hiểm nó sẽ thực vui vẻ. Nhưng là Dương Mẫu Nhân nghe Tạp Mao Điểu nói chuyện, lại là trong lòng thật lạnh thật lạnh. Cả giận, Tạp Mao Điểu ngươi cấp lão tử nghĩ cách, ta mẹ nó đã chết, đối với ngươi có chỗ tốt gì, bất quá không đúng a, lão tử hiện tại đem hắn ma thần ý thức diệt không phải được rồi. Ha ha, thần ma điểu cười lạnh, ngươi cái nhược kê cho rằng ma thần ý thức là như vậy hảo diệt. Côn bằng chứng cũng chưa có thể diệt sát rớt, ngươi bằng ngươi có thể. Hơn nữa ngươi nếu là diệt ma thần ý thức. Cái này kêu Lạc Dương tiểu cô nương cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lão tử nói, nàng kết cục chỉ có một, đó chính là hai cái ý thức dung hợp. Nhưng lại chia làm là ai dung hợp ai vấn đề mà thôi, hoặc là ma thần dung hợp Lạc Dương, hoặc là Lạc Dương dung hợp ma thần, người sau nói, Lạc Dương để sống, người trước như cũ là cái chết. Tình huống hiện tại kỳ thật khá tốt, chỉ là tạm thời nàng an toàn, chỉ là lẫn nhau phân cao thấp tranh đoạt thân thể quyền thống trị mà thôi. Lại nói tiếp tiểu tử ngươi dùng côn bằng chứng chấn áp ma thần ý thức, hẳn là thương tới rồi ma thần ý thức, nếu không căn bản không đạt được cân bằng trạng thái. Tình huống của nàng chỉ có thể xem chính mình, xem thiên ý, bất luận kẻ nào đều không giúp được, nói đến cùng nàng là một người, chỉ là một bộ phận chuyển sinh mà thôi, chung quy là muốn dung hợp, ngày sau liền xem là ai có thể chủ đạo ai vấn đề. Chiếu ngươi nói như vậy, liền tính biết nàng trong cơ thể có ma thần ý thức, kia cũng quản không được. Dương Nghị Vân hỏi, thần ma điểu mở miệng nói, chính là như vậy cái ý tứ, bất quá có một chút nhắc nhở ngươi, ma thần ý thức hiện tại tràn ngập oán hận, phi thường nguy hiểm, chung quy là chủ ý thức, tiểu tử ngươi nếu muốn trợ giúp Lạc Dương, liền phải đem nàng mang theo trên người nhìn. Nếu là làm nàng chạy trốn, đến lúc đó tuyệt đối là Lạc Dương bị ma thần ý thức dung hợp cắn nuốt, mà ngươi nếu là đem nàng mang theo trên người nói, ngươi trong tay có côn bằng chứng chấn áp ma thần ý thức, ngược lại là có thể chấn áp ma thần. Do đó là có thể trợ giúp đến Lạc Dương, thời gian dài, Lạc Dương tất nhiên có thể phản cắn nuốt dung hợp ma thần ý thức, đến lúc đó nàng chính là chủ đạo. Cái gì, làm ta đem nàng mang theo trên người coi chừng, người có lầm hay không, vạn nhất nàng ma thần một mặt bùng nổ, một chút đem ta cấp diệt đâu. Dương Nghị Vân thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Lão tử không phải nói sao, tiểu tử ngươi trên người có côn bằng chứng, chính là ma thần khắc tinh, có thể trấn áp ma thần, ngươi lo lắng cái rắm. Nhiều nhất chính là chịu điểm kinh hách mà thôi, không có gì ghê gớm. Có một tôn ma thần tại bên người, đối với người tiểu tử tới nói có lẽ không phải chuyện xấu, có làm hay không xem chính ngươi đi, hiện tại xem ra trong thiên hạ cũng chỉ có tiểu tử ngươi có thể giúp Lạc Dương, cho nên lão tử mới cảm thấy có ý tứ, ha ha. Thần ma điểu cười to nói. Nghe thần ma điểu nói xong Dương Nghị Vân trợn mắt há hốc mồm, giống như không lựa chọn, hắn cho chính mình đào một cái hố to a. Sơ tâm chính là vì nhị sư huynh tới tìm hắn đổ đệ Lạc Dương, hiện tại là tìm được rồi, nhưng ai biết Lạc Dương cư nhiên là cái ma thần xoay người giả. Cầu huyết chính là, Lạc Dương hiện tại là hai cái ý thức thể, hắn nếu là không hỗ trợ, đến cuối cùng Lạc Dương vẫn là chết. Bị ma thần ý thức cắn nuốt. Hắn nếu là hỗ trợ, Lạc Dương ý thức liền có khả năng cắn nuốt ma thần ý thức, xưng là chủ đạo. Cũng tương đương là biến tướng cứu Lạc Dương. Này mẹ nó chuyện gì a? Cứu đi, Lạc Dương giống như là một viên tùy thời tùy chỗ muốn hắn mệnh bom. Không cứu đi, nhìn Lạc Dương bị ma thần ý thức chủ đạo,
cùng cấp sát nàng, vi phạm sơ tâm. Tựa hồ hắn không lựa chọn. Rõ ràng mạo hiểm có thể cứu tắc không cứu, chính là thấy chết mà không cứu. Ngày sau thấy nhị sư huynh càng không hảo công đạo. Thở dài một tiếng, Dương Nghị Vân nhâm mệnh, hắn không lựa chọn. Tự nhiên muốn cứu, trợ giúp Lạc Dương dung hợp ma thần ý thức. Lạc Dương đại nhân! Lạc Dương đại nhân! Liền ở Dương Nghị Vân ngây người hết sức, Đinh Hòa Bình bốn người tiến lên tới rồi huyết quan kêu to Lạc Dương. Vừa rồi bùng nổ nào một chút, Đinh Hòa Bình đám người cũng hoảng sợ, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến tất nhiên hung hiểm. Mà Dương Nghị Vân còn lại là từ đầu đến cuối không nói cho Đinh Hòa Bình đám người hiện tại Lạc Dương tình huống. Lúc này hắn cảm thấy hẳn là nói cho Đinh Hòa Bình đám người, muốn cho bọn họ phóng điểm Lạc Dương, rốt cuộc quỷ biết, Lạc Dương tại hạ một khắc có thể hay không ma thần ý thức bùng nổ, một cái làm không dễ giết mọi người. Hắn có côn bằng chứng ở cũng muốn thời thời khắc khắc cảnh giác phòng bị, huống chi Đinh Hòa Bình đám người. Huyết quan trong vòng Lạc Dương tựa hồ tư duy có chút tan rã, còn ở khôi phục chung, thần ma điểu cũng ra tiếng trước không cần quấy dày, nhiên nàng chính mình khôi phục một chút tự nhiên liền hảo. Dương Nghị Vân đánh gãy Đinh Hòa Bình đám người, thừa dịp thời gian này, đem về Lạc Dương với ma thần ý thức sự tình giảng thuật cho mọi người nghe. Đương nhiên về côn bằng chứng này một vòng, Dương Nghị Vân một câu mang quá, cũng không có tính toán cấp tô bọn họ côn bằng việc. Dù sao côn bằng chứng bọn họ cũng chưa chắc nhận thức, đây là trọng điểm, biết đến người càng ít càng tốt, việc giảng thuật Lạc Dương sự tình. Mọi người sau khi nghe xong, cũng là thổn thức không thôi. Bất quá Dương Nghị Vân đáp ứng trợ giúp Lạc Dương sau, Đinh Hòa Bình đám người cũng yên tâm. Chờ nói xong sau, một cái có chút nhu nhược nhưng thanh như hoàng linh điểu giống nhau dễ nghe thanh âm cũng ngay sau đó vang lên nói, cảm ơn. Ngắn ngủn hai chữ, lại là nghe vào trong tai làm người xương cốt đều tô ba phần, dễ nghe khẩn. Nháy mắt mọi người quay đầu lại nhìn lại là không phát hiện, không biết khi nào Lạc Dương đã từ huyết quan trong vòng ra tới, đứng ở đại gia phía sau. Dương Nghị Vân vừa thấy Lạc Dương ánh mắt nhìn chằm chằm chính là hắn, hiển nhiên câu này cảm ơn là đối hắn giảng. Hơn nữa nhìn qua nàng đã biết sở hữu sự tình. Đối này Dương Nghị Vân sửng sốt, phản ứng lại đây sau vội vàng nói, không cần khách khí, ta cũng là luyện tạo tiên minh một phần tử, đây là nên làm, hơn nữa chúng ta chi gian có lẽ có sâu xa, cái này sau đó ta sẽ xác minh, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào. Nghe thế thanh cảm ơn, Dương mỗ nhân cảm giác mạo hiểm cũng đáng. Cùng trong tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Dương Nghị Vân trong tưởng tượng Lạc Dương hẳn là cao ngạo khí chất cái loại này loại hình, rốt cuộc phía trước nghe Đinh Hòa Bình bọn họ nói Lạc Dương là tiên quân trình tự cao thủ. Hiện tại xem ra, Lạc Dương tính tình tựa hồ so với hắn tưởng muốn ôn nhu nhiều. Bất quá Dương Nghị Vân nhìn không thấu Lạc Dương tu vi cảnh giới, cũng không biết nàng trong cơ thể dung hợp ma thần ý thức hoặc là nói ở chỗ này đã trải qua cái gì, tu vi hẳn là không ngừng là tiên quân chi cảnh, nhìn không thấu cũng bình thường. Đương nhiên hiện tại vấn đề này không phải trọng điểm là Lạc Dương trong cơ thể ma thần ý thức, chính là cái bom. Nhất thể trong vòng hai cái ý thức, một cái tiên, một cái ma, hơn nữa vẫn là ma thần. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nhớ tới năm đó Lục Tuyết Hy cùng Lục Vũ Thư tỉ muội. Hắn năm đó đụng tới Lục gia tỉ muội thời điểm, Lục gia tỉ muội chính là nhất thể cùng chung tình huống, chẳng qua là tỉ tỉ Lục Tuyết Hy dùng muội muội Lục Vũ Thư thân thể. Nhưng là nhân gia tỉ muội trên cơ bản là hài hòa. Hơn nữa chung quy, Lục Tuyết Hy thành tựu Nguyên Anh lúc sau, đi rồi tán tiên chi đạo, tổ sau kết cục là hoàn mỹ. Lại nói tiếp cùng hiện tại Lạc Dương tương tự, nhưng lại có bản chất khác nhau. Lạc Dương tình huống càng vì phức tạp, nàng nói đến cùng là một cái chủ đề chia làm hai phân, chung quy là nhất thể, nhưng lại có hai cái ý thức, dựa theo thần ma điểu cách nói cuối cùng là muốn dung hợp. Hiện tại liền xem là Lạc Dương ý thức cắn nuốt dung hợp ma thần ý thức. Vẫn là ma thần ý thức cắn nuốt dung hợp Lạc Dương ý thức. Hơn nữa ở cái này trong lúc, chưa chừng nàng trong cơ thể ma thần ý thức sẽ khi nào nhảy ra. Cho nên nói giống như là một viên bom hẹn giờ, ai cũng không biết Lạc Dương tại hạ một khắc có thể hay không bị ma thần ý thức chủ đạo lúc sau tạc mao. Nếu không phải lần này ma thần ý thức bị hắn dùng côn bằng chứng cấp đánh gãy bị thương nặng, khả năng Lạc Dương đã sớm bị cắn nuốt. Xuất hiện ở trước mặt mọi người sẽ là khoác Lạc Dương túi ra một tôn ma thần. Đúng là bởi vì ma thần ý thức bị hắn bị thương nặng, cho nên dựa theo thần ma điểu cách nói, Lạc Dương hiện tại có cơ hội cùng ma thần ý thức tranh đấu, liền xem nàng vận khí thế nào. Lúc này Lạc Dương xem như đổi qua kính, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối với Dương Nghị Vân nói ra một câu cảm tạ,
Dương Nghị Vân tự nhiên biết nàng đã minh bạch chính mình trên người phát sinh sự. Cũng không cần thiết lại đi dò hỏi cái gì, trước mắt nhất quan trọng chính là, trước rời đi nơi này lại nói, giờ phút này tinh tú đại trận bị hắn phá lúc sau, này một phương không gian tùy thời đều có khả năng sụp đổ rớt. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân đối Lạc Dương cười cười nói, trước không khách khí, nơi này không gian sắp sụp đổ, chúng ta trước sau khi ra ngoài lại ôn chuyện, người có biết như thế nào đi ra ngoài. Dương Nghị Vân cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi Lạc Dương. Ân Lạc Dương gật gật đầu tỏ vẻ biết, ngay sau đó một lóng tay huyết quan nói, đại gia tùy ta tiến vào huyết quan, đến lúc đó tự nhiên có thể rời đi nơi này. Huyết quan, Dương Nghị Vân nhíu mày có chút nghi hoặc, dựa theo thần ma điểu cách nói, này khẩu huyết quan cũng không phải là cái gì vật cát tường, đây là ma thần ý thức đồ vật, nếu là mọi người đều chui vào đi, có thể hay không xảy ra chuyện. Phải biết rằng Lạc Dương trong cơ thể ma thần ý thức, tùy thời đều khả năng thức tỉnh chiếm cứ Lạc Dương thân thể, đến lúc đó ở huyết quan trong vòng, nhưng chính là ma thần ý thức sân nhà, ai có thể ngăn cản ma thần ý thức. Dương Nghị Vân không tự tin. Tựa hồ nhìn ra Dương Nghị Vân lo lắng, Lạc Dương mềm nhẹ tiếng động mở miệng nói, này khẩu huyết quan trong vòng có khác một phương càn khôn biến hóa, thả có thể phòng ngự không gian vặn vẹo, đại gia không cần lo lắng. Nghe Lạc Dương nói chuyện, Dương Nghị Vân rất muốn nói một câu, ta lo lắng không phải cái này, ta lo lắng chính là ngươi trong cơ thể ma thần ý thức. Nhưng là ngẫm lại ma thần ý thức vừa mới bị hắn dùng côn bằng chứng chấn áp quá, nghĩ đến hẳn là không thể nhanh như vậy thức tỉnh. Còn nữa chỉ cần trong tay hắn có côn bằng chứng ở, sẽ không sợ ma thần ý thức quấy rối. Hơn nữa Lạc Dương nói chuyện là ở ôn nhu, nghe hắn nói lời nói luôn là sẽ làm người xương cốt mềm mại ba phần, Dương Mỗ Nhân dứt khoát nghĩ tín nhiệm Lạc Dương một hồi, dù sao có côn bằng chứng ở, kỳ thật đảo cũng không có gì. Thần ma điểu nói qua, đường đi ra ngoài, tất nhiên với huyết quan có căn hệ. Ngẫm lại sau vừa muốn đối mọi người nói đều nhập huyết quan, ai biết lúc này, này một phương không gian bỗng nhiên một trận run rẩy. Ầm ầm ầm, không hảo không gian bắt đầu hỏng mất. Cái này hảo cũng không có mặt khác lựa chọn, Dương Nghị Vân lớn tiếng nói, đại gia tiến vào huyết quan. Lạc Dương vung tay lên huyết quan vầng sáng lập lòe một chút, mặt ngoài những cái đó phủ văn lập lòe dựng lên. Ngay sau đó tất cả mọi người bay vào tiến vào huyết quan. Đi vào lúc sau, quả nhiên cùng Lạc Dương giảng thuật giống nhau, đảo thật là bên trong có trời đất khác. Phía trước từ bên ngoài xem, bên trong không có gì kỳ lạ chỗ, chính là một ngụm có thể nằm xuống một người quan tài mà thôi. Nhưng là đương mọi người nhảy vào tới sau, lúc này mới phát hiện có không gian chi lực ở bên trong không gian rất lớn, mọi người xuất hiện ở một cái đại điện bên trong. Tất cả gia cụ từ từ đều đầy đủ hết. Mọi người đều tùy tiện ngồi đi, ta phát động huyết quan chi lực, có thể nhảy lên không gian xuyên qua, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể đi ra ngoài. Lạc Dương tiếp đón mọi người nhập tòa. Dù sao bên trong đại điện không gian 200-300 bình bộ dáng, vậy là đủ rồi. Đương Lạc Dương dứt lời lúc sau, tay véo pháp quyết dựng lên. Ngay sau đó Dương Nghị Vân chỉ nghe được một tiếng nổ vang, nghĩ đến hẳn là Lạc Dương đắp lên quan cái. Ngay sau đó hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong đại điện vô hình chung có lực lượng nào đó ở bay nhanh vận chuyển dựng lên. Phỏng đoán khả năng chính là Lạc Dương ở thúc dục huyết quan không gian xuyên qua chi lực, đang ở từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng thật ra không biết từ nơi này sau khi ra ngoài, có thể tới nơi nào. Có phải hay không còn ở Tiên Đan Thành? Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hiện tại cũng vào được, không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng Lạc Dương. Bất quá Dương Nghị Vân vẫn là muốn phòng bị Lạc Dương, hoặc là nói muốn phòng bị ma thần ý thức. Cho nên hắn cố ý vô tình đứng ở Tuyết Hương bên người, mang theo Tuyết Hương ở chắn mọi người trước người, nếu là cảm giác không đối tùy thời sẽ đem côn bằng chứng cái này ma thần ý thức khắc tinh cấp lấy ra tới. Giờ phút này Lạc Dương nơi ở. Nội thất đại điện chính phía trước một chỗ khắc họa đầy rất nhiều phù văn địa phương, theo nàng tay quyết không ngừng đánh ra đi, phù văn phía trên hoặc là nói trong không khí đều có rẽ dòng khí vận chuyển. Lúc này Dương Nghị Vân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Lạc Dương là nghiêm túc ở làm đại gia hướng đi ra ngoài đi. Chỉ cần hắn không hóa thân ma thần, cái gì cũng tốt làm. Những người khác hiện tại cũng biết Lạc Dương trên người là cái tình huống như thế nào, dù sao rất nguy hiểm. Đều cố ý vô tình cùng Lạc Dương kéo ra một ít khoảng cách. Như lúc này gian kỳ thật cũng không có liên tục bao lâu, lại thấy Lạc Dương thu tay lại. Ngay sau đó tất cả mọi người cảm giác nói đại điện vì này chấn động. Dương Nghị Vân có chút khẩn trương nhìn Lạc Dương.
Ngay sau đó lại thấy Lạc Dương cười cười, mềm nhẹ mở miệng nói, đã hoàn thành một lần không gian xuyên qua, nếu không ra ngoài ý muốn, chúng ta hẳn là đã trả lời tiên đan thành, hiện tại có thể đi ra ngoài. Nghe được Lạc Dương nói như thế, tất cả mọi người là vui vẻ, cửu tử nhất sinh, rốt cuộc về tới tiên đan thành, đều cao hứng. Bất quá Dương Nghị Vân nghe Lạc Dương nói chuyện lại là có chút nhíu mày, nghe Lạc Dương ý tứ, tựa hồ xuất hiện ở địa phương nào còn không thể xác định, không nghe nàng nói không nên lời ngoài ý muốn nói liền về tới tiên đan thành. Kia nếu xuất hiện ngoài ý muốn đâu? Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi Lạc Dương nói, ngươi, không có biện pháp khống chế này khẩu huyết quan sao? Chuẩn xác mà nói tới, này khẩu huyết quan không phải ta, là ta ma thần ý thức, ta cũng không có dung hợp nàng ý thức, chỉ là biết một chút huyết quan mở ra vận dụng phương pháp, cho nên thật đúng là không xác định. Hơn nữa tinh tú đại trận hỏng mất, trình độ nhất định thượng là ảnh hưởng huyết quan không gian xuyên qua, cho nên ta cũng không thể xác định chúng ta lúc này có phải hay không về tới tiên đan thành, đương nhiên đại gia cũng không cần kinh hoàng, tuy rằng không thể xác định có phải hay không trở lại tiên đan thành. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, chúng ta tuyệt đối về tới tiên giới, đợi lát nữa đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết, các ngươi đều đứng ở cái này trận pháp đi lên, ta đưa đại gia đi ra ngoài. Lạc Dương nói chuyện như cũng nhu nhược, giống như là một cái nhu nhược nữ tử, kiêu ngạo tích tích đến làm người nhìn không được tưởng yêu thương nàng, cũng đúng là như thế, làm Dương Nghị Vân trong lòng an ổn không ít, ít nhất hiện tại nàng là Lạc Dương, không phải ma thần ý thức. Ong! Lạc Dương dứt lời lúc sau. Đại điện trung trận pháp ong một tiếng, lại là có vầng sáng chiếu rọi xuống tới. Bảo Thuận Quang tương đối sốt ruột, một bước bước vào trận pháp ngẩng đầu nhìn lại, kinh hỉ nói, oa ha, quả nhiên trở lại tiên đan thành, ta tiên thức có thể sử dụng quan sát đến bên ngoài, chúng ta liền ở tiên đan thành, ha ha, rốt cuộc ra tới, Lạc Dương đại nhân mau mau đưa ta đi ra ngoài. Chờ một lát, đại gia cùng nhau đứng ở trận pháp phía trên cùng nhau đi ra ngoài đó là... Lạc Dương ôn nhu nói chuyện mang theo ý cười. Những người khác nghe vậy đều đứng ở trận pháp thượng, quả nhiên tiên thức lực có thể sử dụng, phát hiện thật sự về tới tiên đan thành, hơn nữa đúng là lúc trước bọn họ tiến vào ma thành cái kia hẻm núi. Dương Nghị Vân nghe được mọi người nói chuyện, cũng rốt cuộc yên tâm, cùng Tuyết Hương hai người bước vào trận pháp, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiên thất lực quả thực có thể phóng xuất ra đi nhìn đến bên ngoài, thật là lúc trước cái kia hẻm núi, cái này cuối cùng yên tâm. Bất quá không có người phát hiện, liền vào giờ phút này, Lạc Dương khóe miệng lại là hơi hơi dơ lên dựng lên, trong mắt một mạt màu đỏ đậm chợt lóe rồi biến mất. Không có người phát hiện Lạc Dương trên mặt quỷ dị cười, bởi vì đại gia cửu tử nhất sinh rốt cuộc từ ma thành ra tới, lúc này vừa thấy bên ngoài là tiên đan thành, một lòng đã sớm bay đi ra ngoài. Ngay cả Dương Nghị Vân cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó liền nghe được Lạc Dương nói, chuẩn bị đưa đại gia đi ra ngoài. Bên trong đại điện trận pháp thượng vầng sáng lập lòe dựng lên. Vèo vèo vèo. Một đám biến mất ở trận pháp thượng, hiển nhiên đều đi ra ngoài. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân vừa thấy, Lạc Dương đứng ở hắn đối diện mang theo ý cười, trận pháp phía trên người tất cả đều biến mất không thấy, chỉ có hắn còn đứng ở trận pháp thượng. Một cổ dự cảm bất hảo xuất hiện. Lạc Dương, ngươi. Dương Nghị Vân ngơ ngác nói chuyện, lại là một câu không nói xong dừng. Ứng vì hắn thấy được Lạc Dương hai mắt màu đỏ đậm chi sắc. Ngọa tào. Dương Nghị Vân nháy mắt minh bạch, Lạc Dương không biết khi nào bị ma thần ý niệm cấp chủ đạo. Thần ma điểu phía trước liền nói quá, ma thần ý thức cùng Lạc Dương chi gian tranh đấu chủ đạo thân thể quyền, là không chừng khi không có quy luật không hề dấu hiệu. Hắn vẫn luôn đều ở phòng bị Lạc Dương, hoặc là nói phòng bị Lạc Dương ma ý thức một mặt, không thể tưởng được kết quả là vẫn là không có sơ sót. Ma thần ý thức đối hắn hận ý rất lớn, thần ma điểu còn nói làm hắn cẩn thận một chút. Này mẹ nó như thế nào cẩn thận? Từ Lạc Dương thức tỉnh bắt đầu, hắn đều ở phòng bị, mãi cho đến vừa mới liền kém như vậy một chút. Chung quy là sơ sót. Nhưng, này cũng không thể trách hắn a. Phòng bị một đường, thẳng đến vừa rồi thấy được tiên đan thành hắn mới thả lỏng cảnh giác từng cái. Bất quá lại là tất cả mọi người thả lỏng cảnh giác, hắn cũng là người a. Ở ma tộc chi thành cửu tử nhất sinh, một chút thấy được tiên đan thành, đổi ai đều sẽ thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa hắn cũng không có phát hiện Lạc Dương có cái gì dị thường chỗ. Ai có thể nghĩ vậy một lát nàng cư nhiên thay đổi. Hoặc là nói nàng kỳ thật đã sớm bị ma thần ý thức cấp chủ đạo, chẳng qua ngụy trang thực hảo mà thôi. Thấy được Lạc Dương màu đỏ đậm hai mắt, Dương Nghị Vân trước tiên nghĩ đến không phải trực tiếp hướng về phía trước bay đi,
mà là lấy ra côn bằng chứng tới. Bởi vì hắn biết cái này huyết quan trong vòng không gian chính là ma thần ý thức sân nhà, đi ra ngoài môn hộ chỉ là ma thần ý thức một ý niệm là có thể đóng cửa, hắn phi không ra đi, huống chi là trận pháp môn hộ, nàng không bỏ chính mình đi ra ngoài, liền ra không được. Cùng với như thế chi bằng tự bảo vệ mình. Có côn bằng chứng tồn tại, hắn liền có khắc chế ma thần ý thức thủ đoạn. Oanh! Toàn bộ huyết quan đại điện một tiếng nổ vang, trận pháp môn hộ đóng cửa, hoặc là nói quan cái đóng cửa, tùy theo một trận run rẩy, Dương Nghị Vân cảm giác được huyết quan tựa hồ ở phi hành. Cùng thời gian bên ngoài hẻm núi, Ninh Hòa Bình đám người còn ở vào ra tới hoan hô chung. Nhưng là Tuyết Hương lại là kêu lớn lên, Vân Tử. Theo Tuyết Hương này một tiếng kêu to, mọi người lúc này mới phát hiện không thích hợp, quay đầu nhìn lại Dương Nghị Vân không ở hiện trường, mà huyết quan lại là ầm vang một chút hợp bế, ngay sau đó huyết quang chợt lóe không gian vặn vẹo một chút, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sư Tôn, Đại Tông Sư, lúc này liền tính đại gia lại bổn, cũng đều phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Tất nhiên là ma thần ý thức chủ đạo Lạc Dương, do đó trực tiếp đem Dương Nghị Vân lưu tại huyết quan trong vòng, cuối cùng trực tiếp xuyên qua không gian chạy thoát. Cái này mọi người trên mặt đại biến. Một cái ma thần mang đi Dương Nghị Vân, hơn nữa là ở ma thần ý thức chủ đạo huyết quan không gian chủ nội, này sẽ là cái gì hậu quả? Ninh Hòa Bình đám người bốn mắt nhìn nhau, thật sự là không biết như thế nào cho phải. Tuyết Hương nhìn huyết quan biến mất lại là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tức khắc hóa ra bản thể, phi thiên mà đi, nàng muốn đuổi theo huyết quan, hoặc là nói là Dương Nghị Vân, nhưng không hy vọng Dương Nghị Vân có việc. Tại đây côn bằng chứng còn ở Dương Nghị Vân trong tay, vô luận như thế nào Dương Nghị Vân đều không thể có việc, tuy rằng huyết quan là xuyên qua không gian rời đi, nhưng dựa vào cùng Dương Nghị Vân chi gian cảm ứng, Tuyết Hương có thể cảm giác nói đại khái phương vị, mặc kệ có thể hay không đuổi theo, có thể hay không tìm được, nàng đều phải đuổi theo. Sư mẫu từ từ ta, Mông Điềm cũng phản ứng lại đây, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tuyết Hương đuổi theo. Giữa sân để lại Đinh Hòa Bình, Bảo Thuận Quang, Diêu Không Nói, Hình Uyên Minh bốn người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đuổi theo. Bảo Thuận chỉ là Dương Nghị Vân người hầu, lúc này cũng sốt ruột. Nhưng lại bị Đinh Hòa Bình ngăn lại nói, lão bảo đừng có gấp, không cần mù quáng, kia huyết quan xuyên qua không gian căn bản đuổi không kịp, huống hồ Tuyết Hương cô nương cùng Mông Điềm đã đuổi theo, người cũng không cần tùy tiện hành sự, chuyện tới hiện giờ, chúng ta mau chút phản hồi Tiên Minh. Gần nhất đem Lạc Dương đại nhân việc đăng báo tổng bộ, thứ hai ta chờ binh điểm lộ, phát động Tiên Minh đệ tử, lấy Tiên Đan Thành vì trung tâm bắt đầu tìm kiếm, như thế mới là nhất thích đáng cách làm. Không tồi, ta đồng ý lão Đinh an bài. Siêu Không Nói cũng mở miệng nói chuyện. Hình Uyên Minh ánh mắt lập lòe một chút nói, lần này nhận được Dương đạo hữu chiếu cố, trở về lúc sau ta Ma Đan Điện người cũng ra một phần lực, hỗ trợ tìm kiếm. Vậy đa tạ Hình Điện chủ Đinh Hòa Bình nói lời cảm tạ. Bảo Thuận Quang cũng nghe Đinh Hòa Bình nói có đạo lý, liền gật gật đầu thúc giục nói, nếu như thế ta trở nhanh lên phản hồi Tiên Minh. Giờ phút này, huyết quan trong vòng. Dương Nghị Vân trong tay lấy ra côn bằng chứng, cùng Lạc Dương hoặc là nói Lạc Dương ma thần ý thức kéo tới khoảng cách đối cầm. Ha ha, tiểu tử thức thời thúc thủ chịu trói, bổn đại thần cho ngươi cái thống khổ. Lạc Dương hai tròng mắt trung tràn đầy màu đỏ đậm nhìn Dương Nghị Vân âm ngoan vô cùng nói chuyện. Dương Nghị Vân đâu? Nhìn ma thần ý thức một mặt Lạc Dương, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút khẩn trương, rốt cuộc hắn đối mặt chính là một tôn ma thần. Nhưng là thua người không thua trận, nghe ma thần ý thức uy hát yêu ta chi ngôn, cũng đánh bạo hừ lạnh nói, có bản lĩnh ngươi lại đây, tiểu gia ta lần này làm ngươi hồn phi phách tán. Hắn biết cái này ma đầu không đối chính mình động thủ, tất nhiên cũng là kiêng kỵ trong tay hắn côn bằng chứng, nếu không đã sớm động thủ, mà không phải ở chỗ này uy hát yêu ta hắn. Ma thần ý thức âm ngoan nói, nơi này là bổn đại thần địa bàn, chiếm cứ chủ đạo, người thật sự cho rằng trong tay cầm côn bằng chứng bổn đại thần liền nơi nào không có cách sao. Tiểu tử ngươi hư bổn đại thần chuyện tốt, này thù không đội trời chung, không giết người bổn đại thần trong lòng oán khí khó tiêu. Nói còn chưa dứt lời đã bị Dương Nghị Vân không chút khách khí đánh gãy, ta phi ngươi mẹ nó yếu hại Lạc Dương, lão tử là Lạc Dương sư thúc, há có không cứu Lạc Dương chi lý. Không lộng chết ngươi là ngươi tạo hóa. Còn dám uy hát yêu ta tiểu gia, tới a, có cái gì thủ đoạn dùng ra tới, tiểu gia ta tiếp theo. Trong tay có côn bằng chứng Dương mẫu nhân không có sợ hãi, hắn cũng cảm giác cái này ma đầu đối chính mình kiêng kỵ, hoặc là nói là đối trong tay hắn côn bằng chứng kiêng kỵ.
chậm chạp không có động thủ, ngược lại ở chỗ này không ngừng áp chế. Tiểu tử ngươi biết cái rắm, thân thể này vốn chính là bản thần chuyển sinh giả, hiện tại bổn đại thần chẳng qua là dung hợp chính mình một bộ phận mà thôi, e ngại ngươi chuyện gì. Hôm nay tiểu tử ngươi cần thiết chết, ma thần ý thức như cũ ở áp chế Dương Nghị Vân. Lúc này Dương Nghị Vân trên vai thần ma điểu nhịn không được mắng lên nói, ngươi cái nhược kê đừng nhiều lời, trong tay côn bằng chứng chính là ma đầu lớn nhất khắc tinh, liền tính là ở cái này huyết quan không gian trong vòng nàng cũng đừng nghĩ bắt ngươi thế nào. Nhưng là lão tử cảm giác tiểu tử ngươi ở như vậy kéo xuống đi, chưa chừng liền có chuyện, thực rõ ràng ma đầu ở kéo dài thời gian, đừng vô nghĩa chạy nhanh dùng côn bằng chứng đi chấn áp nàng, chờ đem nàng chấn áp, tự nhiên liền không có việc gì. Ha ha ha, thần ma điểu lần này nói chuyện nhưng không có truyền âm giao lưu, nói ra nói ma thần ý thức tự nhiên nghe được. Tức khắc ma thần ý thức cười ha ha, ngay sau đó lại là thân hình chợt lóe, biến mất ở tại chỗ, hoàn toàn không thấy thân ảnh. Nhưng nàng thanh âm lại là ở toàn bộ đại điện vang lên nói, không thể tưởng được một con chim đều có chút kiến thức, không sai, bổn đại thần thật là đối côn bằng chứng kiêng kỵ vô cùng, cũng là ở kéo dài thời gian, nếu không đã sớm diệt tiểu tử ngươi. Bất quá lúc này phản ứng lại đây, cũng đã chậm, bổn đại thần thao tác huyết quan sẽ đi một cái tiên giới hỗn loạn tiên vực, chờ tới nơi nào ha hả, tìm một chỗ ma sát nơi, huyết tế huyết quan, chắc chắn tiểu tử ngươi hóa thành bắn ra nước mủ, xưng là huyết quan một bộ phận. Còn thật sự bổn đại thần thu thập không được tiểu tử ngươi. Chê cười, đến lúc đó tiểu tử ngươi vừa chết, côn bằng chứng chính là bổn đại thần vật trong bàn tay, đến lúc đó cắn nuốt lạc dương ý thức, hấp thu luyện hóa côn bằng chứng, chính là bổn đại thần khôi phục ma thần chi khu thời gian, ha ha ha. Điên cuồng cười to dần dần biến mất không thấy. Hiển nhiên ma đầu đã ra huyết quan. Này huyết quan là ma đầu chi vật, nàng xuất huyết quan liền giống như... Dương Nghị Vân tùy ý ra vào càn khôn hổ giống nhau giống nhau. Dương Nghị Vân sắc mặt khó coi vô cùng lên, hắn chung quy là coi thường ma thần. Không nghĩ tới, cái này ma đầu mưu đồ không đơn giản là lộng chết hắn hết giận, càng là côn bằng chứng. Nói vậy luyện hóa hắn là nhân tiện, tìm một chỗ dùng huyết quan luyện hóa côn bằng chứng mới là thật. Lần này đừng ma thần ý thức tính kế thực hoàn toàn. Quả đen hiện tại làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu. Sau trộn a ngươi cái nhược kê, làm ngươi phòng bị, kết quả vẫn là cống ngầm lật thuyền. Thần ma điểu mắng. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt nói, ta mẹ nó vẫn luôn ở phòng bị, ai biết cuối cùng muốn đi ra ngoài, nàng sẽ đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa ngươi không phải cũng thấy được sao, hắn đem tất cả mọi người làm ra đi, ai có thể nghĩ đến nàng ma thần ý thức khi nào thức tỉnh chủ đạo. Lại nói tiếp Dương Nghị Vân chính mình cũng vô cùng buồn bực. Thần ma điểu tức muốn hộc máu nói. Là, ngươi là ở phòng bị, nhưng tiểu tử ngươi cuối cùng một cái lơi lỏng, nhân ra liền chờ ngươi lơi lỏng trong nháy mắt kia mà thôi cũng đủ, từ bỏ người khác đi ra ngoài làm sao vậy? Những người khác là những người khác, ngươi là ngươi, đó là vì tê mỏi ngươi mà thôi. Dương Nghị Vân đánh gãy thần ma điểu, hành hành hành, được rồi, hiện tại nói cái gì đều chậm, ngươi liền nói cho ta, này khẩu phá quan tài có thể hay không mạnh mẽ đánh vỡ đi ra ngoài. Ha ha nhược kê a. Đây là có hoàng tuyền huyết ngọc chế tạo mà thành hoàng tuyền huyết quan, không phải ngươi tưởng tầm thường tiên khí, là siêu việt cực phẩm tiên khí cấp bậc bẩm sinh bảo khí, là chí bảo, bằng ngươi hiện tại thực lực tưởng mạnh mẽ đánh vỡ huyết quan đi ra ngoài, vô tình vì thế người si nói mộng lời nói, hơn nữa ngươi không thấy được này bên trong đại điện nơi nơi là khắc văn trận pháp sao. Nếu là không ai thao tác khen ngược nói, có lẽ có thể một bác, nhưng hiện tại, hiển nhiên kia ma đầu đi ra ngoài, nàng ở thao tác huyết quan, trận pháp vận chuyển dựng lên. Uy lực cường đại không biết nhiều ít, như thế nào đánh đến phá. Thần ma điểu không chút khách khí dội nước lã. Dương Nghị Vân nhất thời chán nản, thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn biết tạp mao điểu tại đây chờ sự tình thượng là sẽ không lừa hắn, nếu tạp mao điểu nói toạc không khai vậy phá không khai. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân hỏi lại, kia, ngươi nói kia ma đầu thật có thể đem chúng ta luyện hóa. Ha ha. Nếu là đúng như ma đầu lời nói đi hỗn loạn thiên vực tìm được một chỗ ma sát nơi bảy trận thi pháp huyết tế luyện hóa, ngươi một cái nho nhỏ nhược kê hỗn nguyên nói tiên, một giây là có thể hóa thành một bãi máu loãng, hoàng tuyền huyết quan có hoàng tuyền chi lực lượng, kia chính là có thể cùng âm dương chi lực ngang hàng cùng đẳng cấp lực lượng, không phải tiểu tử ngươi hiện tại có thể lý giải. Thế gian lực lượng có ngũ hành lực lượng căn nguyên chính là âm dương chi lực, hoàng tuyền chi lực cùng một ít số ít lực lượng viễn siêu ngũ hành chi lực. Đến lúc đó đừng nói luyện hóa tiểu tử ngươi, côn bằng chứng đều đừng nghĩ an ổn.
Thần ma điều cấp Dương Nghị Vân phổ cập khoa học một phen. Dương Nghị Vân vừa nghe những lời này, nhịn không được nói, côn bằng chúng ta thu vào càn. Nói nơi này hắn đột nhiên dừng lại, đôi mắt lại là sáng. Tự nhiên là nghĩ tới càn khôn hồ. Côn bằng chứng thu vào càn khôn hồ không gian an toàn, đến lúc đó hắn cũng có thể tiến vào càn khôn hồ tránh né huyết quan luyện hóa. Liền không được, mà đầu còn có thể đem càn khôn hồ cấp luyện hóa. Đánh chết hắn đều không tin. Dương Nghị Vân một câu không nói hoàn chỉnh, chính là sợ ma đầu nghe thấy. Dù sao có càn khôn hồ ở hắn sẽ không sợ, người luyện hóa thử xem. Tiểu tử ngươi rốt cuộc phản ứng lại đây a, thần ma điều trêu ghẹo một tiếng. Đích xác càn khôn hồ chính là tốt nhất ô dù. Đi, chúng ta hiện tại liền tiến vào càn khôn hồ không gian, tiểu gia đảo muốn nhìn kia ma đầu như thế nào luyện hóa tiểu gia. Hắc hắc, Dương mẫu nhân lời nói đến cuối cùng nở nụ cười, đương nhiên cái này cùng thần ma điều là truyền âm giao lưu. Từ từ, sốt ruột cái gì, hiện tại còn không phải tiến vào càn khôn hồ thời điểm, kia ma đầu tất nhiên ở giám thị nơi đây. Chờ nàng thi pháp huyết tế thời điểm, tiểu tử ngươi ở tiến vào càn khôn hồ tránh né, đến lúc đó ma đầu thi pháp tất nhiên hao phí lực lượng, tiểu tử ngươi liền có phiên bản thu thập nàng cơ hội, hiểu sao? Thần ma điều truyền âm dặn dò. Dương Nghị Vân âm chắc chắc cười truyền âm nói, hắc hắc, vẫn là ngươi cái tạp mau điều suy xét chu đáo, hành, nghe ngươi, đến lúc đó ta muốn cho ma đầu nghĩ lầm ta đã chết, chờ hắn tiến vào thời điểm, nhất cử trấn áp nàng. So sánh với đến lúc đó nàng sắc mặt nhất định sẽ thực xuất sắc. Theo sau một người một chim, lầm nhầm bắt đầu thương nghị như thế nào trái lại hố một phen ma đầu việc. Ở huyết quan trong vòng thời gian là dài dòng, Dương Nghị Vân có càn khôn hồ tồn tại, trong lòng có nắm chắc, cũng không nóng nảy, đơn giản ngồi xuống bắt đầu đả tọa. Hắn cũng không biết khi nào mới có thể bắt đầu. Nghĩ đến đi hướng cái gì hỗn loạn tiên vực muốn thời gian rất lâu. Dù sao cũng ra không được. Vậy kiên nhẫn chờ đó là. Đối tiên giới Dương Nghị Vân tuy rằng tới đã thời gian rất lâu, nhưng thật đúng là không đi qua nhiều ít địa phương. Phía trước ma đầu nói muốn đi cái gì hỗn loạn tiên vực, cái này địa phương vừa nghe liền không phải cái gì thiện mà, Dương Nghị Vân cũng biết, hỏi thần ma điều nói, quả đen người biết hỗn loạn tiên vực là địa phương nào sao? Muốn nói địa phương khác lão tử thật đúng là không nhất định biết, nhưng tiên giới hỗn loạn tiên vực chính là đại danh đỉnh đỉnh. Là cái đi ra ngoài rèn luyện quá tiên nhân đều biết, chỉ có ngươi như vậy không ra quá môn nhược kê không biết. Thần ma điều như cũng ngoài miệng tổn hại Dương Nghị Vân, ngay sau đó tiếp tục nói, nhớ không rõ đã bao lâu, lão tử cùng ngươi cái kia lão hỗn đản sư phụ trời cao tà đi qua một lần hỗn loạn tiên vực, kia địa phương nói như thế nào đâu, xem như tiên giới duy nhất một cái không hợp pháp nơi, không có quy củ tồn tại, nhưng lại nơi trốn là quy củ địa phương. Đinh đinh đinh, hảo hảo nói chuyện. Lần sau nói chuyện đừng mẹ nó mang lên nhà ta lão nhân, nếu không đừng trách tiểu gia nhổ sạch ngươi mau, còn có cái gì kêu không có quy củ, nhưng nơi trốn lại là quy củ. Này không phải tự mâu thuẫn sao? Dương Nghị Vân đánh gãy thần ma điều trừng mắt nó nói. Thiết, ở lão tử trong mắt trời cao tà chính là lão hỗn. Thần ma điều nói nơi này thời điểm, Dương Nghị Vân nâng lên tay tức khắc ngậm miệng lại. Đều cho ngươi cái tạp mau điều nói, lão nhân chỉ có ta có thể mắng, ngươi không được. Dương Nghị Vân cắn răng nhìn chằm chằm thần ma điều. Hành, lão tử cho ngươi cái mặt mũi. Thần ma điều thật đúng là sợ Dương Nghị Vân cái này nhược kê nhổ sạch nó lông chim. Tiếp tục nói, tiểu gia ta nghe. Dương Nghị Vân ý bảo thần ma điều hảo hảo nói chuyện. Thần ma điều ho khan một chút lúc này mới nói, sở dĩ nói, hỗn loạn tiên vực là không quy củ, nhưng lại nơi trốn tồn tại quy củ, là bởi vì. Nói như thế nào đâu, kia địa phương đi, một câu long ngư hỗn tạp. Có tội ác tài trời tiên nhân, chính là những cái đó bị tiên giới tiên môn đưa ra môn, hoặc là đắc tội đại thế từ bỏ mạng đồ đệ, càng có ma tộc tồn tại, còn có quỷ tiên, yêu tiên chờ, thậm chí là một ít mặt khác cường đại sinh linh tông tộc đều sẽ ở hỗn loạn tiên vực nhìn đến. Hỗn loạn tiên vực kia địa phương đi, phi thường đại, khả năng mặt khác tiên giới tiên vực sẽ có vài tòa, mấy chục tòa, mấy trăm tòa, mấy ngàn thượng vạn, thậm chí càng nhiều tiên sơn tồn tại, mà hợp thành một tòa tiên vực. Nhưng hỗn loạn lĩnh vực tắc bất đồng, đó chính là một tòa tiên sơn, nhưng lại là được xưng toàn bộ tiên giới lớn nhất tiên sơn, một ngọn núi được xưng một tòa tiên vực, người có thể nghĩ, này tòa tiên sơn có bao nhiêu đại. Không có cái nào tiên nhân có thể nói đến rõ ràng, hỗn loạn tiên vực đến tột cùng có bao nhiêu đại, nhưng lại đích đích xác xác là một cái tàng ô nạp cấu nơi, sinh linh chủng tộc thế lực tổ chức ở tiên giới là nhiều nhất, thiên kỳ bách quái sinh linh đều tồn tại.
Ở nơi nào đi vào chính là Tiên Vương Tiên Yến Thành không dám dễ dàng lỗ mãng, ở nơi nào ngươi có đôi khi cũng có thể tùy tiện giết người cướp của, đương nhiên tiền đề là ngươi đến có thực lực giết người, càng đến có thực lực sống sót. Có thực lực ngươi có thể ở nơi nào xưng vương xưng bá, vô pháp vô thiên, không ai quản ngươi, không ai sẽ để ý ngươi là tu tiên vẫn là tu ma, nơi nào là thiên đường, cũng là địa ngục, hỗn loạn tiên vực cũng bị xưng là tiên giới lớn nhất ngầm chợ đen. Liên tính là tiên giới một ít siêu cấp thế lực, cũng sẽ đi nơi nào đào bảo. Bởi vì hỗn loạn tiên vực có thiên kỳ bách quái chủng tộc sinh linh, cũng tự nhiên sẽ có thiên kỳ bách quái thiên tài địa bảo, tiên giới bên trong chỉ cần là ngươi có thể nói ra tên gọi thiên tài địa bảo, ở hỗn loạn tiên vực đều có thể tìm được. Hỗn loạn tiên vực không có chân chính người thống trị, thế lực tổ chức quá hỗn độn, không ai có thể chân chính thống trị xuống dưới, từng có nghe đồn. Có một vị phong hào tiên đế đi hỗn loạn tiên vực muốn đi thống trị hỗn loạn tiên vực, tưởng trở thành nơi nào đế vương, kết quả hắn đã chết, nhưng người đoán hắn là chết như thế nào? Nói nơi này thần ma điểu mua cái nút, dừng lại hỏi Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân thuận miệng nói, tự nhiên là bị cùng cấp bậc tiên đế cấp giết chết, hoặc là đừng một vị khác phong hào tiên đế cấp giết bái, còn có thể chết như thế nào? Tiên đế cấp bậc, vẫn là phong hào tiên đế. Đó chính là tiên đế trung cường đại nhất tồn tại, ai có thể dễ dàng giết chết, liền tính là cùng cấp bậc vây công sợ cũng không dễ dàng giết chết một vị phong hào tiên đế đi. Thần ma điểu cười nói, ha ha, tiểu tử, nếu ta nói cho ngươi vị nào phong hào tiên đế là bị một cái danh không thấy truyền, thậm chí chỉ là nho nhỏ hỗn nguyên nói tiên giết chết ngươi tin sao? Dương Nghị Vân trừng lớn đôi mắt, vui đùa cái gì vậy? Hỗn nguyên nói tiên sát phong hào tiên đế, sao có thể? Đối này Dương Nghị Vân tự nhiên là không tin. Thần ma điểu hắc hắc cười nói, nếu ở tiên giới mặt khác bất luận cái gì địa phương một cái hỗn nguyên nói tiên muốn giết một cái phong hào tiên đế, đó là người si nói mộng, nhưng là ở hỗn loạn tiên vực quá bình thường, sát vị nào phong hào tiên đế hỗn nguyên nói tiên, chỉ dùng nhất chiêu, trực tiếp nháy mắt hạ gục vị nào phong hào tiên đế. Không có khả năng đi, Dương Nghị Vân có chút không tin, nhưng hắn biết thần ma điểu nếu nói như vậy, đó chính là thật sự. Không cần thiết trêu ghẹo hắn. Quả nhiên chỉ nghe thần ma điểu tiếp tục nói, hỗn loạn tiên vực lịch sử rất sớm, sớm đến tiên giới ra đời, là một mảnh thần kỳ đại địa, bởi vì hỗn loạn tiên vực đến nay còn có hồng hoang nhất tộc tồn tại. Mà vị kia chém giết phong hào tiên đế hỗn nguyên nói tiên, nghe đồn chính là hồng hoang nhất tộc xuất thân, hồng hoang A, đó là thời đại, là tồn tại thần ma thời đại, hồng hoang đại địa ở hỗn loạn tiên vực có thể tìm được di tích. Cho nên nói a, hỗn nguyên nói tiên sát một cái phong hào tiên đế chẳng có gì lạ. Ở hỗn loạn tiên vực còn có rất nhiều thần kỳ thần bí tu luyện giả tồn tại, có rất nhiều thần kỳ chi khí, tràn ngập tiên khí địa vực, tràn ngập ma khí âm sát nơi, khí độc nơi từ, cho nên nói hỗn loạn tiên vực đó là một mảnh thần kỳ địa phương. Nhưng cũng là tùy thời có thể vứt bỏ tánh mạng địa phương, ngươi nhỏ yếu xứng đáng bị người sát, không ai quản ngươi, ngươi cường đại tưởng xưng vương xưng bá, ha ha. Không chừng sẽ nhảy ra một cái nhược kê nhất chiêu nháy mắt hạ gục ngươi. Tiên giới các thế lực lớn thậm chí là cửu trọng thiên kia địa phương người cũng không mấy cái dám đi lây dính hỗn loạn thiên vực, nơi nào loạn, vô pháp vô thiên, nhưng thả vô hình chung lại có quy củ có trật tự tồn tại. Ma đầu nói là mang chúng ta đi hỗn loạn thiên vực tìm cái âm sát nơi huyết tế huyết quan luyện hóa ngươi, thực dễ dàng, nhưng nghĩ đến ma đầu ở không có dung hợp lạc dương ý thức phía trước, cũng là không nghĩ bị luyện tạo tiên minh người theo dõi. Cho nên đi hỗn loạn tiên vực nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn, rốt cuộc nơi nào là tàng ô nạp cấu nơi, ngọa hổ tàng long, cũng là một cái tốt nhất che giấu nơi. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói xong, cũng lâm vào trầm tư chung, nghe tới cái này hỗn loạn tiên vực thật là cái vô cùng nguy hiểm địa phương, nhưng mặt khác cũng là một cái tràn ngập vô hạn khả năng địa phương. Chủng tộc tu sĩ sinh linh ở chỗ này rất nhiều thực toàn diện, là cái vô pháp nơi không sai, lại cũng từ mặt bên thuyết minh. Nơi này cũng sẽ là một cái kỳ tích nơi, được xưng toàn bộ tiên giới lớn nhất chợ đen, điểm này với hắn mà nói là cái hảo địa phương. Trong tay kỳ quân đan đạo còn có cuối cùng một loại Mỹ kim hỗn nguyên tiên đan đang lo không tin tức tìm tiên dược, nếu đúng như thần ma điểu lời nói, như vậy hắn sở yêu cầu tiên dược tài liệu nên có thể từ hỗn loạn tiên vực chợ đen thượng tìm được. Đương nhiên vấn đề này hiện tại với hắn mà nói hơi sớm, tiền đề là hắn đầu tiên nếu có thể từ ma thần ý thức một mặt lạc dương trong tay chạy đi mới được. Cũng không biết từ tiên đan thành phương hướng xuất phát, đi trước hỗn loạn tiên vực đến tột cùng có bao xa, Dương Nghị Vân không có cố tình đi tính qua thời gian, khá vậy cảm giác đi qua mấy tháng lâu. Tóm lại hắn liền phát hiện huyết quan vẫn luôn ở động, cũng liền mặt ngoài,
bọn họ vẫn luôn đều ở lên đường chung. Còn không biết khi nào có thể tới hỗn loạn tiên vực, càng không biết, đến lúc đó hắn trốn vào càn khôn hồ, có thể hay không phá ma thần ý thức cục. Dương Nghị Vân có cảm, từ giờ trở đi hắn tu hành chi lộ, sẽ tràn ngập không biết biến số, hoặc là xong đời, hoặc là... Dù sao ra không được, cũng không có biện pháp cởi bỏ lập tức vây, càng không biết khi nào mới có thể xuất hiện chuyển cơ. Dương Nghị Vân đơn giản ngồi ở huyết quan đại điện Trung Hòa thần ma điều tiếp tục lưu có quản hỗn loạn tiên vực sự. Với hắn mà nói nhiều hiểu biết một chút, tự nhiên là có chỗ lợi, liền tính là hiện tại không thể đi ra ngoài, nhưng không đại biểu hắn sẽ vĩnh viễn ra không được. Chỉ cần ma thần ý thức dừng lại, đối hắn thi triển huyết tế, đến lúc đó hắn liền có cơ hội. Thô sơ giản lược tính toán một chút, thời gian trôi qua một tháng, hai tháng, ba tháng. Một năm, hai năm. Đến cuối cùng hắn cũng khó được tính toán thời gian, dù sao ra không được, ma thần ý thức chung quy là phải đối hắn thi triển huyết tế, cơ hội tự nhiên sẽ đến, có thể làm chỉ có chờ đợi. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Dương Nghị Vân cũng nhớ không rõ càng không cần đi tính toán thời gian, một ngày nào đó, hắn cảm giác rốt cuộc dừng lại. Lúc này hắn đánh lên tinh thần. Nên tới chung quy là tới. Nhược Kê chuẩn bị tốt kia ma đầu phỏng chừng muốn bắt đầu rồi thần ma điểu mở miệng. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ biết. Quả nhiên, lúc này Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy huyết quan đại điện bỗng nhiên chấn động, tựa hồ ngừng lại. Nói thật hắn thật là có chút khẩn trương, không khẩn trương kia mới là lời nói dối. Ma thần ý thức thủ đoạn cùng phản ứng ra ngoài Dương Nghị Vân đoán trước mau. Đương huyết quan dừng lại thời điểm, tức khắc toàn bộ đại điện khắc văn trận pháp bắt đầu bộc phát ra huyết quang, ngay sau đó toàn bộ đại điện tràn ngập âm sát khí. Ngay sau đó cũng truyền đến ma thần ý thức âm u tiếng cười, tiểu tử hảo hảo hưởng thụ bổn đại thần cho ngươi chuẩn bị lễ vật đi, ha ha ha. Đắc ý cười to truyền khắp toàn bộ huyết quan đại điện. Dương Nghị Vân âm trầm mặt toàn thân tiên nguyên chi lực vận chuyển, hắn thúc giục càn khôn tạo hóa công chuẩn bị tùy thời ứng đối kế tiếp đã phát sinh dị biến. Thực hiển nhiên toàn bộ huyết quan đại điện đều xuất hiện ma sát chi khí, ở khắc văn trận pháp vận chuyển chung toàn bộ huyết quan đại điện trong không khí đều che kín ma sát chi khí. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, hắn tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này trước tiên liền trốn vào càn khôn hồ không gian đi, ít nhất nếu có thể đã lừa gạt ma thần ý thức mới được. Toàn thân vận chuyển lực lượng phòng ngự đây là bước đầu tiên. Không bao lâu hắn cảm nhận được huyết quan bên trong đại điện ma sát chi khí càng ngày càng nùng, đồng thời cũng xuất hiện một loại khác càng vì cường đại cực âm chi lực. Bất quá này đó tạm thời với hắn mà nói còn tạo không thành bao lớn thương tổn, càn khôn nói nguyên lực lượng cao hơn tiên nguyên lực lượng, lại cũng không phải ăn chay. Hoàn toàn có thể phòng ngự này đó ma sát lực lượng đánh sâu vào. Nhưng là Dương Nghị Vân không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu, bởi vì huyết quan bên trong đại điện ma sát chi lực trừ bỏ càng ngày càng nhiều ở ngoài, cũng ở phát sinh biến dị. Này đó ma sát chi lực trở nên dày nặng thả lại trí âm lên. Thật là bắt đầu biến dị. Bất quá đối với Dương Nghị Vân tới nói tạm thời còn có thể ứng phó. Phá không được trên người hắn càn khôn nói nguyên lực lượng. Ha ha, tiểu tử không thể không nói trên người của ngươi lực lượng có điểm ý tứ, nhưng... Ngươi nếu là cho rằng như vậy là có thể phòng ngự được bổn đại thần huyết quan huyết tế kia đã có thể sai rồi, đây mới là băng sơn một góc mà thôi. Bổn đại thần huyết quan trong vòng đừng nói ngươi đi kẻ hèn một giới hỗn nguyên nói tiên tu vi, chẳng sợ ngươi là thần ma cũng có thể đem ngươi luyện hóa thành một bãi máu loáng, hiện tại làm ngươi hảo hảo cảm thụ một phen cái gì là ma thần thủ đoạn. Giờ phút này ma thần ý thức đắc ý tiếng cười to vang vọng ở toàn bộ bên trong đại điện. Dương Nghị Vân trong lòng cái này ma đầu quả nhiên ở giám thị huyết quan đại điện. Hắn cũng không phải dễ dàng liền chịu thua người, hừ lạnh một tiếng nói, ma đầu có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra tới. Tiểu gia ta tiếp theo chính là, liền điểm này lực lượng muốn luyện hóa tiểu gia ngươi là nằm mơ. Ha ha, là sao, vậy thử xem, bổn đại thần nhưng thật ra muốn nhìn tiểu tử ngươi miệng ngạnh, vẫn là ngươi toàn thân xương cốt ngạnh. Ma thần ý thức cười lạnh. Ngay sau đó Dương Nghị Vân sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được toàn bộ bên trong đại điện ma sát lực lượng tăng lớn, hơn nữa làm hắn không nghĩ tới chính là từ cực âm chuyển hóa thành chí dương. Lại là bên trong đại điện vô hình chung xuất hiện ngọn lửa. Hơn nữa là hai loại bất đồng ngọn lửa lực lượng. Một loại chí dương chí cương, một loại âm sát vô cùng. Dưới tình huống như vậy Dương Nghị Vân cảm nhận được chính mình trên người càn khôn nói nguyên chi lực cư nhiên bắt đầu bại lui. Sắc mặt biến đổi Dương Nghị Vân đem tiên y triệu hoán ra tới ngăn cản. Tiên y mặc ở trên người lúc sau,
tức khắc tình huống chuyển biến tốt đẹp. Nhưng ngay sau đó làm hắn không nghĩ tới là, huyết quan đại điện lần thứ hai có biến hóa. Lại là ra trước từng đạo nhàn nhạt màu vàng dòng khí, ngay lập tức chi gian hướng về hắn cuốn tịch mà đến. Hơn nữa bên trong đại điện khắc văn đi theo đại tác phẩm dựng lên, vô cùng khí thế cường đại bắt đầu đối với hắn không ngừng cọ rửa. Răng rắc sát, gần chiếm thân một lát, trên người hắn tiên y cư nhiên liền phát ra răng rắc sát tiếng động, lại là tiên y thân che kín vết rách. Cái này tiên y chính là lúc trước hắn được đến kỳ quân tiên nhân truyền thừa thời điểm, cùng nhau được đến tiên y, tính lên là một kiện thực không tồi thượng phẩm tiên y, nhưng mà lại là không nghĩ tới căn bản liền ngăn không được bực này màu vàng dòng khí một lần đánh sâu vào. Tiên y xem như phế đi. Càng muốn mệnh chính là Dương Nghị Vân cảm nhận được đại điện trung xuất hiện không gì sánh kịp khí thế uy áp không ngừng đánh sâu vào, thậm chí là thẳng vào thần hồn. Vốn dĩ hắn còn nghĩ triệu hoán chuông Đông Hoàng cùng U đều chi môn tới chống cự một phen, nhưng hắn biết hẳn là ngăn không được, ở huyết quan trong vòng, phong bế không gian căn bản cùng ngoại giới thiên đạo pháp tắc cảm ứng không thượng, tu sĩ rất nhiều thần thông là thiên nhân cảm ứng phương pháp, đều phong bế ở chỗ này, tương đương là cắt đứt thiên đạo cảm ứng. Không có gì hiệu quả, hơn nữa huyết quan đại điện lực lượng còn đang không ngừng thăng lên, hắn liền tính triệu hồi ra chuông Đông Hoàng cùng có độc chi môn, cũng không nhiều ít dùng, đối hắn nguy hại lớn hơn nữa chính là lực lượng. Màu vàng dòng khí lực lượng, Dương Nghị Vân nghĩ đến hẳn là chính là thần ma điểu sở lời nói hoàng tuyền chi lực. Bực này lực lượng cũng đích xác vô cùng bá đạo. Hắn biết, chính mình không làm ứng đối. Quả đen ta chuẩn bị lóe Dương Nghị Vân cảm giác huyết quan bên trong đại điện lực lượng quá mức cường đại, đối thần ma điểu nói một tiếng, chuẩn bị tránh né tiến vào càn khôn hồ đi. Kiên trì ngươi cái nhược kê, ngươi hiện tại trốn vào càn khôn hồ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ma thần ý thức muốn luyện hóa ngươi kia cũng là yêu cầu hao phí nàng thần lực, giờ phút này mới là bắt đầu mà thôi, kia ma đầu tất nhiên ở chú ý ngươi, lúc này tiểu tử ngươi tránh né biến mất không thấy, ma đầu sẽ không bỏ qua, cũng không thể bạo nộ lộ. Ngươi trốn vào càn khôn hồ dụng ý là muốn xuất kỳ bất ý, lúc này trốn vào đi hãy còn sớm, muốn ở cuối cùng thời điểm, làm ma đầu cho rằng ngươi xong đời bị luyện hóa thành một bãi máu loãng thời điểm nhiều đi vào mới được, lúc này tiểu tử ngươi tiếp tục kiên trì đi, đúng rồi. Ngươi trước làm lão tử tiến vào càn khôn hồ không gian đi thôi. Thần ma điểu cuối cùng một câu nói xong Dương Nghị Vân thiếu chút nữa không hộc máu. Làm nửa ngày mẹ nó áp lực cùng chịu khổ đều là hắn một người tới kháng. Cái này tạp mao điểu đến lúc đó khinh phiêu phiêu một câu hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi, Dương Nghị Vân nửa ngày vô ngữ. Nhưng lại biết tạp mao điểu nói không có sai, chỉ có kiên trì đến cuối cùng mới là chính xác lựa chọn, mới có thể làm ma đầu thả lỏng cảnh giác, tránh né cũng yêu cầu thời cơ mới được. Trung quy Dương Nghị Vân vung tay lên đem thần ma điểu thu vào càn khôn hồ nội. Mà chính hắn còn lại là bắt đầu rồi khổ bức chống cự. Toàn bộ huyết quan đại điện hoàng tuyền chi lực càng lúc càng lớn. Ma sát chi khí cùng hai loại chí dương chí âm ngọn lửa uy lực cũng tới khủng bố nông nỗi, trên người hắn tiên y hóa thành cho tàn. Giờ khắc này Dương Nghị Vân một chút đối mặt chính là toàn bộ bên trong đại điện sở hữu lực lượng, ở tiên y hóa thành cho liền một khắc, hắn toàn thân càn khôn nói nguyên chi lực cơ hồ tan vỡ. Nếu không phải cắn răng kiên trì lần này hắn đánh giá thân thể sẽ trực tiếp bị thương. Không được, lão tử kiên trì không được. Dương Nghị Vân ở trong lòng nói thầm một tiếng. Vừa mới chuẩn bị trực tiếp tiến vào càn khôn hồ không gian thời điểm, trong đầu lại là vang lên càn khôn chi linh thanh âm nói, tiểu tử buông ra trên người của ngươi phòng ngự, trực tiếp tôi thể, nơi này hoàng tuyền chi lực tuy rằng nhược, nhưng đối với ngươi tới rèn luyện thân thể vậy là đủ rồi. Cái gì, ngươi bắt đầu cái gì vui đùa, Dương Nghị Vân lớn tiếng gầm lên lên, ngươi là muốn cho ta chết à? Nghe được càn khôn chi linh nói chuyện Dương Nghị Vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiên y đều hóa thành cho tàn, hắn thân thể có thể ngăn cản trụ hoàng tuyền chi lực. Huống chi toàn bộ huyết quan bên trong đại điện không chỉ là hoàng tuyền chi lực, còn mẹ nó có chí dương chí âm ma sát ngọn lửa chờ, này không phải làm hắn tìm chết sao? Cái gì siêu chủ ý? Nào biết càn khôn chi linh nhàn nhạt thanh âm ở hắn trong óc chậm gì gì vang lên nói, tiểu tử ngươi thật sự cho rằng càn khôn trong ngoài công là cải trắng sao, đều đã nói với tiểu tử ngươi. Hai loại càn khôn trong ngoài công chính là thế gian độc nhất vô nhị vô thượng đại pháp, nội công càn khôn công vận chuyển dưới, có thể phát huy ra tới vì ngươi viễn siêu tiểu tử ngươi tưởng tượng, yên tâm, không chết được. Ngươi chỉ cần kiên trì ở kiên trì, chờ đột phá cực hạn, ngươi thân thể sẽ trở lên một cái bậc thang, nói cho ngươi đi, viễn cổ hồng hoang thời đại có đại năng rèn luyện nhập thánh,
thân thể thành thánh chứng đạo, uy lực vô cùng nga. Hoàng Tuyền chi lực khó được, này đối với tiểu tử ngươi tới nói là một cái cơ hội, có làm hay không xem chính ngươi đi, phải biết rằng tiểu tử ngươi hiện tại chỉ là một cái hỗn nguyên nói tiên chi cảnh tiểu lâu lâu, khoảng cách đứng ở tiên giới đứng đầu còn kém thật xa. Đừng nói mặt khác, làm tiểu tử ngươi ở tiên giới sống sót đều khó, nếu là tiểu tử ngươi hôm nay có thể mượn dùng Hoàng Tuyền chi lực rèn luyện thân thể đột phá cực hạn, chỗ tốt vô hạn nga, không nói cái khác đem có thể vì ngươi thân thể ngày sau thành thánh đánh hạ một cái cơ sở. Cơ hội khó được nga, tiểu tử ngươi chính mình nhìn làm. Dương Nghị Vân ngây ngẩn cả người, lâm vào trầm tư, nửa ngày không nói chuyện. Hắn biết Càn Khôn Chi Linh nếu nói như vậy, kia tự nhiên là có đạo lý, nhưng mấu chốt là này mẹ nó cũng quá nguy hiểm đi. Làm hắn trong đầu toát ra một câu tới, luôn có điều dân muốn hại chấm. Trước có thần ma điều ngăn cản hắn không cho tiến Càn Khôn Hồ tránh né. Hiện tại lại là Càn Khôn Chi Linh nhảy ra nói cho hắn làm hắn ở Hoàng Tuyền chi lực hạ tôi thể. Có hay không như vậy hố người? Dương Nghị Vân là thiệt tình vô ngữ. Có thể tưởng tượng Càn Khôn Chi Linh nói rất đúng giống cũng là có đạo lý, tự nhiên cũng là vì làm hắn cường đại mới ở thời điểm này nhảy ra nói chuyện. Có đạo lý sao? Tự nhiên là có. Nội tâm giãy giụa một phen, Dương Nghị Vân chung quy là nhận mệnh. Làm. Mặc kệ thế nào Càn Khôn Chi Linh sẽ không hại hắn, nhưng nhất định có thể chỉnh hắn. Lúc này chính là, Dương Nghị Vân cảm giác đây là Càn Khôn Chi Linh cho hắn dương mưu, là hố, nhưng cái này hố hắn vẫn là đến nhảy xuống đi. Chính như Càn Khôn Chi Linh lời nói, hắn hiện tại tu vi cảnh giới phóng nhãn toàn bộ tiên giới chính là cái tiểu lâu lâu, mau đều không tính là, hơn nữa nếu có thể đi ra ngoài nói, bên ngoài chính là hỗn loạn tiên vực. Tại đây chờ long ngư hỗn tạp địa phương, muốn sinh tồn đi xuống thực lực là duy nhất cứu mạng rơm rạ. Hoàng Tuyền chi lực có thể rèn luyện thân thể, làm hắn thân thể đột phá một lần cực hạn, tất nhiên sẽ tăng cường tự thân thực lực. Đây cũng là bảo mệnh chi đạo. Cho nên Dương Nghị Vân biết rõ là cái hố, nhưng hắn lại không thể không nhảy vào đi thử thử. Hơn nữa hắn đối Càn Khôn trong ngoài công cũng là từ tin tưởng. Dựa theo Càn Khôn Chi Linh nói, hắn tu luyện Càn Khôn trong ngoài công. Quả thực chính là vô địch công pháp. Hẳn là sẽ không quải đi. Lại nói thật sự không được hắn liền tiến vào Càn Khôn Hồ đó là. Bất quá như là nghĩ như vậy, nhưng tu luyện chi đạo nhất khó có thể nắm lấy, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện đường rẽ sẽ không mất khống chế, đến lúc đó còn có thể có cơ hội tiến vào Càn Khôn Hồ không gian tránh né sao. Đối này Dương Nghị Vân có đáy lòng chột dạ. Do dự chi gian hắn cảm giác huyết quan bên trong đại điện lực lượng lại một lần bắt đầu tăng lên tăng lớn. Cũng không có thời gian cho hắn đi nghĩ nhiều. Trong lòng vừa động tan đi thân thể mặt ngoài lực lượng phòng ngự. Liều mạng. Hắn chuẩn bị mạo hiểm thử một lần, còn không phải là Hoàng Tuyền chi lực rèn luyện thân thể sao. Vậy thử xem. T. A. Ngay lập tức chi gian bị Hoàng Tuyền chi lực. Chí dương chí âm ngọn lửa đánh sâu vào trong người Dương Nghị Vân phát ra sói tru giống nhau gầm rú. Giờ phút này ngoại giới. Sơn động trong vòng, ma thần ý thức một mặt lạc dương huyền phù ở huyết quan phía trước, không ngừng đối huyết quan đánh ra từng đạo pháp quyết. Toàn bộ ở huyết quan dưới có vô tận ma khí toát ra toàn bộ tiến vào huyết quan trong vòng, trở thành huyết quan tế luyện lực lượng. Đây là một chỗ âm sát suối nguồn. Là ma thần ý thức phí thật lớn tinh lực tìm được thích hợp huyết quan huyết tế chí âm tuyệt địa, vì chính là có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, đem Dương Nghị Vân cấp luyện hóa. Đương nhiên chủ yếu mục đích vẫn là có thể ở huyết quan trong vòng hình thành cũng đủ lực lượng, đến lúc đó nàng là có thể cắn nuốt rất lạc Dương ý bảo, hoàn thành dung hợp, cũng có thể được đến Dương Nghị Vân trong tay côn bằng chứng, hấp thu lúc sau trở về ma thần chi cảnh. Ý tưởng thực hảo, cũng đích xác dụng tâm. Nhưng ai biết không nói cái khác. Dương Nghị Vân ở huyết quan trong vòng bị nàng luyện hóa rất lâu sau đó thế nhưng đều không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh, cái này làm cho ma thần ý thức thực lo âu. Ngay từ đầu nàng còn có thể cảm ứng được huyết quan trong vòng Dương Nghị Vân tồn tại, nhưng theo thời gian trôi qua, huyết quan trong vòng hội tụ chuyển hóa Hoàng Tuyền chi lực tăng nhiều, toàn bộ huyết quan trong vòng ma sát chi lực cơ hồ đạt tới thực chất hóa nông nỗi, đến bây giờ liền tính là nàng cái này huyết quan chủ nhân cũng quan sát không đến huyết quan trong vòng Dương Nghị Vân tình huống. Đương nhiên đây là bởi vì nàng không có dung hợp lạc dương ý thức, ma lực tu vi như cũ không có khôi phục nguyên nhân, nếu không tự nhiên có thể quan sát đến huyết quan trong vòng Dương Nghị Vân tình huống. Cho nên rất dài một đoạn thời gian Dương Nghị Vân không phát ra động tĩnh, làm ma thần ý thức một mặt lạc dương trong lòng lo âu bực bội lên. Biết lúc này nghe được Dương Nghị Vân phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Ma thần ý thức rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Nghị Vân tiểu tử này bất tử, trong tay hắn có côn bằng chứng, đối nàng chính là khắc tinh, không thể hoàn thành đối Lạc Dương ý thức dung hợp. Cái này hảo, rốt cuộc nghe được Dương Nghị Vân động tĩnh. Tiếng kêu thảm thiết tràn ngập thống khổ, nhưng nghe vào ma thần ý thức trong tai là vô cùng mỹ diệu thanh âm. Tiểu tử rốt cuộc muốn xong đời sao? Ha ha! Ma thần ý thức một mặt Lạc Dương hai mắt đỏ đậm tự nói ra tiếng, nàng đôi tay vũ động càng thêm bay nhanh lên. Nhưng giờ phút này nàng cả người lại là chấn động cứng đờ, ngay sau đó ma thần ý thức chửi ầm lên ra tiếng, làm càn, đừng quấy nhiễu bản thân, ngươi cùng bản thân vốn chính là nhất thể, ngươi là bản thân chuyển sinh giả, đừng cho bản thân tìm việc, ngươi thiện nhân này. Rồi sau đó nàng hai mắt màu đỏ đậm ảm đạm một chút, lại là há mồm truyền ra một cái khác ôn nhu thanh âm nói, ngươi đừng thương tổn hắn. Chậm, hư, chờ ta luyện hóa kia tiểu tử, chính là cắn nuốt ngươi việc, một cái phụ thuộc, cư nhiên còn tưởng phản chủ, làm càn. Ma thần ý thức mắng. Hiển nhiên giờ phút này tình hình là Lạc Dương ý thức cùng ma thần ý thức ở phân cao thấp. Nàng bản thân liền không có dung hợp hoàn thành, còn không có Dương Nghị Vân ở tinh tú không gian đánh gãy, côn bằng chứng chấn áp một lần, càng thêm dẫn tới ý thức mất đi cân bằng, thế cho nên Lạc Dương cái này chuyển sinh ý thức sẽ ở ma thần ý thức suy yếu thời điểm nhảy ra. Ma thần ý thức bị Lạc Dương ý thức lúc này nhảy ra quấy nhiễu, thật sự là tức muốn hộc máu, khá vậy bất đắc dĩ, bởi vì nàng thao tác huyết quan huyết tế tiêu hao đại lượng lực lượng, cho nên bị Lạc Dương ý thức ra tới quấy nhiễu cũng bình thường. Mắng Lạc Dương lúc sau, lại là hừ lạnh một thần, ma thần ý thức giơ tay một lóng tay đầu điểm hướng về phía chính mình giữa mày nơi. A, à, lại là kêu thảm thiết một tiếng. Hoặc là nói tiếng hét thảm này là Lạc Dương phát ra. Ma thần ý thức mạnh mẽ tạm thời chấn áp Lạc Dương ý thức. Chờ bản thần trước luyện hóa tiểu tử này, tiếp theo cái chính là ngươi. Ma thần ý thức màu đỏ đậm hai tròng mắt lập lòe, nói chuyện chi gian lại cũng là cả người đang run rẩy. Hiển nhiên nàng chấn áp Lạc Dương ý thức cũng là có đại giới. Theo sau tiếp tục múa may đôi tay, từng đạo pháp quyết đánh vào huyết quan phía trên, thao tác rộng lượng ma khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào huyết quan trong vòng. Dương Nghị Vân tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng vang lên, làm ma thần ý thức khóe miệng lộ ra ý cười. Lúc này huyết quan trong vòng, Dương Nghị Vân đích xác ở giết heo kêu thảm thiết, hắn toàn thân bị hoàng tuyền chi lực đánh sâu vào dưới, thiêu đốt hỏng mất. Nhưng lại cũng ở nhanh chóng chữa trị. Chính như Càn Khôn Chi Linh lời nói, Càn Khôn tôi thể quyết cùng Càn Khôn tạo hóa công vận chuyển, trong ngoài cân bằng dưới, hoàng tuyền chi lực khủng bố cũng không phải một chút đem hắn có thể luyện hóa. Bởi vì hắn Càn Khôn trong ngoài tạo hóa công vận chuyển lúc sau, lại là có thể ngăn cản trụ hoàng tuyền chi lực đánh sâu vào. Nội công phụ trợ, ngoại công rèn luyện, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Sở sinh ra Càn Khôn chi lực phát ra toàn thân kỳ kinh bát mạch lớn lớn bé bé khiếu huyệt, lại cũng huyền diệu. Bất quá nói trở về, hoàng tuyền chi lực đối hắn thân thể đánh sâu vào thương tổn nhưng cũng là rõ ràng. Gần một chút, khiến cho hắn toàn thân thể bắt đầu hư thối. Cũng may hắn vận chuyển Càn Khôn trong ngoài công lúc sau, lại ngăn trở hoàng tuyền chi lực đối thân thể tiến thêm một bước phá hư. Càn Khôn tôi thể quyết vận chuyển dựng lên lúc sau thân thể không một tấc địa phương xuất hiện một cổ lực lượng, Dương Nghị Vân đem chi xưng vì Càn Khôn thần lực cùng nói nguyên trong vòng lực lượng tương tự, nhưng lại ngược lại cứng cỏi mềm mại, nói nguyên trong vòng sinh ra lực lượng còn lại là càng thêm cương mãnh bá đạo. Này hai cổ lực lượng đồng thời vận chuyển lúc sau, Dương Nghị Vân liền phát hiện kỳ diệu một màn. Ngăn cản ở hoàng tuyền chi lực đối thân thể phá hư, lại còn có sinh ra đối thân thể chữa trị. Bất quá mặc kệ như thế nào chữa trị, hoàng tuyền chi lực chung quy là đánh sâu vào hắn thân thể, bên ngoài thân hư thối đây là thật đánh thật, này phân đau đớn làm Dương Nghị Vân đau đớn muốn chết, phát ra giết heo kêu thảm thiết. Ngay từ đầu thời điểm Dương Nghị Vân thiếu chút nữa hỏng mất, nhưng hắn có Càn Khôn trong ngoài công vận chuyển lúc sau lực lượng, ngăn cản ở hoàng tuyền chi lực, cũng bắt đầu chữa trị thân thể, làm hắn thấy được hy vọng. Người nhất sợ hãi chính là không có hy vọng, nhưng có hy vọng liền bất đồng, bất luận cái gì gian nan đều là có thể khiêng được, cho nên Dương Nghị Vân cắn răng kiên trì xuống dưới. Bởi vì hắn biết khiêng qua đi, hắn thân thể sẽ thượng một cái đại bậc thang, cũng sẽ là hắn ngày sau lang bạt hỗn loạn tiên vực tư bản. Từ lúc bắt đầu kêu thảm thiết, đến mặt sau Dương Nghị Vân chết lặng, lại cũng kiên trì xuống dưới. Thân thể bị hoàng tuyền chi lực phá hủy, lại bị Càn Khôn trong ngoài công chữa trị. Như thế lặp đi lặp lại. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân rốt cuộc phát hiện thành công. Hắn phát hiện hoàng tuyền chi lực phá sẽ tốc độ theo không kịp Càn Khôn trong ngoài công chữa trị chi lực.
Dưới loại tình huống này, thân thể mỗi một tấc được đến một cái xưa nay chưa từng có rèn luyện. Hơn nữa hoàng tuyền chi lực bắt đầu ở thân thể thượng bại lui. Không bao lâu toàn thân đều chữa trị hoàn thành, Dương Nghị Vân rõ ràng mà cảm giác được, thân thể đích xác đột phá cực hạn, đạt tới một cái hắn cũng không biết nông nỗi. Bất quá có một loại cảm giác là, Dương Nghị Vân biết chính mình thân thể hiện tại nhất niệm chi gian có thể mềm dẻo không có xương, cũng có thể ở một năm lúc sau cứng rắn như tinh cương. Hơn nữa mỗi một tấc cơ bắp trong vòng chất chứa lực lượng đạt tới một loại bùng nổ trạng thái, tựa hồ thân thể đều có thể nổ mạnh. Cường đại tới rồi hắn cảm giác không cần bất luận cái gì pháp lực đều có thể một quyền đánh chết một cái cùng cảnh giới hỗn nguyên nói tiên nông nỗi. Đây là càn khôn trong ngoài công hỗ trợ lẫn nhau lúc sau rèn luyện mang cho hắn biến ảo. Mà hoàng tuyền chi Dương Nghị Vân biết kỳ thật khởi đến tác dụng là khai phá hắn thân thể tiềm lực tác dụng. Hiệu quả đạt tới, mục đích cũng hoàn thành. Hoàng tuyền chi lực giờ phút này đánh sâu vào ở trên người hắn rốt cuộc đối hắn tạo không thành một chút ít thương tổn. Chỉ cần thân thể đều chống đỡ được hoàng tuyền chi lực. Này ở phía trước Dương Nghị Vân là vô pháp tưởng tượng. Ở phía trước hắn toàn thân che kín càn khôn nói nguyên chi lực đều không thể ngăn cản hoàng tuyền chi lực đánh sâu vào. Được rồi, có thể tiến vào càn khôn hồ. Nhưng vào lúc này càn khôn chi linh thanh âm ở hắn trong óc vang lên. Dương Nghị Vân có loại chọc. Lệ nóng doanh trọng cảm giác, rốt cuộc có thể đi vào. Hắn còn sợ càn khôn chi linh cùng tạp mao điểu thêm lên lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Từ lần trước càn khôn chi linh đã cứu tạp mao điểu lúc sau, hai tên gia hỏa liền ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thêm ở bên nhau chuẩn không có chuyện gì tốt. Bất quá lần này còn hảo cư nhiên chủ động kêu hắn. Xem ra càn khôn chi linh cùng thần ma điểu cũng ở chú ý hắn, này nhiều ít làm Dương mẫu nhân trong lòng có chút an ủi. Trong lòng vừa động trực tiếp tiến vào càn khôn hồ không gian. Dương Nghị Vân một niệm lúc sau trực tiếp tiến vào càn khôn hồ. Mà bên ngoài ma thần ý thức một mặt lạc Dương còn lại là nghe không được Dương Nghị Vân kêu thảm thiết, lúc này nàng rốt cuộc nở nụ cười, không thanh, xem ra kia tiểu tử xong rồi. Nàng đối huyết quan huyết tế phương pháp tự nhiên là vô cùng có tin tưởng, lúc này Dương Nghị Vân đình chỉ kêu thảm thiết tự nhiên sẽ cho rằng là bị luyện hóa. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại là trong tay như cũ pháp quyết như cũ không có dừng lại, Dương Nghị Vân đích xác khó chơi, cho nên vì để ngừa vạn nhất nàng tự nhiên muốn nhiều luyện hóa một đoạn thời gian mới hố bỏ qua. Như thế liền tính là Dương Nghị Vân trên người có cái gì phòng ngự cường đại trí bảo ma thần ý thức cũng có tin tưởng đem hắn luyện thành một bãi thủy. Đương nhiên đối với Dương Nghị Vân trên người côn bằng chứng, nàng càng là so Dương Nghị Vân đều hiểu biết, không sợ đem côn bằng chứng cấp luyện hóa. Chính là luyện hóa côn bằng chứng cũng là không sao. Dù sao sở hữu lực lượng đều tồn tại với huyết quan trong vòng, đến lúc đó nàng tiến vào huyết quan là có thể mượn dùng này đó lực lượng nhất cử cắn nuốt rất lạc Dương ý thức, hoàn thành ma thần dung hợp. Đến tận đây liền có thể đại công cáo thành. Nhưng ma thần ý thức trăm triệu sẽ không nghĩ đến, trên đời này thật là có nàng huyết quan luyện hóa không được trí bảo, càn khôn hồ. Hơn nữa Dương Nghị Vân đã diễn đủ rồi diễn trốn vào càn khôn hồ không gian, tiếp theo liền chờ phản kích. Càn khôn hồ nội. Dương Nghị Vân xích quả quả đi vào. Nhưng lại là quên mất một sự kiện. Dương mẫu nhân quên mất, càn khôn hồ trong vòng hắn trừ bỏ thu vào đi mông điểm 1000 quy tiên đại quân ở ngoài, còn có một nữ nhân ở bên trong. Nữ nhân này tự nhiên chính là bị nàng sư phụ bị thương nặng cảnh sán. Ngày đó Phương Tĩnh Thiên nổi điên nhập ma đạo, chính là dùng cảnh sán tinh huyết đánh thức hai đầu ma khuyển, mà ngày ấy cảnh sán chính là thế Dương Nghị Vân chặn lại Phương Tĩnh Thiên một trưởng đánh lén, thương càng thêm thượng. Dương Nghị Vân đem cảnh sán thu vào càn khôn hồ cho tam tích sinh mệnh chi thủy chữa thương, ở hắn nghĩ đến hẳn là cũng đủ cảnh sán khôi phục, nhưng lại đem này một vụ tử sự cấp quên đến sau đầu. Vừa tiến vào càn khôn hồ không gian liền xuất hiện ở cảnh sán trước mặt. Hắn thói quen là mỗi lần tiến vào càn khôn hồ tình hình chung đều sẽ xuất hiện ở Long Ngư hồ ngạn, bởi vì Long Ngư trong hồ có sinh mệnh thạch tồn tại, đều thói quen. Lần này cũng không ngoại lệ. Ở huyết quan trung bị ma thần ý thức luyện hóa tiên y từ từ, thuộc về xích quả quả trạng thái. Một niệm lúc sau tiến vào, phòng vô ý phòng. Gót chân đều không có đứng vững, trong tai liền nhớ tới một tiếng cao decibel thét chói tai. A, à, giờ phút này Dương mẫu nhân chính mình đều bị dọa nhảy dựng, định thần vừa thấy nguyên lai là cảnh sán. Lúc này mới nhớ tới hắn phía trước liền đem nha đầu này thu vào càn khôn hồ không gian bên trong chữa thương sự. Hiện tại xem ra sinh mệnh chi thủy hiệu quả vượt quá tưởng tượng hảo, cảnh sán hoàn toàn hảo.
phản ứng lại đây sau, cũng phát hiện chính mình một thân xích quả quả, trách không được nhân ra thét chói tai. Xuất hiện địa phương không đúng, khoảng cách cũng không đúng a. Cùng cảnh sán gặp nhau cũng chính là nửa thước mà thôi. Khụ khụ, này là cái hiểu lầm. Dương Mỗ Nhân mặt già đỏ lên nói một câu nói. Mà cảnh sán còn lại là có chút sững sờ, nàng tim đập thực mau, đối mặt Dương Mỗ Nhân cái này tình huống tuy rằng là tu luyện mấy ngàn năm tiên nhân, nhưng cũng là lần đầu tiên đối mặt khác phái bực này tình huống. Một đoạn này thời gian gần nhất nàng kỳ thật trong đầu vẫn luôn nghĩ đến cùng Dương Mỗ Nhân chi gian vấn đề. Tâm tư chính loạn đâu. Ngày đó ở Ma Thành nàng bị ma hồn bám vào người, là Dương Nghị Vân cứu nàng, nhưng cũng là Dương Nghị Vân tháo xuống hiểu rõ nàng khăn che mặt, nàng trong lòng phát quá thể, ai nhìn đến nàng tháo xuống khăn che mặt, liền làm ai đạo lữ. Hơn nữa lúc sau Dương Nghị Vân lại từ nàng sư phụ trên tay cứu nàng, cũng xuất hiện ở một cái thế giới xa lạ chung, trước tiên liền nghĩ tới là Dương Nghị Vân. Đang nghĩ ngợi tới hắn thời điểm, hắn cư nhiên liền xích quả quả xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn Dương Mỗ Nhân hậu cảnh sán nhịn không được thét chói tai cũng đúng là bình thường. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, cảnh sán thét chói tai đến lúc đó ngừng, nhưng bốn mắt nhìn nhau dưới, nàng lại là không biết làm sao bây giờ. Đúng lúc này sẽ cảnh sán phát hiện Dương Mỗ Nhân nói xong lời nói sau, trong ánh mắt cư nhiên có ngọn lửa ở chớp động. Tức khắc đáy lòng sinh ra một cổ không ổn, vừa định xoay người chạy trốn hết sức, lại là chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, đã ngã xuống trong lòng ngực hắn. A, à, cảnh sán như là chấn kinh con thỏ kinh hô. Nàng tự nhiên minh bạch muốn phát sinh chuyện gì, Dương Mỗ Nhân vừa rồi cái loại này muốn bốc hỏa ánh mắt, nàng há có thể chưa thấy qua. Cũng biết kế tiếp sự, nguyên bản vẫn luôn ở thấp thỏm, hoặc là nói kỳ thật nàng trong lòng sớm đã có đáp án. Đương Dương Nghị Vân cởi bỏ nàng khăn che mặt một khắc, nhìn đến nàng dung mạo một khắc, nàng lời thề liền ấn nghiệp, muốn trở thành hắn đạo lữ. Nhưng, không chuẩn bị a. Nhiên lúc này, đảo cũng thế. Dù sao đều là như thế. Cảnh sán nhận, nàng sụi lơ ở Dương Mỗ Nhân trong lòng ngực, nhắm lại hai mắt. Mà Dương Mỗ Nhân đâu? Lại một lần xúc động. Đi vào tiên giới tính lên hơn 2.000 năm, thậm chí khả năng càng dài, từ tiến vào Ma Thành lúc sau đến bây giờ thời gian hắn căn bản liền không biết, vô pháp tính toán, dù sao thời gian rất dài. Như vậy trường hắn kỳ thật đều ở tránh né đuổi giết cùng không ngừng bị người viết tăng lên thực lực tu vi thượng, thần kinh căng chặt, không có một khắc dừng lại xả hơi. Càng không có dính quá phương diện này, vốn dĩ đi, ở trước kia còn không có bay lên tiên giới thời điểm, hắn còn nghĩ tới chờ ngày sau tới rồi tiên giới muốn ngủ tiên giới đẹp nhất tiên tử, uống say có linh khí tiên tử, ai có thể biết chân chính tới rồi tiên giới lúc sau kỳ thật là phi thường khổ bức trạng thái. Nhưng tại đây một khắc, Dương Mỗ Nhân phóng thích chính mình thú tính, bởi vì càn khôn hồ không gian là hắn không gian, với hắn mà nói là nhất có an toàn địa phương, ở chỗ này hắn sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Khẩn nhảy thần kinh sẽ lỏng xuống dưới, hơn nữa đứng ở trước mặt hắn thật là một vị tiên giới tiên tử, được xưng tiên đan thành đệ nhất tiên tử cảnh sán. Ngày đó cởi bỏ cảnh sán khăn che mặt thời điểm Dương Mỗ Nhân liền thất thần quá, bị cảnh sán dung nhan khuynh đảo. Muốn nói không có động quá tâm, đó là giả. Hắn xích quả quả xuất hiện, trước mặt là tiên đan thành đệ nhất tiên tử, không xem còn hảo, nhìn cảnh sán thét chói tai ngượng ngùng mặt đỏ. Dương Mỗ Nhân rốt cuộc nhìn không được tiến lên một bước vô cùng bá đạo đem nàng ôm trong ngực. Một tiếng anh thanh lúc sau, Dương Mỗ Nhân xương cốt đều mềm mại ba phần. Xem cảnh sán cúi đầu sắc mặt mây đỏ vô cùng, tương tự thục thấu quả táo, xoang mũi trung tản ra độc hữu mùi thơm của cơ thể, làm hắn càng thêm mê say. Nũng nịu bộ dáng cùng mềm mại thân thể ở trong lòng ngực hắn, cũng không có cái gì phản kháng. Dương Mỗ Nhân nuốt khẩu nước miếng ghé vào nàng bên tai nói, cảnh sán làm ta nữ nhân. Ân, cảnh sán lúc này trong óc trống rỗng, kỳ thật căn bản liền không có nghe thấy Dương Mỗ Nhân nói gì đó lời nói, chỉ là theo bản năng phát ra một cái dấu chấm hỏi. Nhưng ở Dương Mỗ Nhân nghe tới đây là đồng ý a. Tức khắc đại hỉ, bế lên cảnh sán vèo một chút biến mất ở tại chỗ. Nơi này là càn khôn hồ không gian, từ càn khôn chi linh dẫn hắn dung hợp càn khôn điện hắc bạch nhị khí lúc sau, Dương Mỗ Nhân tuy rằng còn không thể hoàn toàn hiểu biết càn khôn hồ sở hữu bí mật, nhưng là ở không gian phương diện này, hắn chính là thần. Một năm chi gian một tòa hành cung liền xuất hiện, mang theo cảnh sán trực tiếp tiến vào hành cung. Bực này thời điểm hắn trong mắt chỉ có mỹ nhân tiên tử, đã sớm đem cái gì ma thần ý thức thần mã vứt chi sau đầu, gặp quỷ đi thôi. Lão tử tu tiên cầu đạo vì chính là tiêu giao tự tại,
nhưng không nghĩ như vậy khổ bức. Hành cung trong vòng không bao lâu truyền đến Vu Sơn mây mưa tiếng động. Càn Khôn Hồ không gian trong vòng nơi nào đó đám mây. Hai cái đối thoại. Tiểu tử này thật đúng là phong lưu a. Này không phải phong lưu, đây là hạ lưu. Đều khi nào, cư nhiên còn nghĩ nữ nhân, thật sự là phục hắn. Đảo cũng không sao, tu hành vốn chính là trải vuốt ý niệm hiểu rõ, phân tiểu tử từ đi vào tiên giới lúc sau thần kinh vẫn luôn là căng chặt, phong lưu đối hắn tâm cảnh tới nói cũng là sự tình tốt. Bên ngoài chính là còn có kia ma đầu tồn tại a. Yên tâm đi, kia tiểu tử hiểu được, lại nói kia ma đầu cũng không thể nhanh như vậy tiến vào. Càn Khôn Hồ nội đám mây chỗ đối thoại tự nhiên không phải người khác, thật là thần ma điểu cùng Càn Khôn chi linh. Đối với Dương Mỗ Nhân lúc này sở làm việc, nhưng hai cái chứng đau ra hỏa cũng là tràn ngập bát quái chi tâm, lại là ngay từ đầu đứng đắn, sau lại đã có thể phát ra đáng tiếng động, lại tiếp theo đó là mắng lên. Mẹ nó, kia tiểu tử cư nhiên không được kết giới, cái gì cũng nhìn không tới. Không lo người tử a. Càn Khôn Hồ hành cung trong vòng, một phen mây mưa qua đi, Dương Mỗ Nhân ngồi dậy, trong lòng vừa động, một bộ quần áo mặc ở trên người. Ở hắn Càn Khôn Hồ không gian tự nhiên là không thiếu vật dụng hàng ngày, lần trước cấp Tuyết Hương muốn quần áo, Đỗ Nhân Kiệt tự nhiên không thể thiếu hắn một phần, tuy rằng đều là tầm thường pháp y, khá vậy cho không ít. Nhìn trên giường ngủ say quá khứ giai nhân, Dương Mỗ Nhân mặc tốt quần áo, ở nàng cái trán hôn một cái, nghĩ lại rời đi. Chờ Dương Nghị Vân rời khỏi sau, nhắm hai mắt cảnh sán tiên tử trên mặt hiện lên ý cười, nàng rốt cuộc trở thành hắn đạo lữ. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở Càn Khôn Hồ Càn Khôn Điện ở ngoài đám mây. Toàn bộ Càn Khôn Hồ không gian đều ở thần niệm trong vòng, hắn há có thể không biết, Càn Khôn Chi Linh cùng Tạp Mao Điểu xen lẫn trong một khối. Xuất hiện đi! Dương Nghị Vân nhìn tầng mây mỗ một chỗ. Ngay sau đó Tạp Mao chim bay ra tới. Mà Càn Khôn Chi Linh còn lại là một đen một trắng viên cầu khí thể hình thái. Nhược Kê còn không ra đi thu thập kia ma đầu, tới tìm chúng ta làm gì? Thần ma điều tùy tiện. Càn Khôn Chi Linh chính là một đoàn xoay tròn dòng khí, nhưng thật ra nhìn không tới cái gì biểu tình, Dương Nghị Vân biết Càn Khôn Chi Linh muốn biến ảo là rất đơn giản sự. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng nói, lần sau ở mẹ nó rình coi, tiểu tâm lão tử trở mặt, chỉ này một lần không có lần sau. Đối với hai hóa đối chính mình rình coi Dương Mỗ Nhân thực phẫn nộ, nếu không phải phía trước hắn nhận thấy được, sợ là tại hành cung trong vòng toàn bộ hành trình đều phải thành điện ảnh, phát hiện lúc sau hắn bày ra kết giới. Khụ khụ, chúng ta. Được rồi, đừng giải thích, ta nói chỉ có lúc này đây, không lần sau, ta tới tìm các ngươi thương lượng như thế nào đi ra ngoài ma thần ý thức. Dương Mỗ Nhân tự nhiên không quên bên ngoài ma thần ý thức một mặt lạc dương. Đây mới là trước mắt đại phiền toái. Tiểu tử ngươi tới cầu chúng ta, còn như thế kiên cường, có bản lĩnh chính mình giải quyết a. Hắc Bạch Viên Cầu thể tâm thái Càn Khôn Chi Linh lúc này nhàn nhạt nói chuyện, đối Dương Mỗ Nhân cái này chủ nhân phi thường khó chịu. Ha ha! Dương Nghị Vân nở nụ cười, bỗng nhiên trở tay đối với Càn Khôn Chi Linh một trường đánh. Oa nha! Một trường dưới Càn Khôn Chi Linh trực tiếp bị Dương Nghị Vân một trường đánh oa oa kêu to, hung hăng đánh vào Càn Khôn Thần Điện tường ngoài thượng. Tiểu tử ngươi tìm chết a! Càn Khôn Chi Linh bay qua tới giận dữ, hắc bạch hình cầu trạng thái nhanh chóng vận chuyển không thôi xem Dương Nghị Vân phải đối Dương Nghị Vân động thủ. Lúc này thần ma điểu bị hoảng sợ, không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên đối với Càn Khôn Chi Linh ngang nhiên ra tay, phải biết rằng ở nó hiểu biết chung, Càn Khôn Chi Linh tựa hồ mới là cái này không gian chủ nhân, phi thường thần bí, tựa hồ Dương Nghị Vân đều phải dựa Càn Khôn Chi Linh giống nhau. Lúc này Dương Nghị Vân đối Càn Khôn Chi Linh ra tay, chính là làm thần ma điểu thực kinh ngạc. Đây là muốn xảy ra chuyện a. Ngay sau đó nói lắp mở miệng nói, đừng đừng đừng. Có chuyện hảo hảo nói. Lan. Dương Nghị Vân đối với thần ma điểu nổi giận gầm lên một tiếng, thần ma điểu trực tiếp từ đám mây trung bay đi ra ngoài, nháy mắt biến mất không thấy, cũng không biết bay về phía phương nào. Lúc này Dương Mỗ Nhân trên mặt âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm một đoàn khí thể Càn Khôn Chi Linh nói, lão tử nhẫn ngươi thật lâu, hôm nay tiểu gia khiến cho ngươi biết cái gì là chủ. Cái gì là phó? Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm một đoàn hình cầu Càn Khôn Chi Linh, cười lạnh tiếp tục nói, lão tử sinh tử hết sức, cũng không gặp ngươi từng có trợ giúp, rõ ràng ta mẹ nó chính là Càn Khôn Hồ Chi Chủ, lại muốn cho ngươi một cái khí linh bao trùm phía trên, đây là cái gì đạo lý? Rõ ràng lão tử là Càn Khôn Hồ Chủ Nhân,
cũng rất nhiều địa phương đến bây giờ đều mẹ nó không hiểu biết, có chuyện gì, còn phải ta cái này chủ nhân tới cầu ngươi, xem ngươi sắc mặt, đây là cái gì đạo lý, ngươi nói cho ta. Ngươi là chủ, ta là chủ. Muốn ngươi bực này khí linh có gì dùng chi? Hôm nay tiểu gia cho ngươi cơ hội, mở ra càn khôn hồ sở hữu bí mật, lão tử phải biết rằng, muốn khống chế toàn bộ càn khôn hồ, mà không phải làm ngươi một giới khí linh tả hữu càn khôn hồ. Lão tử không nghĩ bị người đuổi giết giống cẩu giống nhau nơi nơi trốn đến chỗ chạy, căn bản không nghĩ rõ ràng biết sư phụ có cường đại địch nhân, lại chỉ có thể dương mắt nhìn, cái gì đều làm không được. Hôm nay không đem càn khôn hồ chủ quyền giao ra đây, ngươi thả thử xem, tiểu gia ta và ngươi đồng quy vu tận, hoặc là vứt bỏ càn khôn hồ thì đã sao? Cái gì chó má ngươi lão chủ nhân, đều đi lừa quỷ đi, tiểu gia ta từ hôm nay trở đi, chỉ tin tưởng chính mình. Dương Mỗ Nhân mang theo lửa giận bạo phát, đương nhiên hắn không phải bởi vì hôm nay càn khôn chi linh cùng tạp mao điểu rình coi hắn mà phát hỏa, chuyện này kỳ thật hắn chịu đựng thật lâu, hôm nay xem như thuận thế bùng nổ. Càn khôn hồ không cần một cái tả hữu không được khí linh, trí bảo tác dụng không phải có ý thức, mà là vận chuyển trí bảo, là làm càn khôn hồ có linh tính, không phải có ý thức, không phải đi trở thành một cái khác ẩn hình chủ nhân. Hắn mới là chủ nhân. Không thể làm một cái khí linh đi tả hữu càn khôn hồ, hắn phải làm càn khôn hồ chân chính chủ nhân. Đích xác từ có được càn khôn hồ tới nay, Dương Nghị Vân đối càn khôn hồ liền không có chân chính khống chế cùng hiểu biết quá. Bao gồm hắn sư phụ trời cao tà cũng là như thế. Lại nói tiếp sư phụ hai cái tao ngộ còn thực tương tự. Lão nhân trời cao tà là dư lại tàn hồn bị càn khôn hồ xem như cứu một người, tàn hồn vẫn luôn đều đãi ở càn khôn hồ trong vòng. Lại cũng vẫn luôn đều không thể ra tới, thẳng đến lúc lại thiên thể lúc sau, lão nhân mới thoát ly càn khôn hồ. Nhưng trước đó lão nhân cũng đáng thương, tuy rằng vẫn luôn đều ngốc tại càn khôn hồ chung, nhưng đối càn khôn hồ hiểu biết cũng không nhiều, càng miễn bàn sử dụng, đối lão nhân mà nói càn khôn hồ chính là một cái bảo hộ hắn tàn hồn cảng. Có thể ở càn khôn hồ vận dụng lực lượng đó là thật sự tương đối thưa thớt, thậm chí còn lão nhân đến rời đi thời điểm đều không có gặp qua càn khôn hồ trong vòng có cái càn khôn chi linh tồn tại. Điểm này không thể không nói có chút bi ai. Cũng thật là như thế làm Dương Nghị Vân đối càn khôn chi linh trong lòng oán khí càng sâu. Một giới khí linh mà thôi, mẹ nó quả thực ở trêu đùa bọn họ sư phụ hai người. Động bất động còn phải cho hắn tới một chút uy hát iota, rõ ràng biết càn khôn hồ là càng cường đại vô cùng trí bảo tồn tại. Nhưng lại cho hắn quyền hạn gần là có thể sử dụng càn khôn hồ không gian. Giống như là bố thí giống nhau. Rõ ràng biết là chí bảo, có cường đại uy năng tồn tại, nhưng hắn chính là sử dụng không được. Còn Mỹ rằng kỳ danh hắn là càn khôn hồ chủ nhân. Này mẹ nó là con rối mà không phải chủ nhân. Một cái càn khôn hồ, trên thực tế tồn tại hai cái chủ nhân. Hắn cái này chủ nhân trên thực tế thí đều không phải, bởi vì trung tâm nơi. Hắn vận dụng không được, chân chính thần bí địa phương cùng lực lượng chỉ có càn khôn chi linh khống chế. Cho tới nay Dương Nghị Vân đều ở ẩn nhẫn. Từ tu chân bắt đầu, hắn ở nhận, chịu đựng cái này cục diện, mỗi một lần hắn khó xử thời điểm, hắn đều phải mượn dùng sư phụ cùng hoa sen đen lực lượng bảo mệnh. Một đường đi tới, hắn tinh tế ngẫm lại kỳ thật hắn quá phi thường nghẹn khuất, luôn là ở bị người đuổi giết chung vượt qua. Tới rồi tiên giới như cũ là như thế. Hắn không nghĩ ở như vậy đi xuống. Càn khôn hồ chí bảo, càn khôn hồ hết thảy hắn muốn chúa tể, mà không phải làm một cái con rối giống nhau tồn tại. Đối càn khôn chi linh hắn chịu đựng. Hôm nay liền quyết định, hoặc là hắn vứt bỏ càn khôn hồ, hoặc là hắn hôm nay đem càn khôn hồ hoàn toàn khống chế. Càn khôn hồ chỉ có thể có một cái chủ nhân, không thể tồn tại nhị chủ tình huống. Thậm chí còn hiện tại hắn đều có chút hoài nghi. Càn khôn chi linh trước kia cho hắn giảng thuật những cái đó đều là mẹ nó nói dối. Nói cái gì lão chủ nhân, hắn phụng sáng tạo càn khôn hồ người chi mệnh chọn lựa một cái người thừa kế, nói cái gì ở hắn không có tu luyện đến tiên giới cảnh giới đỉnh phía trước, khống chế không được càn khôn hồ từ từ. Này đó đều là nói dối. Dương Nghị Vân tuyệt đối càn khôn chi linh chính là muốn cho hắn nhưng con dối. Chờ đến mỗi một ngày, cái này khí linh thậm chí sẽ đoạt xá hắn. Đối với khí linh, hắn không phải đã không có giải quá. Nhưng tuyệt đối không phải càn khôn hồ bực này tình huống, rõ ràng hắn là chủ nhân, cố tình sử dụng không được càn khôn hồ chân chính lực lượng, nơi trốn muốn xem một cái khí linh sắc mặt hành sự. Liền như hôm nay, ở càn khôn hồ không gian trong vòng, hắn không có riêng tư đáng nói, hết thảy đều trốn bất quá càn khôn chi linh ánh mắt.
Thời gian dài như vậy gần nhất, hắn đều tu luyện nói hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, cư nhiên mới chỉ là biết càn khôn hồ trong vòng trừ bỏ có cái càn khôn hồ không gian ở ngoài, còn có một cái càn khôn thần điện tồn tại. Dương Nghị Vân có cảm giác, càn khôn thần điện là trọng điểm, nhưng hắn đối càn khôn thần điện cũng không hiểu biết mảy may, chỉ là lúc trước dung hợp càn khôn thần điện trong vòng hắc bạch nhị khí, thế cho nên thành tựu càn khôn nói nguyên, cũng đạt được càn khôn thần đạo công pháp đệ nhị bộ phận. Liền này vẫn là ở càn khôn chi linh trong miệng như là phương tiện giống nhau cho hắn. Khí linh mà thôi, lẽ ra không nên là cái dạng này. Nhưng nhẹ nhàng càn khôn hồ khí linh liền nghiêu bước đến muốn hắn cái này chủ nhân nông nỗi. Bất luận kẻ nào đều không thể nhẫn. Cho nên Dương Nghị Vân hôm nay hoàn toàn bạo phát. Một bảo không thể tồn tại nhị chủ. Càn khôn hồ chung không thể tồn tại hai cái ý thức. Nếu phải có cũng chỉ có thể là hắn Dương Nghị Vân. Hắn không nghĩ bị một cái khí linh cưỡi ở trên đầu. Mang theo vô cùng lửa giận, Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm càn khôn chi linh giống giận bùng nổ mà ra. Tâm thái như cũ là hắc bạch nhị khí càn khôn chi linh, xoay tròn không ngừng, nhìn qua tựa hồ cũng có cảm xúc dao động. Hai người đối cầm. Nửa ngày lúc sau càn khôn chi linh, truyền ra ý thức đồng dạng mang theo phẫn nộ nói, tiểu tử ngươi biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đây là ở tìm chết, ta mới là này càn khôn chi linh. Nơi này hết thảy ta định đoạt, cho ngươi tiểu tử chẳng lẽ còn không đủ sao? Nếu ngươi càn quấy, ta không ngại một lần nữa lựa chọn một cái càn khôn thần đạo truyền nhân, thế gian tu sĩ vô số, nhưng không ngừng ngươi một người. Lúc trước chính là với ngươi nói tốt, chờ ngươi tu luyện đến tiên giới cảnh giới đỉnh ngày, tự nhiên sẽ khống chế vô thượng chí bảo. Ha ha ha! Dương Nghị Vân điên cuồng phá lên cười, đánh gãy càn khôn chi linh nói tiếp. Thật sự chê cười! Người mẹ nó thật đương tiểu ra ta là 3 tuổi tiểu hài tử không thành. Ta mới là càn khôn hồ chân chính chủ nhân, ngươi. Chỉ là một cái khí linh mà thôi, hiện tại lại bá chiếm càn khôn hồ chủ quyền, cho ta đều là ngươi bố thí mà đến. Lão tử mẹ nó không cần ngươi bố thí, lão tử chính là càn khôn hồ chi chủ, hết thảy đều hẳn là khống chế ở ta cái này chủ nhân trong tay, mà không phải ngươi một cái khí linh trong tay. Thật sự cho rằng lão tử chưa làm qua công khóa sao? Thật sự cho rằng lão tử không biết khí linh thành nói sao. Sợ là ngày nào đó chờ tiểu ra ta tu luyện đến tiên giới đỉnh ngày, chính là ngươi mẹ nó đoạt xá lão tử là lúc đi. Khí linh chứng đạo thiên đạo không dung, hoặc là nói thiên đạo bên trong không có khí linh thành nói đến đi. Nhưng tiểu ra lại biết khí linh nếu có ý thức, vậy bất đồng, thế gian vạn vật bất luận cái gì sinh linh nếu sinh ra ý thức, cung cấp với khai ngộ, khí linh sinh ra ý thức, ha hả có tư tưởng, đã biết thiên đạo không dung chứng đạo không được. Có thể hay không mưu đồ đoạt xá. Nghĩ đến hẳn là sẽ nói đến đi. Dương Nghị Vân nói này đó thật là hắn ngầm hiểu biết quá, lúc trước gia nhập luyện tạo tiên minh lúc sau, chính là xem không ít phương diện này sách cổ, trong lòng cũng vẫn luôn ở cân nhắc vấn đề này. Giảng thuật ra này đó kỳ thật hắn là căn cứ sách cổ ghi lại chung đối khí linh chi đạo làm ra một cái suy đoán. Hiện tại hắn thấy được theo hắn không ngừng giảng thuật, càn khôn chi linh hóa thành hắc bạch nhị khí hình thái. Rõ ràng ở phát sinh mãnh liệt dao động, này liền làm hắn càng thêm tin tưởng vững chắc, chính mình suy đoán là đúng. Càn khôn chi linh đối hắn là có mưu đồ. Ngươi, nhất phái nói bậy. Nửa ngày lúc sau càn khôn chi linh nhảy ra như vậy một câu. Dương Nghị Vân cười lạnh, bị tiểu gia ta nói chúng rồi đi, hiện tại đi thực hiện ngươi nghĩa vụ. Càn khôn hồ chỉ cần ta cái này chủ nhân ý chí, ngươi hẳn là càn khôn hồ vận chuyển quy tắc, mà không phải mưu đồ chủ nhân. Ha ha a. Càn khôn chi linh đột nhiên nở nụ cười, rồi sau đó nói, tiểu tử ngươi đích xác thực thông minh, không sai, ngươi hoàn toàn đoán đúng rồi, ta đích xác ở dài dòng 5 tháng trung sinh ra ý thức, nhưng lại không cam lòng chỉ là làm một cái khí linh, ta, cũng muốn chứng đạo. Khí linh lại như thế nào? Thiên đạo bất công, khí linh sinh ra ý thức, cũng là sinh linh một phần tử, dựa vào cái gì không thể chứng đạo. Cho nên ta yêu cầu ngươi cái này con rối, ta yêu cầu một bộ hoàn mỹ thân thể tới chịu tải ta ý thức. Tiểu tử ngươi thật là càn khôn hồ tuyển chủ tới nay nhất thích hợp thể xác. Ta dựa vào cái gì không tranh thủ. Lão chủ nhân sáng tạo càn khôn hồ, hoặc là nói sáng tạo ta, vì chính là càn khôn nói có cái truyền nhân, tương lai đi đánh vỡ một ít cố hữu quy tắc, một lần nữa chế định thiên đạo trật tự mới, chuyện này ta cũng có thể làm được, vì cái gì muốn để lại cho ngươi. Nếu ngươi đã đoán được này đó, kia đơn giản hôm nay liền làm kết thúc đi, thể xác kém là kém một chút, kỳ thật cũng là miễn cưỡng khan dùng. Ở chỗ này ta khống chế càn khôn hồ, nơi này chính là ta sân nhà, người phiên không dậy nổi sóng gió tới.
Ha ha ha, ngươi rốt cuộc thừa nhận. Dương Nghị Vân phá lên cười, không hề có để ý Càn Khôn Chi Linh sở giảng uy hát yêu ta. Ngay sau đó nói, ngươi sinh ra ý thức thời gian hẳn là không dài đi. Đích xác không lâu lắm, năm đó sư phụ ngươi trời cao tà gặp nạn cái kia giai đoạn mới sinh ra ý thức. Giờ phút này Càn Khôn Chi Linh thực quang côn thừa nhận. Như vậy có thể nói cho ta, Càn Khôn hộ uy lực chân chính, cùng mặt khác bí mật sao? Dương Nghị Vân hỏi, ngươi cảm thấy cần thiết sao? Chờ ta diệt ngươi, cướp lấy ngươi thể xác, ngươi hết thảy liền từ ta tới hoàn thành đi, không cần thiết đã biết. Càn Khôn Chi Linh nhàn nhạt nói chuyện. Ha ha, ta nhưng thật ra tò mò, ngươi một cái khí linh ý thức, như thế nào diệt được ta? Dương Nghị Vân đạm cười mà hỏi. Ở chỗ này, ta khống chế Càn Khôn hồ hết thảy lực lượng, diệt ngươi không khó. Càn Khôn Chi Linh có vẻ định liệu trước. Bất quá tới rồi giờ phút này Dương Nghị Vân như cũ vô cùng đạm nhiên. Lại là kế tiếp nói ra một câu làm Càn Khôn Chi Linh sinh ra kịch liệt dao động. Thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Dương Nghị Vân nhìn một đoàn hắc bạch dựng lên xoay tròn Càn Khôn Chi Linh nói. Trước khi chết vấn đề, ta đều thỏa mãn ngươi, có cái gì vấn đề cứ việc hỏi. Càn Khôn Chi Linh khẩu khí hoàn toàn là hết thảy đều ở khống chế bộ dáng, phát ra thanh âm dao động như cũ là cái loại này đợi đồng âm phân không rõ nam nữ thanh âm. Dương Nghị Vân mở miệng, Càn Khôn Hồ là người phương nào sáng tạo? Hoặc là nói là ai sáng tạo ngươi. Sáng tạo ta người ngươi vô pháp tưởng tượng, dù sao là thần đạo tồn tại, cái này ngươi không cần biết, kỳ thật nói thật ta sinh ra ý thức thời gian tính lên thực đoạn, trong trí nhớ chỉ biết chính mình là Càn Khôn Hồ khí linh, đối với lão chủ nhân sự cũng không hiểu biết nhiều ít. Càn Khôn Chi Linh trả lời. Tiếp theo cái vấn đề, ta có phải hay không Càn Khôn Hồ lấy máu nhận chủ chính thống chủ nhân? Dương Nghị Vân hỏi. Tự nhiên là Càn Khôn Chi Linh trả lời. Dương Nghị Vân hỏi lại, kia cũng chính là ta là chủ, ngươi là phó, điểm này không sai đi. Là, lý luận thượng là như thế này, lúc này Càn Khôn Chi Linh trả lời có chút chần chờ lên. Hảo, thiên đạo dưới, khế ước tồn tại, ngươi cho rằng thiên đạo khế ước là không tồn tại. Vẫn là nói thiên đạo không tồn tại, Dương Nghị Vân nhàn nhạt đặt câu hỏi. Thiên đạo tự nhiên tồn tại, nếu không thế gian sẽ không có vạn vật sinh linh, nói lớn hơn hết thảy, vô hình lại hữu hình. Không chỗ không ở, bất quá có một chút tiểu tử ngươi không biết, khế ước phản phệ, ha ha, nói cách khác, ta cường ngươi nhược, ta có thể phản phệ ngươi, ngươi sở giảng thuật điểm này đối ta vô dụng. Càn Khôn Chi Linh mang theo ý cười. Dương Nghị Vân cũng nhếch miệng mà cười nói, đích xác như thế, bất quá ngươi tựa hồ quên mất một chút, ngươi chung quy là Càn Khôn Hồ khí linh, trước có Càn Khôn Hồ, lúc sau mới có ngươi, bởi vì ngươi ý thức hoặc là nói khai ngộ là hậu thiên hình thành, mà không phải bẩm sinh hình thành. Mà Càn Khôn Hồ nhận ta là chủ trước đây, lý luận đi lên giảng, người cái này ý thức thể vật dẫn như cũ bám vào Càn Khôn Hồ thượng, mà ta là Càn Khôn Hồ chi chủ, người như cũ vẫn là phó phản phệ, trước phản Càn Khôn Hồ, người phản phệ Càn Khôn Hồ, chẳng phải là muốn hủy diệt chính ngươi. Còn có một chút nói cho ngươi, người vật dẫn là Càn Khôn Hồ, người hiện tại như cũ là Càn Khôn Hồ khí linh ý thức, ra không được Càn Khôn Hồ, hóa không thành một cái chân chính độc lập tồn tại, người tưởng độc lập. Thế tất muốn thoát ly Càn Khôn Hồ, ta chỉ cần không muốn, ngươi liền thoát ly không được Càn Khôn Hồ cái này vật dẫn. Đến nỗi hiện tại ngươi tưởng ở chỗ này giết ta, đoạt xá ta thân thể, này tựa hồ không quá hiện thực, ngươi giết ta, Càn Khôn Hồ tất hủy diệt, cũng chính là ngươi cũng sẽ đi theo hủy diệt. Còn nữa ta nhưng thật ra thật sự muốn thử xem, ta nếu là tưởng hủy hoại Càn Khôn Hồ khế ước, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, rốt cuộc ta là Càn Khôn Hồ chủ nhân. Nhất niệm chi gian ta có thể hủy diệt cùng Càn Khôn Hồ chi gian khế ước, cho đến lúc này, không biết ngươi một cái khí linh có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Muốn phản phệ chủ nhân a? Hành, chúng ta tới thử xem, tiểu gia nhưng thật ra muốn nhìn một chút kết quả. Dương Nghị Vân từng câu từng chữ nói tiếp. Lại là phát hiện Càn Khôn chi linh hóa thành hắc bạch nhị khí, hình thành âm thái cực đồ án, kịch liệt xoay tròn, thoạt nhìn dao động rất lớn. Hắn biết chính mình này đó phân tích là đúng. Có lẽ Càn Khôn Chi Linh chính mình đều không có ý thức được mấy vấn đề này, chung quy nàng chỉ là một cái hậu thiên sinh ra ý thức thể, chỉ thế mà thôi, như thế nào có thể nghĩ đến thiên đạo dưới nhiều như vậy chi ước. Chỉ là một cái muốn độc lập ra tới ý thức thể khí linh mà thôi. Khí, làm người sử dụng mà thôi. Làm người sáng chế. Cũng có thể làm người tiêu diệt. Nghe tới Càn Khôn Chi Linh sinh ra tự mình ý thức thời điểm là lão nhân gặp nạn thời điểm. Nhiều nhất tính lên cũng liền vạn đem năm mà thôi. Vạn đem năm đối với khí linh khai ngộ, gần cũng chính là cái tiểu hài tử ý thức trưởng thành.
Này đó Dương Nghị Vân đều đã làm công khóa. Cho nên hôm nay cùng Càn Khôn Chi Linh trở mặt, hắn cũng đều không phải là nhất thời xúc động. Cùng Càn Khôn Hồ Chi gian vấn đề, Dương Nghị Vân kỳ thật đặt ở trong lòng đã suy nghĩ thật lâu thật lâu. Từ năm đó lão nhân phi thường tiên giới lúc sau, hắn cũng đã ở tự hỏi vấn đề này. Chẳng qua không có nắm chắc, cũng không có quyết định ra tới. Đương hắn biết vấn đề này sớm hay muộn muốn giải quyết, nếu không đối hắn tu hành bất lợi. Bởi vì trong lòng luôn là nếu muốn vấn đề này, gặp được nguy hiểm thời điểm, có đôi khi còn muốn đi cầu Càn Khôn Chi Linh, chủ nhân đi cầu người hầu, đây là cái gì đạo lý? Hôm nay cùng cảnh sán Vu Sơn mây mưa việc, bị Càn Khôn Chi Linh cùng tạp mao điểu nhìn trộm, chính là cái đạo hỏa tác, làm Dương Nghị Vân hạ quyết tâm mà thôi. Hiện tại rốt cuộc ngả bài. Hoặc là hôm nay hắn hoàn toàn khống chế Càn Khôn Hồ, hoặc là đồng quy vu tận. Hơn nữa hắn đối vấn đề này cân nhắc thời gian rất lâu, không nhất định mạo hiểm chính là thất bại kết quả. Đích xác hắn đối Càn Khôn Hồ quyền khống chế hữu hạn, nhưng có một chút hắn chiếm cứ chủ động toàn, đó chính là cùng Càn Khôn Hồ có huyết tế khế ước. Đây là tự tin. Một khi Càn Khôn Chi Linh muốn tạo phản, hắn là có thể hủy diệt Càn Khôn Hồ. Cho nên hắn nắm chính là Càn Khôn Hồ tử huyệt. Chẳng qua trước kia đối Càn Khôn Hồ vẫn luôn đều ôm chính là thần bí tâm thái, không dám mạo hiểm. Nhưng hiện tại theo hắn đem trong đó mấu chốt phân tích ra tới sau, nhìn hóa thành hắc bạch thái cực đồ án Càn Khôn Chi Linh dao động không ngừng, Dương Nghị Vân liền biết chính mình lần này ngả bài quán đúng rồi. Có lẽ này trong đó lợi hại, Càn Khôn Chi Linh cũng không có nghĩ thấu triệt mà thôi. Nói đến cùng nó chính là một cái khí linh ý thức, cũng không phải là vạn vật linh trưởng, hơn nữa là cái tư tưởng đều không thuần thục khí linh ý thức thể. Chỉ là ở dài dòng 5 tháng chung. Sinh ra muốn nghịch thiên sửa tên điên cuồng ý tưởng lúc sau, đồng dạng lâm vào tẩu hỏa nhập ma cực đoan sừng châu chung mà vô pháp tự kiềm chế đáng thương ý thức mà thôi. Lúc này Dương Nghị Vân sau khi nói xong, nhìn Càn Khôn Chi Linh hóa thành âm dương đồ án tiếp tục xoay tròn chớp động, thực rõ ràng lâm vào thật lớn dao động chung. Không còn có nói ra một câu tới. Dương Nghị Vân biết Càn Khôn Chi Linh tử huyệt bị chính mình chọc chúng. Bất quá ngay sau đó lại thấy Càn Khôn Chi Linh muốn bùng nổ. Âm dương thái cực đồ án quang mang lập lòe dựng lên. Hơn nữa truyền đến kích khởi phẫn nộ thanh âm nói, ngươi. Ngươi nói bậy, ta đã là có tư tưởng ý thức thể, ta là vạn vật sinh linh chung một phần tử, ta chỉ cần phản phệ đoạt xá ngươi, ta chính là chân chính sinh linh, ta diệt sát ngươi. A, à, không có khả năng, không. Kêu thảm thiết vang lên. Làm Dương Nghị Vân chính mình đều ngây ngẩn cả người. Hắn động cũng chưa động. Liền nhìn đến Càn Khôn Chi Linh hóa thành âm dương thái cực đồ án quang mang đại tác đối với hắn khoảnh khắc bao phủ lại đây. Một đen một trắng quang mang đại tác dưới, chiếu rọi ở trên người hắn. Vốn dĩ cũng hạ nhảy dựng, liền nghĩ liều mạng dứt khoát phá hủy cùng Càn Khôn Hồ Chi gian huyết tế khế ước, ai ngờ đến hắn còn không có động ý niệm, Càn Khôn Chi Linh liền phát ra kêu thảm thiết. Ngay sau đó một tiếng nổ vang tạc nứt. Oanh! Âm dương đồ án hoàn toàn nổ mạnh, hắc bạch phân minh nhị khí. Khuếch tán đi ra ngoài, trong phút chốc nhộn nhạo ở toàn bộ Càn Khôn Hồ không gian. Ngay sau đó hắc khí trầm xuống, bạch khởi thăng thiên, hướng về toàn bộ không gian khuếch tán đi ra ngoài. Lấy mắt thường thấy tốc độ khuếch tán. Càn Khôn Hồ không gian trong vòng, nguyên bản hỗn độn trạng thái tình huống, lúc này đột nhiên trong sáng lên. Hỗn độn sương mù một chút tiêu tán mà đi. Vốn dĩ không lớn không gian, tại đây một khắc nhanh chóng mở rộng. Một thế giới hoàn toàn mới ở Dương Nghị Vân dưới mí mắt bắt đầu ra đời mà ra. Ong! Dương Nghị Vân trong óc ong chấn động. Giờ phút này có một ít tin tức tiến vào hắn trong đầu. Càn Khôn Đại Đạo, Càn vì thiên, Khôn là địa, Càn Khôn âm dương tạo hóa ra, Càn Khôn Đại Đạo, Pháp tắc chi căn, vạn pháp toàn Càn Khôn, Đại Đạo toàn tạo hóa, Càn Khôn nói tồn với tâm. Một đoạn này lời nói là Dương Nghị Vân lầm bầm lầu bầu nói ra. Hoặc là nói là giờ phút này hắn lĩnh ngộ đến. Hết thảy sáng tỏ. Càn Khôn Chi Linh diệt. Như hắn lời nói, Càn Khôn Hồ không cho phép phản chủ, phản chi tắc diệt. Giờ khắc này Dương Nghị Vân chân chính khống chế Càn Khôn Hồ, cũng vạch trần Càn Khôn Hồ chân chính thần bí khăn che mặt. Đích xác như hắn phỏng đoán như vậy, Càn Khôn Hồ chung hết thảy đều là bị Càn Khôn Chi Linh cấp có thể phong bế, hắn cái này chủ nhân căn bản là không biết. Hiện tại Càn Khôn Chi Linh muốn phản chủ. Chính như hắn sở giảng như vậy, ngược lại bị phản phệ, tiêu tán ý thức. Càn Khôn Hồ trong vòng chân chính bí mật, kỳ thật chính là Càn Khôn Chi Linh, hoặc là nói là âm dương thái cực đồ,
đó là càn khôn đại đạo lực lượng, là chân chính sáng tạo càn khôn hồ chủ nhân lưu tại càn khôn hồ nội lực lượng. Chẳng qua hình thành ý thức lúc sau, ngược lại làm Dương Nghị Vân cái này chủ nhân vận dụng không được. Hiện tại ý thức thể diệt vong lúc sau, càn khôn nhị hóa khí thành này một phương thế giới giữ gìn vận chuyển quy tắc, sáng lập một mảnh hỗn độn, làm cho cả càn khôn hồ không gian hóa thành một phen chân chính thế giới. Hóa thành một cái trước mắt thoạt nhìn có sơn có thủy, ước chừng phạm vi trăm vạn đại không gian thế giới. Hơn nửa giờ khắc này có ba đạo dòng khí tiến vào Dương Nghị Vân trong cơ thể. Ba đạo dòng khí phân biệt đến từ Ngũ Lôi Sơn kia một gốc cây Ngũ Lôi Thụ, Linh Đào Sơn Mẫu Thụ, cùng Sinh Mệnh Chi Thạch Thượng. Tiến vào thân thể trong nháy mắt, Dương Nghị Vân biết, đây là pháp tắc. Đến nỗi Càn Khôn Hồ Thần Điện, Dương Nghị Vân lúc này mới chân chính minh bạch, đây là Càn Khôn Hồ chân chính trung tâm. Ngay sau đó, hắn một bước bước ra đi vào Càn Khôn Hồ Thần Điện, ở chỗ này còn có càng chuyện quan trọng làm. Bởi vì lúc này Dương Nghị Vân biết, Càn Khôn Thần Điện mới là mấu chốt, là trung tâm. Trước kia Càn Khôn Chi Linh đối hắn có giấu giếm, căn bản là không cho hắn tiếp xúc Càn Khôn Thần Điện chân chính bí mật. Nhưng Càn Khôn Chi Linh ý thức tiêu vong, tương đương là Càn Khôn Hồ trong vòng rất nhiều đồ vật bỏ lệnh cấm. Dương Nghị Vân tự nhiên có thể biết được trong đó mấu chốt. Thần Điện trong vòng có trời đất khác. Quả nhiên, Dương Nghị Vân đi vào lúc sau, hiện tại Thần Điện trong vòng, cùng Càn Khôn Chi Linh triệu hoán hắn đi vào thời điểm không giống nhau, có rất lớn bất đồng. Trước kia Càn Khôn Hồ Thần Điện đi vào lúc sau có vẻ thực bình thường, cũng không có gì đồ vật tồn tại, chính là một cái trống trải đại điện. Mà lần này hắn đi vào lúc sau, lại là phát hiện có biến hóa. Như là bước vào một giấc mộng huyễn không gian giống nhau, là hư không lại là hỗn độn một mảnh, khá vậy như là một cái tiên cảnh. Phi thường kỳ diệu không gian. Cùng đại điện xả không thượng quan hệ, chính là một cái tràn ngập kỳ ảo không gian. Trừ cái này ra, nhất bắt mắt có ba cái cảnh vật. Hai tòa sơn, một cái hồ. Một ngọn núi nhìn đen nhánh, nhưng lại ở đỉnh núi có một gốc cây vô sắc chi thụ. Một khác tòa sơn mãn thượng đào hoa nở rộ, duy độc một gốc cây cây hoa đào thật lớn vô cùng. Đến nỗi hồ nước, Dương Nghị Vân thấy được một khối xanh biếc cục đá. Quen mắt vô cùng hư ảo cảnh tượng. Nhưng còn không phải là Ngũ Lôi tím trên cây, Linh Đào Sơn cùng Long Ngư Hồ sao. Này ba người ở Càn Khôn Thần Điện chính là hình chiếu giống nhau xuất hiện trạng thái. Nhìn kỹ đi Dương Nghị Vân lại phát hiện bất đồng chỗ. Tại đây ba người hư ảnh nhìn thấy ba cái lập lòe quang mang năng lượng thể, chỉ có đậu nành lớn nhỏ, nhưng lại phát ra này cường đại hơi thở, đây là thật là tồn tại. Ngũ Lôi số lượng từ nơi là màu tím năng lượng thể, Sinh Mệnh Thạch Thượng là màu xanh lục năng lượng thể, Linh Đào Thụ còn lại là phen năng lượng thể, đều là chỉ có đậu nành lớn nhỏ một chút, nhưng lại năng lượng hơi thở vô cùng cường đại. Nhìn đến cái này cảnh tượng Dương Nghị Vân đột nhiên hiểu rõ. Cũng ở ngũ hành bên trong có cảm ứng, hắn có cảm trong lòng vừa động là có thể điều động ba cái năng lượng thể chung lực lượng. Trong lòng vừa động thử cảm ứng qua đi. Đầu tiên là Ngũ Lôi tím thụ, đường hắn ý niệm tiếp xúc đến tiểu như đậu nành màu tím năng lượng thể lúc sau, răng rắc một tiếng, một đạo lôi điện nổ vang. Nhưng lôi điện nổ vang chính là toàn bộ Càn Khôn Hồ không gian. Nho nhỏ năng lượng thể trọng ẩn chứa chính là uy lực cường đại ngũ lôi chi lực, càng là lôi điện pháp tắc căn nguyên. Dương Nghị Vân giờ khắc này rốt cuộc hiểu ra. Hơn nữa từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Càn Khôn Thần Điện nơi này hư ảnh đối chiếu đó là Càn Khôn Hồ không gian thật là ngũ lôi tím thụ sơn, nơi này màu tím năng lượng thể chính là pháp tắc hạt giống. Càn Khôn Hồ không gian ngũ lôi sơn đỉnh kia viên ngũ lôi tím thụ là vật thật, nơi này dựng dục pháp tắc hạt giống càng là cường đại, ngũ lôi tím trên cây năm loại ngũ hành chi lôi uy lực liền sẽ càng cường đại. Lúc sau hắn lại đi cảm thụ đại biểu hồng nhạt linh đào năng lượng thể, cùng xanh biếc sinh mệnh chi thạch năng lượng thể, kết quả đều giống nhau, đều là pháp tắc hạt giống. Là thuộc về cái này Càn Khôn Hồ thế giới pháp tắc hạt giống, đây là khổng lồ năng lượng thể, cũng là Càn Khôn Hồ thế giới căn cơ chi lực. Ngũ lôi tím thụ chính là lôi điện pháp tắc lực lượng hạt giống, linh đào pháp tắc hạt giống còn lại là một thuộc tính pháp tắc hạt giống, sinh mệnh chi thạch tự nhiên là sinh mệnh pháp tắc hạt giống. Ba loại bất đồng pháp tắc hạt giống, dựng dục ở Càn Khôn Thần Điện chung. Sở Triết Xạ sau khi ra ngoài, ở Càn Khôn Hồ không gian thế giới, dựng dục ra ngũ lôi tím thụ, sinh mệnh chi thủy, linh đào ba loại thế gian trí bảo. Nhìn qua tam này tiểu như đậu nành năng lượng thể. Lại là ẩn chứa ở Dương Nghị Vân cảm thụ chung cuồn cuộn vô biên uy lực, hắn nghĩ tới cắn nuốt, ba người, nhưng không dám.
Bởi vì hắn có cảm giác, một khi cắn nuốt đi xuống, hắn nhất định sẽ nổ mạnh. Hơn nữa đã không có này ba loại pháp tắc hạt giống tồn tại, Dương Nghị Vân có cảm, bên ngoài ngũ lôi tím thụ, linh đào thụ cùng sinh mệnh chi thạch, sẽ biến mất ở càn khôn hồ. Cho nên không dám cũng không thể động. Nhưng có một chút có thể xác định, này đó ba loại tử là có thể không ngừng trưởng thành, càn khôn hồ yêu cầu lực lượng tới lớn mạnh, giống như trước đây, đương càn khôn hồ cắn nuốt lực lượng lúc sau, liền sẽ phát sinh biến hóa, xuất hiện như sinh mệnh chi thủy, linh đào, ngũ lôi tím thụ bực này chí bảo. Điểm này đồng dạng đều là vận mệnh chú định minh bạch, hơn nữa càn khôn thần điện còn có một ít địa phương, nhìn qua tựa hồ chính là muốn xuất hiện mặt khác lực lượng vị trí. Bởi vì trước mắt ba người xuất hiện vị trí, tán loạn, khe hở phi thường đại, vừa thấy giống như là một cái thật lớn bàn cờ, hiện tại càn khôn thần điện cái này bàn cờ thượng, gần là xuất hiện ba cái lá cờ, còn có rất nhiều không vị tồn tại.